Khi đang tụng kinh thì hết tuần hương, mà đang tụng đứng lên để lên hương con thấy không trang nghiêm. Vậy liệu không lên hương tiếp theo thì có được không ạ? Ôi dồi ôi, tụng kinh bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu này thì quả thật là nguy rồi. Chả chịu học chịu hỏi gì rồi. Không có ai đang tụng kinh thì hết hương lại đi lên hương cả các quý vị ạ. Các vị có thấy các sư đang tụng kinh hết hương lại đi lên hương không? Không có. Chúng ta thì vào tụng vào chúng ta thắp một tuần hương lúc đầu và chúng ta tụng kinh hết hương trên cái hết lúc nào thì hết, không quan tâm cái chuyện đó. Mà bây giờ chúng ta quan tâm đến cái chuyện gì? Chúng ta đang tụng kinh, tụng kinh xong niệm Phật, lễ Phật cho hết, xong cái gì là thôi, cũng không nên đó. Xong rồi cũng không nên thắp hương nữa là gì? Đến sáng hôm sau chúng ta tụng thời sáng thì lại lên hương. Chứ không nên, cũng không cứ là phải lúc nào cũng phải thắp hương. Bởi vì hương bây giờ, xin thưa các quý vị, phải nói rằng cái khói hương nó không tốt như ngày xưa nữa. Hương ngày xưa họ làm bằng trầm, bằng cái loại gỗ quý, gỗ thơm thật. Còn hương bây giờ người ta dùng các loại nước hoa, cái hóa chất nhiều, quá nhiều. Cho nên nếu chúng ta thắp nhiều thì có thể nó còn đem cái tác hại về sức khỏe nữa. Cho nên chỉ thắp một nén là được. Trong gia đình chúng ta 3, 4, 5 bát hương nhưng cũng chỉ thắp một nén ở giữa, bát hương giữa là được. Nếu thờ Phật thì thắp ở trên ban thờ Phật là được. Hoặc không có bát hương thờ Phật thì thắp một cái giữa bát hương thần linh là được. Hoặc không có bát hương thần linh thắp một cái giữa gia tiên là được, vân vân. Cho dù 4, 5, 6, 7 bát hương cũng thế, thắp một cái là được. Còn trừ những cái ngày lễ lớn, nhưng mùng 1, ngày rằm, hoặc những ngày giỗ, ngày Tết thì chúng ta mới thắp mỗi bát một nén. Còn những ngày bình thường chúng ta lên tụng kinh niệm Phật trong nhà, chúng ta chỉ cần một nén hương gọi là thành tâm là được. Hoặc là 3 nén, tối đa là 3 nén thôi. Chứ đừng có thắp cả một cái bó hương. Ban Phật 3 nén, ban gia tiên 3 nén, bát tổ cô 3 nén, bát tổ cậu 3 nén. Nếu mà có bên ngoại nữa thì gia tiên bên ngoại 3 nén, rồi tổ cô tổ cậu bên ngoại 3 nén nữa thì thôi rồi. Thì trong cái phòng chúng ta thì chúng ta ngửi cái khói hương nó ngột ngạt, mà như thế thì không tốt. Cho nên thầy nói là vẫn phải thắp hương, nhưng mà thắp một tuần hương lúc đầu vào thôi, nên thắp một nén thôi, hoặc nhiều nhất là 3 nén thôi, không nên thắp quá nhiều. Thành tâm thế thôi, để mình giữ cho cái sức khỏe của mình nữa, vừa thành tâm được cúng Phật, dùng cái hương trần này để chúng ta quán tưởng vào ngũ vị chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Thế đừng có nghe một số các quý thầy, bây giờ một vài quý thầy trẻ trẻ, không biết các vị học Phật kiểu gì, bây giờ bác hết, bảo là bây giờ không nên thắp hương nữa, thắp hương điện. Cũng không cần phải thắp đèn dầu hay là đèn dầu tô, đèn dầu lạc này nữa, mà gọi là thắp nến điện. Hiện đại quá, biến chúng ta thành những kẻ lười, cũng không nên. Thế hóa ra như thế thì thôi thì bảo luôn là trên ban thờ gia đình nhà chúng ta không thắp hương nữa thì thôi, làm cái bát hương giả bằng gì? Bằng nhựa thôi, cái hương cũng bằng nhựa giả thôi, cái gì hoa quả bánh kẹo cũng làm bằng giả lên trên ban thờ cho đỡ phải chuột nó ăn, đỡ phải thay hoa, đỡ phải thay quả, cái gì cũng làm bằng nhựa thôi, bằng đồ giả thôi, được không? Và cuối cùng là nữa gì? Các bà chúng ta thì thôi, cũng chẳng phải cần phải ăn uống nữa thì tôi cũng ăn đồ giả thôi. Chẳng cần phải đi làm để cho nó mệt. Ở nhà đó gì? Làm những cái mâm cơm thật ngon ra bằng cái đồ giả. Để đấy cứ đến bữa dọn ra mà gặm mà nhấm cái đồ giả đó, có được không? Không được. Chúng ta nói hướng dẫn cho Phật tử không cần phải thắp hoa, không cần phải thắp hương, không cần phải dâng hoa, không cần phải thay nước, không cần phải thắp đèn. Mà cái gì là đèn thì bảo là thắp bằng đèn bóng điện là được rồi. Còn hương thì bảo là thắp bằng hương điện là cũng được rồi. Thế thì chẳng khác gì. Chúng ta bảo thôi thì ăn làm gì? Ăn đồ thật làm gì cho phải đi đại tiểu tiện cho nó mệt người, cho nó bẩn ra. Thôi cứ ăn đồ giả lấy ra mà chấm mà mút, thế là được. Quán tưởng là đó là gì? Là đồ ăn thật là được, cho đỡ phải đại tiểu tiện. Xin lỗi các vị, tôi nói hơi đau một chút như thế. xuất phát từ một cái quan điểm nó sai lầm với giáo lý của Đức Phật. Dẫn chứng rằng Ấn Độ không có thắp hương. Nào Ấn Độ không thắp hương? Tôi sang Bồ Đề Đào Tràng lễ thấy vẫn có thắp hương đấy mà. Đến một số các thánh tích của Đức Phật vẫn thấy thắp hương đấy mà. Mà sư Ấn Độ hẳn hoi. Các sư bên đây hẳn hoi, chứ không phải là mình chúng ta thắp đâu. Có cái là họ thắp ít. Họ không thắp cả bó như chúng ta. Cầm cả bó hương ra đi, chúng ta thắp nhiều quá nó cũng không tốt. Mà còn hoa tươi phải cúng chứ. Đức Phật ở trong kinh Đức Phật nói về cái công đức á, cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, cúng nến cơ mà. Chúng ta không thể vin là bây giờ có điện rồi thì thắp điện là được. Tất nhiên có điện thắp điện nó sáng là được rồi. Nhưng mà ở trên ban thờ á, các cụ chúng ta ngày xưa thường là có đèn dầu. Nhưng bây giờ thay vào cái đèn dầu chúng ta cúng bằng cái đèn dầu thơm. Thì nó không hôi, đỡ hôi. Vẫn biết là ánh sáng thôi, nhưng mà chúng ta biết khi chúng ta đặt tâm vào, chúng ta lau cái bóng đèn, rót dầu vào cái chiếc đèn, và chúng ta dùng cái tâm thành kính, chúng ta dâng thắp đèn lên, chúng ta cúng Phật. Đấy là có công đức rồi các quý vị. Tất cả những cái gì chúng ta thành tâm xuất phát từ cái lòng thành của chúng ta, từ ý nghĩ nhẫn đến hành động đều có công đức các quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái gì Đức Phật dạy, nếu chúng ta không làm được thì thôi, chứ đừng có nên bác là việc đấy thì không phù hợp nữa. Một số các Phật tử trong thời gian qua cũng hay hỏi tôi điều đó. Bảo chúng con nghe thấy một vị thầy thượng tọa tiến sĩ ở trong miền Nam, thầy giảng là không nên thắp hương nữa, phải thắp hương độc, thắp hương điện thôi, cũng không cần thắp đèn nữa, phải thắp đèn sợ cháy, sợ cháy nổ, cho nên là thắp điện thôi. Điện nó, xin thưa vì điện có khi nó chập, nó còn dễ cháy nổ hơn là đèn. Cho nên chúng ta phải biết rõ cái điều, cái gì Đức Phật dạy chúng ta không làm được thì đừng có nói rằng, đừng có khuyên tuyên truyền mọi người làm cái đấy là sai. Chúng ta không làm được thì thôi, chúng ta lười, chúng ta không làm cái việc đó được nữa thì thôi. Chúng ta đừng có khuyên mọi người rằng làm cái đó là mê tín, làm cái đó là tà đạo vân vân, không phải đâu. Trong kinh điển Đức Phật đều dạy hết những cái gì đó. Kể cả kinh Nikaya ngày xưa chúng tôi học, kinh A Hàm chúng tôi học, Đức Phật cũng dạy là nên cúng đèn, nên cúng giàng, hương hoa đèn nến, những đồ vật dụng cần dùng. Đức Phật thì ví dụ như Đức Phật A Di Đà hay là mười phương chư Phật chẳng hạn, các ngài đâu có thiếu những cái đấy. Kể cả thanh bông hoa quả phẩm oản quả chuối các ngài đâu có thiếu đâu. Nhưng tại sao các ngài vẫn khuyên chúng ta cúng giàng? Khuyên chúng ta đem đến Tam Bảo để cúng giàng. Vì sao ngài muốn cho chúng ta phá bỏ được cái tâm tham lam chấp chược, biết bố thí, biết cúng giàng, biết gieo vào cái ruộng phúc. Cái ruộng phúc đó chính là gì? Là Đức Phật. Còn chúng ta gieo cái hạt giống thiện, cái hạt giống cái Bồ Đề tâm vào trong cái ruộng phúc của Đức Phật thì chúng ta sẽ được hưởng công đức và phúc báo tốt lành ở đời này và đời sau thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói với các quý vị rằng đấy, khi mà thắp hương có nên hay không? Nên. Quan điểm của chúng tôi nên. Và các hòa thượng lớn ở trong giáo hội của chúng ta bây giờ vẫn bảo vẫn phải nên thắp hương. Thắp hương, thắp đèn để cúng Phật. Như kinh Đức Phật dạy, mặc dù bây giờ có bóng điện sáng như này các vị thấy không? Thầy vẫn thắp đèn lưu ly để cúng Phật đó. Đó. Vẫn bày cái đèn ở đàn chính đó. Và có hương không? Có. Vậy thầy hương vòng, thầy thắp hương vòng. Mỗi bát hương một cái hương vòng. 3 bát hương ở trong cái nhà này ở xa nhau, cho nên thắp mỗi bàn cái hương vòng. Nhưng còn chúng ta gian, vì nhà thầy đấy nó thoáng, nó rộng, mà nhà gỗ cho nên thoáng, có những cái khe ở trên nó gió vào gió ra, cái hương cái khói hương ấy, nó tỏa đi ngay. Còn nhà chúng ta là nhà trần, đặc biệt là nếu ở chung cư nữa thì nó lại càng bí. Vì vậy chỉ nên thắp một nén thôi, một nén thôi là đủ rồi. Những cái đại lễ lớn thì chúng ta mới thắp 3 nén, bình thường 1 nén là được. Đó. Nhưng ở đây Phật tử này hỏi nói là đang tụng kinh hết hương lại dậy để thắp hương mất trang nghiêm. Ai bảo các vị làm như thế? mà nói là mất trang nghiêm. Cái vị thầy nào, nếu mà vị thầy nào mà bảo vị là đang, hay là Phật tử nào bảo vị tụng kinh, đang tụng kinh thì hết hương phải dừng chuông dừng mõ lại để dạy để đi thắp hương thì mới có công đức, như vậy là sai đấy. Nếu thầy nào bảo vị như thế là sai, Phật tử nào bảo như thế cũng không đúng. Cho nên chúng ta học phải hiểu, không có làm sai lại cứ đi lo. Từ nay trở đi nhé, Phật tử này nghe thấy thầy giảng này rồi cứ tin, mà thầy đảm bảo cho đây là cái không phải là thầy bảo mà các hòa thượng lớn như là Đức Pháp Chủ hay là các cụ lớn ngày xưa các thầy học theo các cụ đều bảo rồi. Mà các thầy nó đi tu năm nay cũng là 25, 26 năm rồi, ít nữa đâu, nửa đời người rồi, già nửa đời người rồi. Năm nay 46 tuổi thì đi tu 26 năm rồi, tức là già nửa đời người rồi. Đấy. Cho nên yên tâm, các vị cứ lên một tuần hương lúc đầu thôi và tụng kinh cho đến hết. Hết xong một cái thôi, vái lễ tạ hết và vái đi ngủ, không cần phải thắp hương lên nữa cả. Bởi vì nhà chúng ta bí không cần phải thắp nữa. Và sáng hôm sau thì lên tụng kinh mới thắp tiếp. Đấy. Mà thậm chí là cái đèn chúng ta thắp ấy, nếu mà tối hôm đó nhà chúng ta nó bí, cái đèn chúng ta thắp khi mà chúng ta lễ tụng kinh xong rồi chúng ta tắt đèn đi để đi ngủ được, để phòng chống cháy nổ, cũng như là để cho cái nó đỡ tỏa ra cái nhiệt, đặc biệt mùa nóng này, cái nhiệt cũng như là khói. Sau sáng sớm sau chúng ta lên thắp hương lên đèn mới bắt đầu để vào tụng kinh tiếp. Tụng kinh xong rồi lại tắt đèn đi được. Nhà nó bí thì chúng ta làm điều đó được. Ở đây phòng của thầy nó rộng nó lớn, cho nên thầy thắp hương thắp đèn cả ngày cả đêm là không sao. Nhưng nhà chúng ta nếu mà nhà chung cư hoặc nhà chật đấy, nó bí thì tụng kinh xong chúng ta tắt cả đèn và hết hương, không cần thắp nữa. Và hôm sau bao giờ lên tụng kinh chúng ta mới thắp tiếp. Đấy, thì cái đấy là tốt cho cả sức khỏe của chúng ta, mà lại thành tựu cả cái pháp cúng dường của chúng ta nữa, thành tâm cúng dường của chúng ta nữa. Ý thứ ba, Phật tử này hỏi: con có mua chuông mõ nhưng con sử dụng không quen, vậy con tụng kinh không dùng chuông mõ có được không ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Được, không sao. Chúng ta chuông mõ được thì càng tốt, vì chuông mõ tức là hiệu lệnh. Chúng ta có chuông có mõ và là hiệu lệnh thì là tốt nhất. Nếu mà chúng ta thì không quen đó, thì chúng ta nên học. Trừ trong trường hợp trong gia đình nhà chúng ta dậy sớm tụng kinh từ lúc 4-5 giờ sáng, hoặc là đến chiều đến tối mà 4-5 giờ chiều, hoặc là 8-9 giờ đêm mà chúng ta cũng tụng kinh gõ mõ cốc cốc, mà vợ chồng hoặc là con cái cháu chắt ở trong gia đình nhà nó không học được, hoặc là nó không hoan hỉ thì thôi chúng ta đọc không cũng được. Còn nếu ở trong nhà chúng ta hoan hỉ mà chúng ta có phòng thờ riêng ở trên cao, tức là trên tầng thượng, gần trên tầng thượng á, phòng thờ riêng á, chúng ta không ảnh hưởng gì đến người nhà chúng ta, thì chúng ta thì nên học cả chuông cả mõ. Thì tụng cả chuông cả mõ nó mới đúng với cái quy củ, cái lề lối của người tụng kinh. Còn bình thường là chúng ta gọi là đọc kinh thôi. Nếu chúng ta không có chuông có mõ, chúng ta chỉ đọc như đọc sách, gọi là đọc kinh thôi. Còn tụng kinh có chuông có mõ, nó có nhịp điệu, có âm vận, có trầm bổng du dương ấy. Thì thậm chí là chúng ta tụng kinh còn để cho chư thiên hộ pháp thiền thần các ngài đến để hộ pháp các ngài nghe còn hoan hỉ nữa cơ mà. Thậm chí là quái âm, thần linh thổ địa, ông bà tổ tiên nội ngoại chúng ta nếu mà chưa được siêu thoát, các cụ về để nghe kinh hoặc là để tu cùng chúng ta, các cụ nghe thấy cái lời tụng kinh niệm Phật chúng ta du dương trầm bổng mà hay thì dễ đưa vào lòng người. Đó. Dễ đưa vào lòng người. Cho nên cái cách tán tụng, tụng kinh niệm Phật cũng là một cách để một cái phương tiện để giáo hóa mọi người đó. Chúng ta tụng kinh mà giọng không hay, mà nó ngang phè phè, ngang như cua bò ngang thì mọi người nghe thì rất khó để phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà ai mà có cái giọng hay mà tụng kinh Phật tử ưa nghe, mọi người ưa nghe thì rất dễ cảm tình được họ. Và họ thì khuyên bảo họ đều tụng kinh niệm Phật với chúng ta, họ rất hoan hỉ. Cho nên ở đây nếu mà gia đình Phật tử này có chuông có mõ thỉnh rồi nhưng mà còn không quen, cho nên không dùng chuông mõ có được không mà cũng được. Nhưng mà nếu mà gia đình mà các Phật tử nào mà cả gia đình hoan hỉ, mà có phòng thờ riêng, không ảnh hưởng đến hàng xóm, không ảnh hưởng đến người thân của chúng ta, gia đình hoan hỉ thì chúng ta nên học chuông học mõ. Chuông mõ tức là hiệu lệnh, rất tốt. Rất tốt chứ không phải là tốt mà rất tốt. Nếu chúng ta tụng kinh có cả chuông cả mõ, rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi. Con bạch thầy cho con hỏi. Con thấy bây giờ ngoài xã hội biết bao người cho vay nặng lãi, đòi nợ, đâm thuê, chém mướn, làm bao cảnh gia đình tan nát. Nhưng những người đó lại lấy tiền đó để đi làm từ thiện một phần. Thầy cho con hỏi nghiệp báo về những việc đó ra sao ạ? Vì con tùng kinh Địa Tạng, trong kinh đã dạy bố thí, cúng dường, xây dựng chùa tháp thì tội diệt phúc sinh. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem, nếu mà cái người mà ở đây những Phật tử này nói là những người làm nghề cho vay nặng lãi, đâm thuê, chém mướn, xong rồi gây biết bao nhiêu cái sự đau đớn, lo lắng cho những gia đình người đi vay nợ. Nói rõ là như thế cho nó dễ hiểu đi, khiến cho biết bao hoàn cảnh gia đình tan nát. Sau khi họ đòi được tiền rồi, đòi được nợ rồi, họ lại trích một cái phần lãi đó ra để họ đi làm từ thiện, thậm chí là mang đến chùa để cúng dường, xây dựng tam bảo vân vân. Thì hỏi rằng Phật tử, ý của Phật tử này hỏi rằng những cái việc đó nghiệp báo ra sao? Những việc đó ra sao? Đầu tiên chúng ta phải nói rằng, phải khẳng định với nhau rằng tất cả những người mà làm nghề cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật. Phải khẳng định với nhau như vậy. Tất cả những người cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật nhà nước. Mà sai với quy định pháp luật nhà nước thì chúng ta có thể người đó sẽ bị pháp luật sẽ sờ gáy và đến bắt và xử theo luật pháp bất cứ lúc nào. Cho nên ở đây nếu mà Phật tử nào mà chúng ta có người thân hoặc là chính chúng ta đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, thì đây chúng ta cũng có một cái nghề, nhưng mà chúng ta nên giảm bớt xuống. Giảm bớt xuống nhất mà chúng ta có thể. Chúng ta coi như đây vẫn là một cái công ăn việc làm để chúng ta kiếm ăn, nhưng mà nó vừa phải thôi. Có thể nó chỉnh nhỉnh hơn là ngân hàng một chút xíu thôi. Như vậy là vẫn vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà còn có thể khả dĩ mà ngân hàng họ không đáp ứng hết được cho cái nhu cầu vay vốn của người dân, thì còn có thể nhà nước còn có thể, đây tôi nói đây là theo cái thiền nghĩ của tôi, ví dụ ngân hàng là 10 phẩy, ngân hàng là 1 phẩy chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho 1,2 hoặc 1,3 gì đó nó lên một chút xíu thôi, gọi là đi lấy công làm lãi thôi, giúp đỡ mọi người lấy chính thì được. Nhưng còn ngân hàng cho 1 phẩy mà chúng ta chỉ cho đến 4 phẩy, 5 phẩy, gấp 4, gấp 5 ngân hàng như thế thì là sai với quy định pháp luật của nhà nước. Sớm muộn gì có thể cũng bị pháp luật họ trừng trị thôi. Chưa nói đến cái quả báo về lâu về dài. Cái quả báo xấu về lâu về dài. Cho nên nếu Phật tử chúng ta mà có ai còn đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, chúng ta có thể nếu chúng ta đã xin giấy phép kinh doanh được cái việc này thì chúng ta vẫn cứ làm. Nhưng mà nhớ là đừng có thu nặng lãi quá. Mà đến khi mà cái gia đình mà họ vay mượn, mà họ đến cái lúc mà họ làm ăn nó thất bát chẳng hạn, đặc biệt trong cái dạo chống dịch này chẳng hạn, chúng ta biết 2-3 tháng nay là tất cả đều các doanh nghiệp gần như là đều trở về con số 0, không làm ăn được cái gì cả. Thậm chí các vị biết ở chùa đây là còn phải đóng cửa cơ mà. Chùa Khai Nguyên chúng ta là một cái nơi nó điểm đến cho rất đông tín đồ Phật tử, chúng ta phải đóng cửa. Mới có mở cửa từ hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 đây. Khi nhà nước chính phủ cho mở cửa dần dần thì chúng ta mới mở dần. Cho đến 2-3 hôm nay mới mở toáng ra, còn những hôm trước là mở nhưng không phải ai cũng được vào đâu. Đấy. Mở nhưng mà có lựa chọn cho một số những Phật tử thân quen vào dần để áng để nghe xem như thế nào đó. Thế bây giờ nhà nước hết giãn cách rồi cho học sinh, sinh viên đi học đại đa số rồi. Các ngành nghề cũng được đi làm đại đa số rồi. Chính phủ khuyến khích cho tất cả những người dân đó, bắt đầu làm kinh tế để phát triển, để ổn định kinh tế đất nước rồi. Thì khi đó chúng ta mới, chùa chiền mới mở cửa trở lại như bây giờ. Cho nên là, suốt cả hơn 2 tháng trời như vậy, kinh tế họ làm ăn được đâu. Họ thuê nhà, thuê cửa, phải trả tiền lãi hàng tháng. Mà thậm chí nhiều doanh nghiệp có thể phải phá sản trong thời gian tới, nếu như mà dịch bệnh mà nó không dừng sớm. Nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản. Thì những cái trường hợp mà không may, cái người mà họ vay mượn của chúng ta, mà chúng ta thì trong cái lúc họ khó khăn vất vả thôi, nên họ đến họ nhẹ nhàng, họ tha thiết thành khẩn, họ xin lỗi và họ nói với chúng ta những cái lời chân thật để cho họ khất lại một vài tháng hoặc là thậm chí là một vài quý gì đó. Thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho họ vậy. Đừng nên dồn họ vào cái thế bí mà thuê đầu gấu rồi đâm thuê chém mướn đến để hù dọa và để đòi đánh đòi giết họ. Như vậy là sai với pháp luật. Thậm chí có khi chúng ta lại chưa giết được họ mà chúng ta lại phải đi tù rồi. Để mấy năm trước tôi không biết một cái băng nhóm này, cái vị này ngày xưa cũng hay sang chùa đó, đấy cũng đi đòi nợ thuê. Đến để cho 40-50 anh em xăm sổ đầy mình đến để canh nhà canh cửa, làm cho chủ nhà người ta không làm ăn được cái gì. Cuối cùng nhốt cái ông bà chủ đó mấy ngày ở trên tầng lầu đó để ép phải đưa tiền. Cuối cùng người ta báo công an đến cho cả một mẻ đi. Thế cuối cùng là nợ trả đòi được mà tất cả mấy chục người đều phải tù tội. Đến cái chú đấy cũng phải gì, cũng phải đi tù mất một thời gian. Cho nên chúng ta ở đây thì mới thấy rằng nên sống nên có tình người. Cái lúc mà mọi người khó khăn thì chúng ta cần phải hỗ trợ giúp đỡ cho họ. Cái lúc mà họ làm ăn được thì họ trả nợ cho chúng ta, trả cả gốc cả lãi đầy đủ theo như hợp đồng, thì đấy là gì, họ nuôi chúng ta rồi. Thì bây giờ họ không may gặp cái lúc khó khăn đó thì chúng ta cũng phải cho họ thư một thời gian. Đừng có nên thuê đầu bò đầu biếu rồi đầu gấu đâm thuê chém mướn, khiến cho khủng bố tinh thần của họ. Họ sợ sệt, thậm chí mà họ mất cái bình tĩnh, họ đi đến cái chỗ quyên sinh tự tử hoặc là họ báo công an, như thế nó phức tạp rồi. Chúng ta nên thì hai bên nên ngồi lại với nhau, cho họ cơ hội để họ làm ăn. Đấy là cái việc thầy khuyên như thế. Còn nếu đây Phật tử hỏi rằng những cái người cho vay nặng lãi như đâm thuê chém mướn như vậy, họ khiến cho làm bao gia đình tan nát. Thì nhưng họ lại gì, lấy cái đồng tiền đó để đi làm từ thiện và nhẫn đến này, đi cúng giảng Tam Bảo, thì họ có phúc hay không? Tôi nói với các quý vị gì, cũng có. Tôi nói họ có phúc. Còn hơn là những người cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn, gây ra bao những cái điều tội lỗi mà gì, họ toàn dùng đồng tiền đó để ăn chơi trác táng. Đằng này họ còn biết bỏ một cái phần nhỏ ra để đi bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người cô đơn không nơi nương tựa, những người nghèo cùng khốn khổ, ti tiện, bần cùng. Nhân đến là họ biết đến cửa Phật đấy để cúng giàng gieo duyên, thì họ cũng còn gì, còn có một chút lương tâm. Con người này còn có một chút lương tâm. Trong cái chỗ tối tăm cực độ ấy vẫn còn có một cái ánh sáng le lói vậy. Trong cái đống tro tàn kia vẫn bới thật sâu vào, vẫn còn một chút than hồng vậy. Từ một chút than hồng đó, nếu mà biết gì, khéo biết nhen nhúm thì nó có thể là tiếp tục thành một cái lò lửa cháy bừng lên vậy đó. Cho nên ở đây cái người mà gì, như Phật tử này nói là cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn làm cho bao cảnh gia đình tan nát, nhưng người đó lại trích một khoản tiền đó, cho vay nặng lãi đó để đi giúp đỡ người nghèo, rồi làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng giảng vân vân đó. Phải có công đức không? Có. Tôi khẳng định là có. Nhưng mà cái tội với cái phúc tùy theo. Nếu họ cho vay nặng lãi, họ giúp làm cho bao nhiêu gia đình tan nát thì cái tội đó nhiều hơn, thì họ sẽ vẫn phải bị cái quả báo xấu hơn. Cái quả báo xấu đó gì sẽ đến với họ, hoặc kiếp này hoặc kiếp sau. Nếu mà kiếp này mà người ta ăn hết phúc, lộ liễu quá, thì sẽ bị pháp luật trừng trị ngay kiếp này. Có khi đi vào bóc lịch, đi ngồi tù đó. Đấy. Mà không, nếu kiếp này họ chưa bị thì kiếp sau họ sẽ bị. Nhân quả mà. Nhưng khi mà họ bị trả hết cái báo ác ấy, thì cái nhân thiện mà họ bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện đó, ngày hôm nay đó, sau này họ cũng sẽ có. Cho nên đó, giống như là nhìn trong cái lò lửa, chúng ta tưởng như nó không còn nữa, nhưng mà bới sâu trong cái đống tro đó còn một chút xíu thôi, là cái viên than hồng, tức là than còn đỏ, than còn cháy. Cho dù nó nhỏ chút xíu thôi, bằng hạt ngô, hạt bắp thôi, nhưng chúng ta thì nếu dùng cái bùi nhùi, dùng lá khô, cỏ khô, chúng ta rơm khô, chúng ta thổi, để cho vào đó chúng ta thổi thì một chút nó vẫn có thể bùng lên thành cả một ngọn lửa lớn vậy đó. Cho nên người làm việc xấu mà biết gieo một chút nhân thiện, có công đức không? Vẫn có, vẫn có. Cho nên các vị biết là vì vậy, vì sao mà thầy hay nói với các Phật tử này, ngôi chùa của Khai Nguyên chúng ta là giáo hóa được cho rất nhiều tầng lớp nhân dân. Không chỉ các cụ già, không chỉ những người biết đến Phật Pháp thuần thành đâu, mà giáo hóa được cho cả những gì các bạn tuổi trẻ. Không chỉ các bạn tuổi trẻ là sinh viên, học sinh có tâm mộ đạo, biết đến Phật Pháp thì đương nhiên là đã đành rồi. Còn cả những cái tầng lớp gọi là xã hội, gọi là đầu bò, đầu biếu, xăm sổ đầy mình ấy, tóc thì nửa vàng, nửa đỏ, nửa xanh, nửa trắng, nửa tím, nửa hồng ấy. Trên đầu có khi mấy màu tóc ấy. Đấy là chỉ cho gì? Dân anh chị ăn chơi rất là ngầu ở ngoài xã hội, đúng không? Nói theo cái từ hiện đại bây giờ, ăn chơi rất ngầu ngoài xã hội. Nhưng các vị biết không, vào cái lễ hội Hoa Hồng tháng 7, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu đó, chủ đề là hướng về cha mẹ mà, hướng về tổ tiên mà, trang trí một chút để cho mọi tầng lớp nhân dân, ngoài đến chùa lễ Phật ra, họ còn có một cái nơi để họ tham quan, vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Và trong những cái khu tham quan, vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm ấy, có những cái bài kinh Pháp Cú ngắn của Đức Phật, hoặc những cái lời câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta, của cha ông chúng ta, dạy cho gì? Con người ta thức tỉnh, biết nhớ về cái công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Cho nên các vị biết, mấy năm nay những cái mùa Vu Lan Báo Hiếu đến, của chùa chúng ta tổ chức cái lễ hội Hoa Hồng. Hoa Hồng là tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu ở đây có nhiều thứ tình yêu, không phải tình yêu nam nữ không các quý vị, mà tình yêu đây này của đứa con, những đứa con hiếu thảo dành cho cha mẹ, dành cho ông bà, dành cho tổ tiên của chúng ta. Cái tình yêu này là tình yêu có thể nói là cái tình yêu rất là vĩ đại của người con, hướng về với cha mẹ, hướng về với ông bà, hướng về với tổ tiên. Cho nên các bạn trẻ đi lễ rất là nhiều. Trong vòng có tuần hơn tuần thôi mà mỗi một ngày có không biết là mấy chục ngàn người, thậm chí đến có khi có ngày phải đến hàng vạn người, và nếu vào ngày Chủ nhật phải đến hàng vạn người đi về lễ Phật. Trong đó có rất nhiều những bạn này xăm sổ đầy mình, mặc mỗi cái quần sót và cái may ô thôi. Có người nói với tôi là thầy ấy, sao lại chùa lại cho cả những cái người mặc quần sót và áo may ô đi vào chùa như thế? Tôi bảo không sao, họ mặc quần sót, áo may ô đi vào chùa, họ đứng, họ không vào trong Tam Bảo là được, họ đứng ở ngoài họ vái vái được rồi, cũng được, không sao. Năm nay họ đến chùa họ không biết, họ mặc quần sót, áo may ô, họ đến chùa chúng ta khẽ khàng nhắc nhở họ, và lần sau các chú đi chùa nên mặc quần trùng, áo dài cho nó trang nghiêm, nơi cửa Phật rất trang nghiêm. Nhẹ nhàng bảo họ như vậy thì họ liền là chắp tay và A Di Đà Phật, là thưa thầy là con không biết, để con xin lỗi, lần sau chúng con sẽ nhớ. Mấy năm trước tôi đã dặn mấy trường hợp như thế, mà họ bảo họ rất nhẹ nhàng và họ xin lỗi ngay, họ chắp tay là họ xin lỗi, con xin lỗi thầy vì chúng con thì không biết. Họ xưng là con luôn chứ không mày tao chí tớ gì đâu nhé. Ở ngoài xã hội sẵn sàng cầm dao cầm kiếm mày tao chí tớ ngay, nhưng vào tới chùa mà ông sư chẳng có quyền lực gì cả, chẳng có so với họ chẳng có cái vị thế gì cả, đúng không? Ông sư ở trong chùa cốc cốc gõ mõ có vị thế gì đâu so với họ. Thế mà ông sư đi qua nói rằng các chú lần sau đi vào chùa thì mặc quần trùng áo dài cho trang nghiêm. Thế người ta A-di-đà Phật: thế con xin lỗi thầy, đây chúng con gì không biết, thế lần sau chúng con sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta thấy không? Mình nói với họ một câu chân thành thì họ cũng phải đáp lại mình một cái câu rất là thật lòng, rất là thật thà. Họ bảo họ không biết, họ xin lỗi. Thế thì còn chửi họ gì nữa, mà cấm họ thì chẳng lẽ chúng ta lại đuổi họ sạch ra? Chú đi ra ngoài, biến ra ngoài chùa của tôi à? Không được. Khi nó nổi máu, nó cầm hòn gạch, nó choảng cho sư, nó choảng cho chết. Rồi bảo vệ nó sợ gì đâu. Nhưng chúng ta nhẹ nhàng với họ, khiến cho họ gì thấy là hoan hỉ. Và chúng ta biết có những năm mà tôi thấy là mười mấy anh chị xăm sổ đầy mình vào lễ Phật rất thành tâm. Lễ Phật rất thành tâm. Vậy nếu cửa chùa mà chỉ độ cho các cụ, các Phật tử biết cái Phật Pháp có niềm tin đó, thế thì đâu gọi là cửa Phật tận độ chúng sinh nữa. Thế đâu có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ nữa. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nữa các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Chúng sinh thì có vô lượng vô biên các loại chúng sinh. Mỗi một loại chúng sinh cũng có gì? Cũng có rất nhiều những cái căn tính hành nghiệp khác nhau, những cái tập khí thói quen khác nhau, những cái sự tham lam, chấp chược và sân hận khác nhau. Tôi nói ngay loài người chúng ta thôi, còn có rất nhiều gì tập tính, nhiều thói quen, ý nghĩ, lời nói, hành động của con người khác nhau. Cho nên chúng ta không dùng các phương tiện thiện xảo khéo léo để mà độ họ thì làm sao mà tận độ chúng sinh được. Cho nên ở đây quan điểm của thầy thì trả lời Phật tử này nói rằng là cái trường hợp mà họ đâm thuê chém mướn cho vay nặng lãi, họ biết làm việc thiện, đi đình đi chùa đó thì cũng giảng Tam Bảo có tốt không? Tốt. Việc nào đi việc đấy. Việc họ làm ác, việc họ làm xấu họ chịu quả báo xấu. Việc họ làm thiện làm tốt họ sẽ gì? Sẽ được phúc báo công đức lành, công đức thiện, sẽ được phúc báo tốt. Còn hơn là những người thì họ không biết làm thiện làm phúc một tí nào cả. Đó. Cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi rằng con vì con tụng kinh Địa Tạng cho nên việc bố thí xây dựng chùa tháp thì thấy tội diệt phúc sinh, cho nên mới hỏi rằng những người làm những việc đó họ có được tội diệt phúc sinh không? Có được, có được công đức, có được phúc báo. Nhưng còn tội có diệt hết hay không thì còn phải xem nếu mà họ phải dừng cái việc ác kia lại và họ tu tập các việc thiện thì cái việc ác kia mới bị diệt hết. Và còn cả việc ác việc thiện họ đều làm thì cái nhân nào mà trội hơn thì cái quả nó sẽ nở trước. Tức là thiện mà ít hơn ác nhiều hơn thì cái quả báo ác nó sẽ nở trước. Mà còn ác tụt xuống và thiện tăng lên thì cái quả báo thiện của họ thì sẽ đến với họ trước, vậy không xa nữa đâu. Vậy một câu hỏi nữa Phật tử hỏi: con kính bạch thầy cùng các chư tăng chùa Khai Nguyên, nay con muốn nghe thầy giảng cho con được hiểu biết về một sự việc như sau. Khi mẹ con còn sống, mẹ con đã quy cho con tại chùa Quán Sứ và con cũng ăn chay được 4 ngày, đó là 30, mùng 1, 14, 15 hàng tháng. Nay cha mẹ con đã mất và con nghe các chị bảo nên tụng kinh Địa Tạng trước ngày giỗ của cha mẹ một tuần và con cũng làm theo. Nhưng con còn băn khoăn một chút là vì nhà con không có bàn thờ Phật nên khi con tụng kinh con ngồi quay lên bàn thờ gia tiên, như thế có được không? Con mong muốn tụng kinh Địa Tạng vào các ngày ăn chay, thế có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Được. Thầy khẳng định với Phật tử này là được. Cho dù nhà chưa có bàn thờ Phật, chưa có bát hương thờ Phật, chưa có tranh ảnh Phật, chưa có bát hương Phật vân vân, không sao. Nên tụng kinh Địa Tạng vào những ngày ăn chay hoặc kinh gì cũng được. Nên tụng kinh và niệm Phật vào những ngày ăn chay này, hoặc ngày nào cũng tụng được thì càng tốt. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà tụng cũng để càng tốt. Có cái ảnh nhỏ nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng treo lên ở giữa ban thờ nhà mình, thần linh gia tiên thì phải trên cao nữa thì càng tốt, để chiêm ngưỡng, để lễ bái và để cúng dường Bồ Tát thì khiến cho thần linh gia tiên nhà chúng ta cũng hoan hỉ, và chính chúng ta tu hành gì cũng được tinh tiến và sinh ra vô lượng công đức vậy. Vì trong kinh Địa Tạng nói là nếu ai nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát mà cung kính cúng dường, đỉnh lễ, tán dương khen ngợi, chỉ niệm danh hiệu của Ngài, thọ trì đọc tụng kinh điển của Ngài thì công đức vô lượng. Tụng một bộ kinh thì được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, công đức vô lượng vô biên. Cho nên nên làm vậy. Mặc dù chưa có ban thờ Phật hay gì đó thì vẫn tụng được. Đối trước ban thờ gia tiên tụng được, không sao. Những ngày ăn chay Phật tử muốn tụng được, mà không chỉ ngày ăn chay mà ngày nào tụng cũng được nếu có thời gian. Ngày nào bận thì thôi. Công việc đặc biệt chúng ta thôi không được, không sao, Phật không bắt tội chúng ta, Bồ Tát cũng không trách lỗi chúng ta đâu. Phật tử hỏi câu nữa: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, thầy hoan hỉ cho con hỏi, con có căn số không ạ? Ôi, làm sao thầy biết Phật tử có căn số hay không? Mệt lắm đi thôi. Thầy có phải là ông thầy bói đâu, ông thầy đồng bóng bói toán và thầy phù thủy đó mà hỏi thầy câu đấy, thật là ngớ ngẩn vậy. Con đã quy Tam Bảo và thờ Phật tại gia 2 năm. Quy Tam Bảo thờ Phật tại gia 2 năm mà còn hỏi thầy là thầy cho con hỏi con có căn số hay không? Đúng là mê tín dị đoan. Đúng là quy Tam Bảo 2 năm rồi, thờ Phật tại nhà 2 năm rồi mà còn hỏi thầy câu đấy, quả là đúng là không hiểu biết một cái gì. Không chịu học mà. Đây gọi là không chịu học, không chịu nghe Pháp. Cho nên mới gọi là dốt toàn tập như thế đấy. Thầy mắng cho một chút như vậy để cho gì? Cho sáng ra. Chứ không phải thầy ghét thầy mắng đâu. Mắng cho để mà sáng ra. Gọi là dốt toàn tập. Quy Tam Bảo thờ Phật 2 năm mà còn hỏi thầy là con có căn số hay không? Căn số tức là theo ở bên đồng bóng á. Nó mới hỏi cái câu đấy, mới nói câu đấy. Thế bây giờ còn muốn làm đồng bóng hay sao? Khổ bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ gặp được Phật Pháp chẳng lo tu tâm dưỡng tính, làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình để hướng đến cái quả về giải thoát giác ngộ hay sao mà còn muốn làm nô lệ cho quỷ thần nữa. Những người đồng bóng bói toán tức là do cái nhân duyên của họ, cái sự tu tập của họ ở đời trước, kiếp trước. Trong kinh Đức Phật nói do mong cầu thần thông cho nên đi lạc vào con đường quỷ thần. Nay họ muốn bỏ mà không bỏ được vậy. Chúng ta bây giờ lại còn muốn, tự nhiên là muốn vác thêm cái đó vào nữa. Đang tự do tự tại không muốn, lại còn vác thêm cái đó vào nữa cho nó khổ hay sao? Đi trên đoạn đường dài đã mệt rồi, bây giờ lại chẳng khác gì lại đặt cho một cái hòn đá, vác cho một cái hòn đá nặng. Tự nhiên là vác một hòn đá nặng không có cái lợi ích gì, không có giá trị gì lên trên vai mình, có phải khổ không? Đấy. Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy thờ Phật quy Tam Bảo 2 năm rồi mà còn hỏi câu đấy, tức là chả biết cái gì về Phật Pháp cả. Vị này nên nghe giảng kinh Địa Tạng và nghe giảng An Sĩ Toàn Thư và Pháp Uyển Châu Lâm. Nghe An Sĩ Toàn Thư, nghe kinh Địa Tạng và nghe Pháp Uyển Châu Lâm, nghe nhiều vào. Rồi tiến tới có thể nghe thêm Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nữa, để cho nó thủng ra. Nghe cho nó thủng, nó phá mê khai ngộ đi, để đừng bao giờ phải mê mờ như thế nữa. Cách đây 3 năm con chỉ thích xem Hầu Đồng hát văn và đau bụng và ôm mệt mỏi nhất vào lúc chiều tối, đặc biệt nhất vào ngày rằm và mùng 1. Có người bảo con đi mở phủ, con cũng đến một vài chỗ nhưng người ta không nhận làm được cho con. Họ bảo về xin gia tiên. Từ hồi đó cho đến nay, gần đến ngày rằm và mùng 1, trong người con hình như có người, cảm giác như có người điều khiển con. Con chỉ thích cãi nhau. Nhưng từ khi thờ Phật thì đỡ hơn ạ. Và đặc biệt hơn là ở làng con hoặc gia đình nhà con có ai đó sắp chết là con biết trước, và giờ con không biết như thế nào và tâm sự với ai, thầy hoan hỉ giải thích cho con ạ. Cái trường hợp này Phật tử này nên bỏ cái đấy đi, nên dụng tâm để bỏ đi. Cái sự biết đấy không phải là Phật tử này biết đâu, mà đấy là ma gì ạ, ma sự đấy. Cho nên nếu mà vẫn cứ còn theo cái này á, thì trước sau gì cũng trở thành cái bà đồng bóng mà thôi, hoặc cái ông đồng bóng mà thôi. Tất nhiên thầy không phải là nói như vậy là coi thường những người đồng bóng. Những người đồng bóng cũng có người rất tốt, họ cũng giúp đỡ được rất nhiều người. Nhưng ở đây chúng ta thì chúng ta học Phật mà, chúng ta đang hướng đến cái cảnh giới của Phật Bồ Tát. Đó là gì? Hướng dẫn cho chúng ta được tự do. Chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc của đất nước chúng ta, có câu nói gì ạ? Câu nói gì không nhỉ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta nhớ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta bây giờ đang được tự do, lại không muốn, lại bây giờ tự nhiên lại đi rước một cái ông thần, ông thánh nào đó đến để nhập xác chúng ta, ốp vào thân thể chúng ta để phán này phán nọ phán kia. Chẳng phải chúng ta mất tự do hay sao? Trừ những người họ căn cao số nặng, họ không thể nào bỏ được thì họ phải chịu. Đó là do cái nhân kiếp trước họ tu vậy. Trong kinh Phật nói là nhân duyên đời trước kiếp trước họ tu, do đi vào con đường mê lầm mong cầu thần thông cho nên bị quỷ thần mượn xác để làm việc vậy. Bị các vị thánh, các vị thần mượn xác để làm việc. Thánh và thần mượn xác làm việc thì còn tốt, nhưng còn quỷ, ma quỷ nó mượn xác nó làm việc thì nguy hại vô cùng các quý vị. Không sớm thì muộn cũng sẽ điên điên khùng khùng loạn tâm mà thôi. Nếu các vị thánh, các vị thần linh chân chính và mượn xác, các ngài cứu nhân độ thế thì còn được, còn được. Cái này thì có tốt, cái này thì còn tốt. Nhưng chúng ta là người học Phật cũng không nên vậy. Người học Phật, người tu Phật thật sự là gì? Chúng ta nhớ cho tôi là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Quả thật như vậy. Đệ tử của tôi có trước đây đến xin tôi đi tu, có mấy người biết tâm linh, có thậm chí còn rất giỏi về tâm linh, thấy cả quái âm, thấy cả Phật, cả Bồ Tát, thấy cả chúng sinh, thấy cả các quỷ thần đến tham dự Pháp hội Trung Phong, Pháp hội Địa Tạng vân vân. Nhưng thầy bắt phải bỏ hết. Các vị thấy không? Nếu tôi là ông thầy khác thì tôi lợi dụng vào đệ tử của tôi kiếm ra rất nhiều tiền chứ, đúng không? Bảo đệ tử tôi phán cho người này, người nọ, người kia để gì, để họ sợ, để họ mang tiền đến đây để cho thầy cúng cho họ, để họ khỏi bệnh, thầy có tiền, đúng không? Nhưng mà thầy có làm điều đó? Không làm điều đó. Mà lại bảo các Phật tử của thầy nếu muốn xuất gia ở đây thì phải tu làm sao phải bỏ hết cái đấy đi. Các vị thấy không? Người ta tu để cầu thần thông, như thầy thì bắt đệ tử tu để bỏ hết gì? Những cái thấy của mình. Vì sao? Vì cái đó không phải thần thông chân chính, mà cái đó là cái thấy của gì? Ma quỷ. Nó khai nhãn cho mình, nó cho mình thấy. Lúc nào nó cho mình thấy mình được thấy. Và mình mà tưởng là đấy là mình tu hành chứng đắc, là mình sinh tâm cống cao ngã mạn đi vào đường tà là rất nguy hiểm. Cho nên thầy bắt các đệ tử của thầy, những người có cái tâm linh như thế là bỏ hết. Đấy, mới hôm rồi có một chú ở đây xin lên đây xuất gia với thầy, thầy cũng đồng ý cho ở tu tập. Nhưng thầy biết là trường hợp này sẽ không tu được, vì người là nói thì lúc nào cũng mây mây tây tây. Thầy bảo là phải bỏ đi, tu hành cho nó tốt, chịu khó nghe pháp và tu tốt cứ vâng vâng. Xong rồi một hôm cách đây khoảng độ 2-3 tuần, đang trong lúc thỏ trai ăn cơm, đi lên thì bảo thầy cho con một tí, bảo tất cả các sư ngồi lại, chưa ai được đứng dậy. Và nói với thầy là nhìn thấy thần thánh đến bảo phải học cái này cái nọ cái kia thế này nọ. Thầy bảo, tôi bảo thôi đừng có nói nữa. Nhưng con bảo không, thầy cho con nói. Người ta bảo con là phải nói với thầy và nói với các sư trong chùa thế này nọ kia, bảo các sư phải ngồi lại để nghe. Tôi nghe chưa đầy một phút đó. Xong rồi tôi bảo sư cô quản chúng phụ trách phòng thông tin là ngay chiều hôm nay thì cho chú ấy về nhà, không để ở trong chùa nữa, không cho ở trong chùa thêm nữa. Vì tôi đã bảo đi bảo lại đến 3-4-5 lần rồi vẫn không thay đổi, đuổi ra khỏi chùa luôn. Chùa là nơi từ bi thật, nhưng không dung chứa những kẻ gì hành tà đạo, mê tín dị đoan, làm những cái việc bại hoại cửa Phật, khiến cho chúng sinh mê mờ lầm lạc, biến chân nó thành giả, biến giả thành chân. Chân giả chẳng biết đâu mà lần, nó khiến cho chúng sinh mê mờ loạn tâm là không được. Đó. Cho nên là đuổi về ngay, không cho ở chùa nữa. Chứ đừng nói là đi tu nữa, đừng nói là nhận là đệ tử nữa nhé. Đuổi về luôn, không cho ở chùa nữa. Đấy, cho nên các vị phải biết rằng tu hành Phật Pháp chân chính chúng ta không có được đi theo cái con đường mà các tôn giáo khác cũng như tín ngưỡng tâm linh khác họ làm. Chúng ta đi theo Phật phải theo lời Phật dạy. Tất nhiên phương tiện thì có thể, nhưng mà phương tiện làm sao đó nó không tổn hại đến chúng sinh, không tổn hại đến tín tâm kiên cố của mọi người, thì đó mới là phương tiện thiện xảo. Còn phương tiện cái kiểu như Phật tử này nói kiểu này là nguy hiểm đấy, nguy hại đấy. Cho nên là sớm thì phải bỏ hết những cái tâm lăng xăng, cái tâm mong cầu. Mà thậm chí trong thời gian tới cũng nên tránh đến những cái chỗ họ hát, họ nhảy đồng hát chầu văn á, nên tránh thì không có. Tâm mà còn yếu thì lại đến đó lại nghe, sớm muộn gì thì cũng chạy theo họ mà thôi. Họ phán cho vài câu nữa thì thôi thì theo họ luôn, mất tu luôn. Trong mấy năm nay có rất nhiều cựu bà đồng, cựu ông thầy đến là nhờ các thầy là giải bát hương đi cho để thờ Phật rồi. Nhiều lắm ấy. Thầy nói không sai đâu, thầy nói không sai một chút nào, nói bằng cái tâm chân thành của người tu hành đấy. Có rất nhiều những ông thầy đồng cốt thậm chí 3-40 năm rồi, nay rồi, 3-40 năm nay rồi. Thậm chí ngày xưa nó nổi tiếng cả cái mấy cái tỉnh miền Bắc này rồi. Đồng cựu đó, và đồng thầy đấy nhé. Thế mà bây giờ vẫn phải đến để xin tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Xin các thầy làm lễ giải điện giải phủ đi cho để quay về con đường chính đạo, để tu tập để cầu giải thoát giác ngộ các quý vị. Vì họ đã bao nhiêu năm nay họ thấy gì? Họ khổ sở, họ muốn bỏ nhưng không thể bỏ được, vì đã đi theo cái guồng máy đó rồi. Đã nhận các vị thánh, các vị thần đó là thầy rồi, cho nên bây giờ không thể thoát ra được. Nhưng bây giờ một lòng một dạ ngộ ra rồi mới biết rằng con đường đó không có độc lập tự do. Cho nên bây giờ muốn một con đường độc lập tự do để đi, làm chủ chính mình đó, tức là gì? Là đệ tử của Đức Phật, được Đức Phật gia trì cho, mười phương chư Phật Bồ Tát cũng gia trì bảo hộ cho, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần thì cũng gia trì cho, các vị thần linh đó gì. Có khi chúng ta tu hành chân chính, các vị cũng hoan hỉ cho chúng ta đi tu hành chân chính. Các vị thần vị thánh đó thấy chúng ta tu hành chân chính, các ngài cũng hoan hỉ giúp đỡ cho chúng ta tu hành chân chính. Cho nên đó, mấy năm nay đã có rất nhiều những cựu đồng gọi là cựu thầy đồng là xin tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, xong đó giải điện giải phủ và thờ Phật và tu Phật. Có những trường hợp thì bảo không cần phải giải điện giải phủ, vẫn để điện để phủ đó mà thắp hương, để mà cung kính, để mà cúng dường. Nhưng điều quan trọng chúng ta không đi nhảy đồng nhảy bóng nữa, không phán xét cho người khác nữa, không lấy tiền người ta nữa, vân vân. Mà bây giờ mình chờ gì? Để nguyên điện để phủ đó để tu tập tụng kinh niệm Phật, không cần phải giảng giải, không cần phải giải đi, không cần phải phá đi. Mà thầy còn khuyên họ như vậy, để nguyên điện phủ nhưng quan trọng thay đổi trong tâm, tu hành chân chính, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc chân chính ấy. Và chỉ trong vòng 1-2 năm nay, thậm chí có người về vài tháng thôi, cả gia đình họ được an yên, mà không phải tốn kém gì tiền của và thời gian nữa. Có nghĩa là họ được gì? Đã lấy lại được cái sự tự do, sự độc lập và tự do của bản thân họ. Đấy là hạnh phúc còn gì nữa. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Tạ Thị Oanh, pháp danh Diệu Oanh. Gia đình con có mang hài cốt của liệt sĩ từ Quảng Trị về quê năm 2011 đến năm 2012. Gia đình con có lục đục. Con không biết có phải hài cốt liệt sĩ của gia đình con hay không, mà tự vong đó xưng danh là đúng với liệt sĩ của gia đình con. Nhưng tại sao vong liệt sĩ đó bắt con gái con ra hầu đồng để ở đền làng và cho xem bói ở nhà? Từ khi đó chồng và ba đứa con hay chửi con, đánh đuổi con ra khỏi nhà. không cho con để tranh ảnh tôn tượng trên ban thờ gia tiên, và không cho con tụng kinh niệm Phật. Nay con phát tâm lên chùa làm công quả và tụng kinh niệm Phật cùng đại chúng cầu giải nghiệp này. Con xin Thầy khai thị cho con biết con phải làm như thế nào. Đây thì có thể là trường hợp này lại lặp vào cái trường hợp mấy năm trước Thầy gặp mà Thầy hay kể một hai lần rồi đó. Không phải là đi gọi vong gọi hồn, là đi là đào mộ chuyển hài cốt các cụ liệt sĩ nhà chúng ta về là được 100% đâu. Có những trường hợp là giả, là nhầm đấy. Mà quỷ thần gì nó ám nhập vào để nó phá hoại gia đình chúng ta, nó làm cho chúng ta đi sai đường lạc lối. Cái trường hợp này tôi thiên về là quỷ thần nhiều hơn, thiên về quỷ thần nhiều hơn. Trường hợp này Phật tử nên thì nhất tâm để tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng là 100 ngày, để nhất tâm để cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho cái việc đó. Nếu mà nó là tà thì nó lộ rõ nguyên hình để đuổi nó đi. Mà tôi nghĩ trường hợp này là tà, cho nên Phật tử này nên nhất tâm tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, để nó sẽ hiện rõ nguyên hình thôi. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, tên con là Dương Thị Thủy, Diệu Âm Tịnh Thủy. Con đang là Phật tử chấp tác tại chùa. Nay con muốn phát tâm bao sái các tôn tượng ở chùa, nhưng con lại nghe nói rằng chỉ có các sư mới được phép bao sái tôn tượng, còn Phật tử thì không được phép. Và con là nữ, con bạch Thầy xin Thầy khai thị cho con. Không sao, nữ cũng có thể bao sái tượng Phật, nhưng mà trước khi bao sái chúng ta tắm rửa cho sạch sẽ. Thầy nói như thế chúng ta tự hiểu đúng không? Phải bao sái tắm rửa cho sạch sẽ, quần áo tinh tươm, chứ không phải là lôi tha lôi thôi lếch thếch và những cái ngày tháng bất tịnh mà chúng ta để nguyên như thế lên bao sái tượng là không nên. Tắm rửa, quần áo sạch sẽ, thậm chí còn thắp hương, thắp mấy nén hương, bao hương để hơ cái khói quanh mình nữa thì càng tốt. Cái đó thì làm được thì càng tốt, mà không làm cũng không sao. Nhưng mà phải tắm rửa cho sạch sẽ thì đều được cả. Thế chúng ta biết cái chùa mà có cái sư ni ấy mà, thì bảo sư ni cũng là nữ mà. Nếu mà bảo là nữ không được bao sái tượng thì các chùa có cái sư ni thì bỏ tượng Phật mốc meo hết à. Nam hay nữ bình đẳng như nhau hết các vị. Đức Phật không phân biệt cái chuyện là nam mới được cái trèo lên ban Phật để bao sái, còn nữ không được lên đâu. Không quan trọng, Đức Phật là bình đẳng, coi tất cả chúng sinh là bình đẳng như nhau mà. Nhưng có mỗi một cái là nữ, thì những cái ngày tháng mà ô uế của mình thì nên gì tắm rửa sạch sẽ thì mới lên bao sái vậy, mới lên quét dọn vậy, bao sái 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 vậy. Khi đang tụng kinh thì hết tuần hương, mà đang tụng đứng lên để lên hương con thấy không trang nghiêm, vậy liệu không lên hương tiếp theo thì có được không ạ? Ôi dồi ôi, tụng kinh bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu này thì quả thật là nguy rồi. Chả chịu học chịu hỏi gì rồi. Không có ai đang tụng kinh thì hết hương lại đi lên hương cả các quý vị ạ. Các vị có thấy các sư đang tụng kinh hết hương lại đi lên hương không? Không có. Chúng ta chỉ vào tụng vào chúng ta thắp một tuần hương lúc đầu, và chúng ta tụng kinh hết hương trên cái hết lúc nào thì hết, không quan tâm cái chuyện đó. Mà bây giờ chúng ta quan tâm đến cái chuyện gì? Chúng ta đang tụng kinh, tụng kinh xong á, niệm Phật, lễ Phật cho hết, xong cái gì là thôi, cũng không nên, xong rồi cũng không nên thắp hương nữa là gì. Đến sáng hôm sau chúng ta tụng thời sáng thì lại lên hương, chứ không nên, cũng không cứ là phải lúc nào cũng phải thắp hương. Bởi vì hương bây giờ, xin thưa các quý vị, phải nói rằng cái khói hương nó không tốt như ngày xưa nữa. Hương ngày xưa họ làm bằng trầm, bằng cái loại gỗ quý, gỗ thơm thật. Còn hương bây giờ người ta dùng các loại nước hoa, cái hóa chất nhiều, quá nhiều. Cho nên nếu chúng ta thắp nhiều thì có thể nó còn đem cái tác hại về sức khỏe nữa. Cho nên chỉ thắp một nén là được. Trong gia đình chúng ta 3, 4, 5 bát hương, nhưng chỉ thắp một nén ở giữa, bát hương giữa là được. Nếu thờ Phật thì thắp ở trên ban thờ Phật là được. Hoặc không có bát hương thờ Phật thì thắp một cái giữa bát hương thần linh là được. Hoặc không có bát hương thần linh thắp một cái giữa gia tiên là được, vân vân. Cho dù 4, 5, 6, 7 bát hương cũng thế, thắp một cái là được. Còn trừ những cái ngày lễ lớn, nhưng mùng 1 ngày rằm hoặc những ngày giỗ, ngày Tết thì chúng ta mới thắp mỗi bát một nén. Còn những ngày bình thường chúng ta lên tụng kinh niệm Phật trong nhà, chúng ta chỉ cần một nén hương gọi là thành tâm là được, hoặc là 3 nén, tối đa là 3 nén thôi, chứ đừng có thắp cả một cái bó hương. Ban Phật 3 nén, ban gia tiên 3 nén, bát tổ cô 3 nén, bát tổ cậu 3 nén. Nếu mà có bên ngoại nữa thì gia tiên bên ngoại 3 nén, rồi tổ cô tổ cậu bên ngoại 3 nén nữa thì thôi rồi. Thì trong cái phòng chúng ta thì chúng ta ngửi cái khói hương nó ngột ngạt, mà như thế thì không tốt. Cho nên thầy nói là vẫn phải thắp hương, nhưng mà thắp 1 tuần hương lúc đầu vào thôi, nên thắp 1 nén thôi, hoặc nhiều nhất là 3 nén thôi, không nên thắp quá nhiều. Thành tâm thế thôi, để mình giữ cho cái sức khỏe của mình nữa, vừa thành tâm được cúng Phật, dùng cái hương trần này để chúng ta quán tưởng vào ngũ vị chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Thế đừng có nghe một số các quý thầy, bây giờ một vài quý thầy trẻ không biết các vị học Phật kiểu gì, bây giờ bác hết, bảo là bây giờ không nên thắp hương nữa, thắp hương điện, cũng không cần phải thắp đèn dầu hay là đèn dầu tô, đèn dầu lạc này nữa, mà gọi là thắp nến điện. Hiện đại quá, biến chúng ta thành những kẻ lười, cũng không nên. Thế hóa ra là như thế thì thôi thì bảo luôn là trên ban thờ gia đình nhà chúng ta không thắp hương nữa thì thôi, làm cái bát hương giả bằng gì? Bằng nhựa thôi, cái hương cũng bằng nhựa giả thôi, cái gì hoa quả bánh kẹo cũng làm bằng giả lên trên ban thờ cho đỡ phải chuột nó ăn, đỡ phải thay hoa, đỡ phải thay quả, cái gì cũng làm bằng nhựa thôi, bằng đồ giả thôi, được không? Và cuối cùng là nữa gì, các bà chúng ta thì thôi cũng chẳng phải cần phải ăn uống nữa, thì tôi cũng ăn đồ giả thôi, chẳng cần phải đi làm để cho nó mệt. Ở nhà đó gì làm những cái mâm cơm thật ngon ra bằng cái đồ giả, để đấy cứ đến bữa dọn ra mà gặm mà nhấm cái đồ giả đó, có được không? Không được. Chúng ta nói hướng dẫn cho Phật tử không cần phải thắp hoa, không cần phải thắp hương, không cần phải dâng hoa, không cần phải thay nước, không cần phải thắp đèn. Mà cái gì là đèn thì bảo là thắp bằng đèn bóng điện là được rồi, còn hương thì bảo là thắp bằng hương điện là cũng được rồi. Thế thì chẳng khác gì, chúng ta bảo thôi thì ăn làm gì, ăn đồ thật làm gì cho phải đi đại tiểu tiện cho nó mệt người, cho nó bẩn ra, thôi cứ ăn đồ giả lấy ra mà chấm mà mút, thế là được, quán tưởng là đó là gì, là đồ ăn thật là được, cho đỡ phải đại tiểu tiện. Xin lỗi các vị, tôi nói hơi đau một chút như thế. Xuất phát từ một cái quan điểm nó sai lầm với giáo lý của Đức Phật. Dẫn chứng rằng Ấn Độ không có thắp hương. Nào Ấn Độ không thắp hương? Tôi sang Bồ Đề Đào Tràng lễ thấy vẫn có thắp hương đấy mà, đến một số các thánh tích của Đức Phật vẫn thấy thắp hương đấy mà. Mà sư Ấn Độ hẳn hoi. Các sư bên đấy hẳn hoi, chứ không phải là mình chúng ta thắp đâu. Có cái là họ thắp ít, họ không thắp cả bó như chúng ta, cầm cả bó hương ra đi, chúng ta thắp nhiều quá nó cũng không tốt. Mà còn hoa tươi phải cúng chứ. Đức Phật ở trong kinh Đức Phật nói về cái công đức cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, cúng nến cơ mà. Chúng ta không thể vin là bây giờ có điện rồi thì thắp điện là được. Tất nhiên có điện thắp điện nó sáng là được rồi. Nhưng mà ở trên ban thờ các cụ chúng ta ngày xưa thường là có đèn dầu, nhưng bây giờ thay vào cái đèn dầu chúng ta cúng bằng cái đèn dầu thơm, thì nó không hôi, đỡ hôi. Vẫn biết là ánh sáng thôi, nhưng mà chúng ta biết khi chúng ta đặt tâm vào, chúng ta lau cái bóng đèn, rót dầu vào cái chiếc đèn, và chúng ta dùng cái tâm thành kính, chúng ta dâng thắp đèn lên, chúng ta cúng Phật. Đấy là có công đức rồi các quý vị. Tất cả những cái gì chúng ta thành tâm xuất phát từ cái lòng thành của chúng ta, từ ý nghĩ nhấn đến hành động đều có công đức các quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái gì Đức Phật dạy, nếu chúng ta không làm được thì thôi, chứ đừng có nên bác là việc đấy không phù hợp nữa. Một số các Phật tử trong thời gian qua cũng hay hỏi tôi điều đó. Bảo chúng con nghe thấy một vị thầy thượng tọa tiến sĩ ở trong miền Nam, thầy giảng là không nên thắp hương nữa, vì thắp hương độc. Thắp hương điện thôi, cũng không cần thắp đèn nữa, vì thắp đèn sợ cháy, sợ cháy nổ, cho nên là thắp điện thôi. Điện nó, xin thưa vì điện có khi nó chập nó còn dễ cháy nổ hơn là đèn. Cho nên chúng ta phải biết rõ cái điều, cái gì Đức Phật dạy chúng ta không làm được thì đừng có nói rằng, đừng có khuyên tuyên truyền mọi người làm cái đấy là sai. Chúng ta không làm được thì thôi, chúng ta lười, chúng ta không làm cái việc đó được nữa thì thôi. Chúng ta đừng có khuyên mọi người rằng làm cái đó là mê tín, làm cái đó là tà đạo vân vân, không phải đâu. Trong kinh điển Đức Phật đều dạy hết những cái gì đó. Kể cả kinh Nikaya ngày xưa chúng tôi học, kinh A Hàm chúng tôi học, Đức Phật cũng dạy là nên cúng đèn, nên cúng giàng, hương hoa đèn nến, những đồ vật dụng cần dùng. Đức Phật thì ví dụ như Đức Phật A Di Đà hay là mười phương chư Phật chẳng hạn, các ngài đâu có thiếu những cái đấy. Kể cả thanh bông hoa quả phẩm oản quả chuối các ngài đâu có thiếu đâu. Nhưng tại sao các ngài vẫn khuyên chúng ta cúng giàng, khuyên chúng ta đem đến Tam Bảo để cúng giàng? Vì sao ngài muốn cho chúng ta phá bỏ được cái tâm tham lam chấp chược, biết bố thí, biết cúng giàng, biết gieo vào cái ruộng phúc. Cái ruộng phúc đó chính là gì? Là Đức Phật. Còn chúng ta gieo cái hạt giống thiện, cái hạt giống cái bồ đề, bồ đề tâm vào trong cái ruộng phúc của Đức Phật thì chúng ta sẽ được hưởng công đức và phúc báo tốt lành ở đời này và đời sau thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói với các quý vị rằng đấy, khi mà thắp hương có nên hay không? Nên. Quan điểm của chúng tôi nên. Và các hòa thượng lớn ở trong giáo hội của chúng ta bây giờ vẫn gì? Vẫn bảo vẫn phải nên thắp hương. Thắp hương, thắp đèn để cúng Phật, như kinh Đức Phật dạy. Mặc dù bây giờ có bóng điện sáng như này, các vị thấy không? Thầy vẫn thắp đèn lưu ly để cúng Phật đó. Đó. Vẫn bảy cái đèn ở đàn chính đó. Và có hương không? Có. Vậy thầy hương vòng, thầy thắp hương vòng, mỗi bát hương một cái hương vòng. 3 bát hương ở trong cái nhà này ở xa nhau, cho nên thắp mỗi bát mỗi bàn cái hương vòng. Nhưng còn chúng ta gian, vì nhà thầy đấy nó thoáng, nó rộng, mà nhà gỗ cho nên thoáng, có những cái khe ở trên, nó gió vào gió ra, cái hương, cái khói hương ấy, nó tỏa đi ngay. Còn nhà chúng ta là nhà trần, đặc biệt là nếu ở chung cư nữa thì nó lại càng bí. Vì vậy chỉ nên thắp một nén thôi, một nén thôi là đủ rồi. Những cái đại lễ lớn thì chúng ta mới thắp 3 nén, bình thường 1 nén là được. Đấy. Nhưng ở đây Phật tử này hỏi nói là đang tụng kinh hết hương lại dậy để thắp hương, mất trang nghiêm. Ai bảo các vị làm như thế mà nói là mất trang nghiêm? Đấy, cái vị thầy nào, nếu mà vị thầy nào mà bảo vị là đang, hay là Phật tử nào bảo vị tụng kinh, đang tụng kinh thì hết hương phải dừng chuông dừng mõ lại để dậy để đi thắp hương thì mới có công đức, như vậy là sai đấy. Nếu thầy nào bảo quý vị như thế là sai, Phật tử nào bảo như thế cũng không đúng. Cho nên chúng ta học phải hiểu, không có làm sai lại cứ đi lo. Từ nay trở đi nhé, Phật tử này nghe thấy thầy giảng này rồi cứ tin. Mà thầy đảm bảo cho đây là cái không phải là thầy bảo, mà các hòa thượng lớn như là Đức Pháp Chủ hay là các cụ lớn ngày xưa các thầy học theo các cụ đều bảo rồi. Mà các thầy đi tu năm nay cũng là 25, 26 năm rồi, ít nữa đâu, nửa đời người rồi, già nửa đời người rồi. Năm nay 46 tuổi thì đi tu 26 năm rồi, tức là già nửa đời người. Đấy. Nên yên tâm, các vị cứ lên một tuần hương lúc đầu thôi và tụng kinh cho đến hết. Hết xong một cái thôi, vái lễ tạ hết và vái đi ngủ, không cần phải thắp hương lên nữa cả. Bởi vì nhà chúng ta bí, không cần phải thắp nữa. Và sáng hôm sau thì lên tụng kinh mới thắp tiếp. Đấy. Mà thậm chí là cái đèn chúng ta thắp ấy, nếu mà tối hôm đó nhà chúng ta nó bí, cái đèn chúng ta thắp khi mà chúng ta lễ tụng kinh xong rồi chúng ta tắt đèn đi để đi ngủ được, để phòng chống cháy nổ, cũng như là để cho cái nó đỡ tỏa ra cái nhiệt, đặc biệt mùa nóng này, cái nhiệt cũng như là khói. Sau sáng sớm sau chúng ta lên thắp hương lên đèn mới bắt đầu vào tụng kinh tiếp. Tụng kinh xong rồi lại tắt đèn đi được. Nhà nó bí thì chúng ta làm điều đó được. Ở đây phòng của thầy nó rộng, nó lớn, cho nên thầy thắp hương, thắp đèn cả ngày cả đêm là không sao. Nhưng nhà chúng ta nếu mà nhà chung cư hoặc nhà chật ấy, nó bí thì tụng kinh xong chúng ta tắt cả đèn và hết hương, không cần thắp nữa. Và hôm sau bao giờ lên tụng kinh chúng ta mới thắp tiếp. Đấy, thì cái đấy là tốt cho cả sức khỏe của chúng ta, mà lại thành tựu cả cái pháp cúng dường của chúng ta nữa, thành tâm cúng dường của chúng ta nữa. Ý thứ ba, Phật tử này hỏi: con có mua chuông mõ nhưng con sử dụng không quen, vậy con tụng kinh không dùng chuông mõ có được không ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Được, không sao. Chúng ta chuông mõ được thì càng tốt, vì chuông mõ tức là hiệu lệnh. Chúng ta có chuông có mõ và là hiệu lệnh thì là tốt nhất. Nếu mà chúng ta thì không quen đó, thì chúng ta nên học. Trừ trong trường hợp trong gia đình nhà chúng ta dậy sớm tụng kinh từ lúc 4-5 giờ sáng, hoặc là đến chiều đến tối mà 4-5 giờ chiều, hoặc là 8-9 giờ đêm mà chúng ta cũng tụng kinh gõ mõ cốc cốc, mà vợ chồng hoặc là con cái cháu chắt ở trong gia đình nhà nó không học được, hoặc là nó không hoan hỉ thì thôi chúng ta đọc không cũng được. Còn nếu ở trong nhà chúng ta hoan hỉ mà chúng ta có phòng thờ riêng ở trên cao, tức là trên tầng thượng, gần trên tầng thượng á, phòng thờ riêng á, chúng ta không ảnh hưởng gì đến người nhà chúng ta, thì chúng ta chỉ nên học cả chuông cả mõ. Thì tụng cả chuông cả mõ nó mới đúng với cái quy củ, cái lề lối của người tụng kinh. Còn bình thường là chúng ta gọi là đọc kinh thôi. Nếu chúng ta không có chuông có mõ, chúng ta chỉ đọc như đọc sách, gọi là đọc kinh thôi. Còn tụng kinh có chuông có mõ, nó có nhịp điệu, có âm vận, có trầm bổng du dương ấy. Thì thậm chí là chúng ta tụng kinh còn để cho chư thiên hộ pháp thiện thần các ngài đến để hộ pháp các ngài nghe còn hoan hỉ nữa cơ mà. Thậm chí là quái âm, thần linh thổ địa, ông bà tổ tiên nội ngoại chúng ta nếu mà chưa được siêu thoát, các cụ về để nghe kinh hoặc là để tu cùng chúng ta, các cụ nghe thấy cái lời tụng kinh niệm Phật chúng ta du dương trầm bổng mà hay thì dễ đưa vào lòng người. Đó, dễ đưa vào lòng người. Cho nên cái cách tán tụng, tụng kinh niệm Phật cũng là một cách để một cái phương tiện để giáo hóa mọi người đó. Chúng ta tụng kinh mà giọng không hay, mà nó ngang phè phè, ngang như cua bò ngang thì mọi người nghe thì rất khó để phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà ai mà có cái giọng hay mà tụng kinh Phật tử ưa nghe, mọi người ưa nghe thì rất dễ cảm tình được họ. Và họ thì khuyên bảo họ đều tụng kinh niệm Phật với chúng ta, họ rất hoan hỉ. Cho nên ở đây nếu mà gia đình Phật tử này có chuông có mõ thỉnh rồi nhưng mà còn không quen, cho nên không dùng chuông mõ có được không mà cũng được. Nhưng mà nếu mà gia đình mà các Phật tử nào mà cả gia đình hoan hỉ, mà có phòng thờ riêng, không ảnh hưởng đến hàng xóm, không ảnh hưởng đến người thân của chúng ta, gia đình hoan hỉ thì chúng ta nên học chuông học mõ. Chuông mõ tức là hiệu lệnh, rất tốt. Rất tốt chứ không phải là tốt mà rất tốt. Nếu chúng ta tụng kinh có cả chuông cả mõ, rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy cho con hỏi, con thấy bây giờ ngoài xã hội biết bao người cho vay nặng lãi, đòi nợ đâm thuê chém mướn, làm bao cảnh gia đình tan nát. Nhưng những người đó lại lấy tiền đó để đi làm từ thiện một phần. Thầy cho con hỏi nghiệp báo về những việc đó ra sao ạ? Vì con tụng kinh Địa Tạng, trong kinh đã dạy bố thí cúng dường, xây dựng chùa tháp thì tội diệt phúc sinh. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem, nếu mà cái người mà ở đây những Phật tử này nói là những người làm nghề cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, xong rồi gây biết bao nhiêu cái sự đau đớn, lo lắng cho những gia đình người đi vay nợ. Nói rõ là như thế cho nó dễ hiểu đi, khiến cho biết bao hoàn cảnh gia đình tan nát. Sau khi họ đòi được tiền rồi, đòi được nợ rồi, họ lại trích một cái phần lãi đó ra để họ đi làm từ thiện, thậm chí là mang đến chùa để cúng dường, xây dựng tam bảo vân vân. Thì hỏi rằng á, Phật tử, ý của Phật tử này hỏi rằng những cái việc đó nghiệp báo ra sao? Những việc đó ra sao? Đầu tiên chúng ta phải nói rằng, phải khẳng định với nhau rằng tất cả những người mà làm nghề cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật. Phải khẳng định với nhau như vậy. Tất cả những người cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật nhà nước. Mà sai với quy định pháp luật nhà nước thì chúng ta có thể người đó sẽ bị pháp luật sẽ sờ gáy và đến bắt và xử theo luật pháp bất cứ lúc nào. Cho nên ở đây nếu mà Phật tử nào mà chúng ta có người thân hoặc là chính chúng ta đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, thì đây chúng ta cũng có một cái nghề, nhưng mà chúng ta nên giảm bớt xuống. Giảm bớt xuống nhất mà chúng ta có thể. Chúng ta coi như đây vẫn là một cái công ăn việc làm để chúng ta kiếm ăn, nhưng mà nó vừa phải thôi. Có thể nó chỉnh nhỉnh hơn là ngân hàng một chút xíu thôi. Như vậy là vẫn vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà còn có thể khả dĩ mà ngân hàng họ không đáp ứng hết được cho cái nhu cầu vay vốn của người dân, thì còn có thể nhà nước còn có thể, đây tôi nói đây là theo cái thiện nghĩ của tôi, ví dụ ngân hàng là 10 phẩy, ngân hàng là 1 phẩy chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho 1,2 hoặc 1,3 gì đó nó lên một chút xíu thôi, gọi là đi lấy công làm lãi thôi, giúp đỡ mọi người lấy chính thì được. Nhưng còn ngân hàng cho 1 phẩy mà chúng ta chỉ cho đến 4 phẩy, 5 phẩy, gấp 4 gấp 5 ngân hàng như thế thì là sai với quy định pháp luật của nhà nước. Sớm muộn gì có thể cũng bị pháp luật họ trừng trị thôi. Chưa nói đến cái quả báo về lâu về dài. Cái quả báo xấu về lâu về dài. Cho nên nếu Phật tử chúng ta mà có ai còn đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, chúng ta có thể nếu chúng ta đã xin giấy phép kinh doanh được cái việc này thì chúng ta vẫn cứ làm. Nhưng mà nhớ là đừng có thu nặng lãi quá. Mà đến khi mà cái gia đình mà họ vay mượn, mà họ đến cái lúc mà họ làm ăn nó thất bát chẳng hạn, đặc biệt trong cái dạo chống dịch này chẳng hạn, chúng ta biết 2-3 tháng nay là tất cả đều các doanh nghiệp gần như là đều trở về con số 0, không làm ăn được cái gì cả. Thậm chí các vị biết ở chùa đây là còn phải đóng cửa cơ mà. Chùa Khai Nguyên chúng ta là một cái nơi nó điểm đến cho rất đông tín đồ Phật tử, chúng ta phải đóng cửa. Mới có mở cửa từ hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 đây. Khi nhà nước chính phủ cho mở cửa dần dần thì chúng ta mới mở dần. Cho đến 2-3 hôm nay mới mở toáng ra, còn những hôm trước là mở nhưng không phải ai cũng được vào đâu. Đấy. Mở nhưng mà có lựa chọn cho một số những Phật tử thân quen vào dần để áng để nghe xem như thế nào đó. Thế bây giờ nhà nước hết giãn cách rồi cho học sinh, sinh viên đi học đại đa số rồi. Các ngành nghề cũng được đi làm đại đa số rồi. Chính phủ khuyến khích cho tất cả những người dân bắt đầu làm kinh tế để phát triển, để ổn định kinh tế đất nước rồi. Thì khi đó chúng ta mới, chùa chiền mới mở cửa trở lại như bây giờ. Cho nên suốt cả 2 tháng, hơn 2 tháng trời như vậy, kinh tế họ làm ăn được đâu. Họ thuê nhà, thuê cửa, phải trả tiền lãi hàng tháng. Mà thậm chí nhiều doanh nghiệp có thể phải phá sản trong thời gian tới, nếu như mà dịch bệnh mà nó không dừng sớm. Nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản. Thì những cái trường hợp mà không may, cái người mà họ vay mượn của chúng ta, mà chúng ta thì trong cái lúc họ khó khăn vất vả thôi, nên họ đến họ nhẹ nhàng, họ tha thiết thành khẩn, họ xin lỗi và họ nói với chúng ta những cái lời chân thật để cho họ khất lại một vài tháng hoặc là thậm chí là một vài quý gì đó, thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho họ vậy. Đừng nên dồn họ vào cái thế bí mà thuê đầu gấu rồi đâm thuê chém mướn đến để hù dọa và để đòi đánh đòi giết họ, như vậy là sai với pháp luật. Thậm chí có khi chúng ta lại chưa giết được họ mà chúng ta lại phải đi tù rồi. Để mấy năm trước tôi không biết một cái băng nhóm này, cái vị này ngày xưa cũng hay sang chùa đó, đấy cũng đi đòi nợ thuê. Đến để cho 40-50 anh em xăm sổ đầy mình đến để canh nhà canh cửa, làm cho chủ nhà người ta không làm ăn được cái gì. Cuối cùng nhốt cái ông bà chủ đó mấy ngày ở trên tầng lầu đó để ép phải đưa tiền. Cuối cùng người ta báo công an đến cho cả một mẻ đi. Thế cuối cùng là nợ trả đòi được mà tất cả mấy chục người đều phải tù tội. Đến cái chú đấy cũng phải gì, cũng phải đi tù mất một thời gian. Thế nên chúng ta ở đây thì mới thấy rằng nên sống nên có tình người. Cái lúc mà mọi người khó khăn thì chúng ta cần phải hỗ trợ giúp đỡ cho họ. Cái lúc mà họ làm ăn được thì họ trả nợ cho chúng ta, trả cả gốc cả lãi đầy đủ theo như hợp đồng, thì đấy là gì, họ nuôi chúng ta rồi. Thì bây giờ họ không may gặp cái lúc khó khăn đó thì chúng ta cũng phải cho họ thư một thời gian, đừng có nên thuê đầu bò đầu biếu rồi đầu gấu đâm thuê chém mướn khiến cho khủng bố tinh thần của họ. Họ sợ sệt, thậm chí mà họ mất cái bình tĩnh, họ đi đến cái chỗ quyên sinh tự tử hoặc là họ báo công an, như thế là phức tạp rồi. Chúng ta nên thì hai bên nên ngồi lại với nhau, cho họ cơ hội để họ làm ăn. Đấy là cái việc thầy khuyên như thế. Còn nếu đây Phật tử hỏi rằng những cái người cho vay nặng lãi như đâm thuê chém mướn như vậy họ khiến cho làm bao gia đình tan nát, thì nhưng họ lại gì, lấy cái đồng tiền đó để đi làm từ thiện và nhân đến này đi cúng giảng Tam Bảo, thì họ có phúc hay không? Tôi nói với các quý vị gì cũng có, tôi nói họ có phúc. Còn hơn là những người cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn, gây ra bao những cái điều tội lỗi mà gì, họ toàn dùng đồng tiền đó để ăn chơi trác táng. Đằng này họ còn biết bỏ một cái phần nhỏ ra để đi bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người cô đơn không nơi nương tựa, những người nghèo cùng khốn khổ, ti tiện, bần cùng. Nhân đến là họ biết đến cửa Phật để cúng dường gieo duyên, thì họ cũng còn gì, còn có một chút lương tâm. Con người này còn có một chút lương tâm. Trong cái chỗ tối tăm cực độ ấy vẫn còn có một cái ánh sáng le lói vậy. Trong cái đống tro tàn kia vẫn bới thật sâu vào, vẫn còn một chút than hồng vậy. Từ một chút than hồng đó, nếu mà biết gì khéo biết nhen nhúm thì nó có thể là tiếp tục thành một cái lò lửa cháy bừng lên vậy đó. Cho nên ở đây cái người mà gì, như Phật tử này nói là cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn làm cho bao cảnh gia đình tan nát, nhưng người đó lại trích một khoản tiền đó, cho vay nặng lãi đó để đi giúp đỡ người nghèo, rồi làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường vân vân đó. Phải có công đức không? Có, tôi khẳng định là có. Nhưng mà cái tội với cái phúc tùy theo. Nếu họ cho vay nặng lãi, họ giúp làm cho bao nhiêu gia đình tan nát thì cái tội đó nhiều hơn, thì họ sẽ vẫn phải bị cái quả báo xấu hơn. Cái quả báo xấu đó thì sẽ đến với họ, hoặc kiếp này hoặc kiếp sau. Nếu mà kiếp này á, người ta ăn hết phúc, lộ liễu quá thì sẽ bị pháp luật trừng trị ngay kiếp này, có khi đi vào bóc lịch, đi ngồi tù đó. Đấy. Mà không, nếu kiếp này họ chưa bị thì kiếp sau họ sẽ bị. Nhân quả mà. Nhưng khi mà họ bị trả hết cái báo ác ấy, thì cái nhân thiện mà họ bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện đó, ngày hôm nay đó, sau này họ cũng sẽ có. Cho nên giống như là nhìn trong cái lò lửa, chúng ta tưởng như nó không còn nữa, nhưng mà bới sâu trong cái đống tro đó còn một chút xíu thôi, là cái viên than hồng, tức là than còn đỏ, than còn cháy. Cho dù nó nhỏ chút xíu thôi, bằng hạt ngô, hạt bắp thôi, nhưng chúng ta thì nếu dùng cái bùi nhùi, dùng lá khô, cỏ khô, chúng ta rơm khô, chúng ta thổi để cho vào đó, chúng ta thổi thì một chút nó vẫn có thể bùng lên thành cả một ngọn lửa lớn vậy đó. Cho nên người làm việc xấu mà biết gieo một chút nhân thiện, có công đức không? Vẫn có, vẫn có. Cho nên các vị biết là vì vậy, vì sao mà thầy hay nói với các Phật tử này, ngôi chùa của Khai Nguyên chúng ta là giáo hóa được cho rất nhiều tầng lớp nhân dân. Không chỉ các cụ già, không chỉ những người biết đến Phật Pháp thuần thành đâu, mà giáo hóa được cho cả những gì các bạn tuổi trẻ. Không chỉ các bạn tuổi trẻ là sinh viên, học sinh có tâm mộ đạo, biết đến Phật Pháp thì đương nhiên là đã đành rồi. Còn cả những cái tầng lớp gọi là xã hội, gọi là đầu bò đầu biếu, xăm sổ đầy mình ấy, tóc thì nửa vàng nửa đỏ, nửa xanh nửa trắng, nửa tím nửa hồng ấy, trên đầu có khi mấy màu tóc ấy, Đấy là chỉ cho gì? Dân anh chị ăn chơi rất là ngầu ở ngoài xã hội, đúng không? Nói theo cái từ hiện đại bây giờ còn ăn chơi rất ngầu ngoài xã hội. Nhưng các vị biết không? Vào cái lễ hội Hoa Hồng tháng 7, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu, chủ đề là gì? Là hướng về cha mẹ mà, hướng về tổ tiên mà. Trang trí một chút để cho mọi tầng lớp nhân dân, ngoài đến chùa lễ Phật ra, họ còn có một cái nơi để họ tham quan vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Và trong những cái khu tham quan vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm ấy, có những cái bài kinh Pháp Cú ngắn của Đức Phật, hoặc những cái lời câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta, của cha ông chúng ta, dạy cho gì? Con người ta thức tỉnh, biết nhớ về cái công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Cho nên các vị biết, mấy năm nay những cái mùa Vu Lan Báo Hiếu đến của chùa chúng ta tổ chức cái lễ hội Hoa Hồng. Hoa Hồng là tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu ở đây có nhiều thứ tình yêu, không phải tình yêu nam nữ không các quý vị, mà tình yêu đây này của đứa con, những đứa con hiếu thảo dành cho cha mẹ, dành cho ông bà, dành cho tổ tiên của chúng ta. Cái tình yêu này là tình yêu có thể nói là cái tình yêu rất là vĩ đại của người con, hướng về với cha mẹ, hướng về với ông bà, hướng về với tổ tiên. Cho nên các bạn trẻ đi lễ rất là nhiều. Trong vòng có tuần hơn tuần thôi mà mỗi một ngày có không biết là mấy chục ngàn người, thậm chí đến có khi có ngày phải đến hàng vạn người, và nếu vào ngày Chủ nhật phải đến hàng vạn người đi về lễ Phật. Trong đó có rất nhiều những bạn này xăm sổ đầy mình, mặc mỗi cái quần sót và cái mẹ ô thôi. Có người nói với tôi là thầy ấy, sao lại chùa lại cho cả những cái người mặc quần sót và áo mẹ ô đi vào chùa như thế? Tôi bảo không sao, họ mặc quần sót áo mẹ ô đi vào chùa, họ đứng, họ không vào trong Tam Bảo là được, họ đứng ở ngoài họ vái vái được rồi, cũng được, không sao. Năm nay họ đến chùa họ không biết, họ mặc quần sót áo mẹ ô, họ đến chùa chúng ta khẽ khàng nhắc nhở họ, và lần sau các chú đi chùa nên mặc quần trùng áo dài cho nó trang nghiêm, nơi cửa Phật rất trang nghiêm. Nhẹ nhàng bảo họ như vậy thì họ liền là chắp tay và Di Đà Phật, là thưa thầy là con không biết, con xin lỗi, lần sau chúng con sẽ nhớ. Thế mấy năm trước tôi đã dặn mấy trường hợp như thế, mà họ bảo họ rất nhẹ nhàng và họ xin lỗi ngay, họ chắp tay là họ xin lỗi, con xin lỗi thầy vì chúng con thì không biết. Họ xưng là con luôn chứ không mày tao chí tớ gì đâu nhé. Ở ngoài xã hội sẵn sàng cầm dao cầm kiếm mày tao chí tớ ngay, nhưng vào tới chùa mà ông sư chẳng có quyền lực gì cả, chẳng có so với họ chẳng có cái vị thế gì cả, đúng không? Ông sư ở trong chùa cốc cốc gõ mõ có vị thế gì đâu so với họ. Thế mà ông sư đi qua nói rằng các chú lần sau đi vào chùa thì mặc quần trùng áo dài cho trang nghiêm. Thế người ta A Di Đà Phật, thế con xin lỗi thầy, đây chúng con gì không biết, thế lần sau chúng con sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta thấy không? Mình nói với họ một câu chân thành thì họ cũng phải đáp lại mình một cái câu á rất là thật lòng, rất là thật thà. Họ bảo họ không biết, họ xin lỗi. Thế thì chúng còn chửi họ gì nữa, mà cấm họ thì chẳng lẽ chúng ta lại đuổi họ sạch ra? Chú đi ra ngoài, biến ra ngoài chùa của tôi à? Không được, khi nó nổi máu nó cầm hòn gạch nó choảng cho sư, nó choảng cho chết. Rồi bảo vệ nó sợ gì đâu. Nhưng chúng ta nhẹ nhàng với họ, khiến cho họ gì thấy là hoan hỉ. Và chúng ta biết có những năm mà tôi thấy là mười mấy anh chị xăm sổ đầy mình vào lễ Phật rất thành tâm, lễ Phật rất thành tâm. Vậy nếu cửa chùa mà chỉ độ cho các cụ các Phật tử biết cái Phật pháp có niềm tin ấy, thế thì đâu gọi là cửa Phật tận độ chúng sinh nữa. Thế đâu có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ nữa, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nữa các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Chúng sinh thì có vô lượng vô biên gì? Các loại chúng sinh. Mỗi một loại chúng sinh cũng có rất nhiều những cái căn tính hành nghiệp khác nhau. những cái tập khí thói quen khác nhau, những cái sự tham lam, chấp chược và sân hận khác nhau. Tôi nói ngay loài người chúng ta thôi, còn có rất nhiều gì tập tính nhiều, thói quen, ý nghĩ, lời nói, hành động của con người khác nhau. Cho nên chúng ta không dùng các phương tiện thiện xảo khéo léo để mà độ họ thì làm sao mà tận độ chúng sinh được. Cho nên ở đây quan điểm của thầy thì trả lời Phật tử này nói rằng là cái trường hợp mà họ đâm thuê chém mướn cho vay nặng lãi, họ biết làm việc thiện, đi đình đi chùa đó thì cũng rằng Tam Bảo có tốt không? Tốt. Việc nào đi việc đấy. Việc họ làm ác, việc họ làm xấu họ chịu quả báo xấu. Việc họ làm thiện làm tốt họ sẽ gì? Sẽ được phúc báo công đức lành, công đức thiện, sẽ được phúc báo tốt. Còn hơn là những người họ không biết làm thiện làm phúc một tí nào cả. Đó. Cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi rằng con, vì con tụng kinh Địa Tạng cho nên việc bố thí xây dựng chùa tháp thì thấy tội diệt phúc sinh, cho nên mới hỏi rằng những người làm những việc đó họ có được tội diệt phúc sinh không? Có được, có được công đức, có được phúc báo. Nhưng còn tội có diệt hết hay không thì còn phải xem nếu mà họ phải dừng cái việc ác kia lại và họ tu tập các việc thiện thì cái việc ác kia mới diệt hết. Và còn cả việc ác việc thiện họ đều làm thì cái nhân nào mà trội hơn thì cái quả nó sẽ nở trước. Tức là thiện mà ít hơn á, ác nhiều hơn á thì cái quả báo ác nó sẽ nở trước. Mà còn ác á tụt xuống và thiện tăng lên á thì cái quả báo thiện của họ thì sẽ đến với họ trước vậy, không xa nữa đâu vậy. Một câu hỏi nữa Phật tử hỏi: con kính bạch thầy cùng các chư tăng chùa Khai Nguyên, nay con muốn nghe thầy giảng cho con được hiểu biết về một sự việc như sau. Khi mẹ con còn sống, mẹ con đã quy cho con tại chùa Quán Sứ và con cũng ăn chay được 4 ngày, đó là 30, mùng 1, 14, 15 hàng tháng. Nay cha mẹ con đã mất và con nghe các chị bảo nên tụng kinh Địa Tạng trước ngày giỗ của cha mẹ một tuần và con cũng làm theo, nhưng con còn băn khoăn một chút là vì nhà con không có bàn thờ Phật nên khi con tụng kinh con ngồi quay lên bàn thờ gia tiên, như thế có được không? Con mong muốn tụng kinh Địa Tạng vào các ngày ăn chay, thế có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Được. Thầy khẳng định với Phật tử này là được. Cho dù nhà chưa có bàn thờ Phật, chưa có bát hương thờ Phật, chưa có tranh ảnh Phật, chưa có bát hương Phật vân vân, không sao. Nên tụng kinh Địa Tạng vào những ngày ăn chay hoặc kinh gì cũng được. Nên tụng kinh và niệm Phật vào những ngày ăn chay này hoặc ngày nào cũng tụng được thì càng tốt. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà tụng cũng để càng tốt. Có cái ảnh nhỏ nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng treo lên ở giữa ban thờ nhà mình, thần linh gia tiên ở trên cao nữa thì càng tốt, để chiêm ngưỡng, để lễ bái và để cúng dường Bồ Tát thì khiến cho thần linh gia tiên nhà chúng ta cũng hoan hỉ, và chính chúng ta tu hành gì cũng được tinh tiến và sinh ra vô lượng công đức vậy. Vì trong kinh Địa Tạng nói là nếu ai nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát mà cung kính cúng dường, đỉnh lễ, tán dương khen ngợi, chỉ niệm danh hiệu của Ngài, thọ trì đọc tụng kinh điển của Ngài thì công đức vô lượng. Tụng một bộ kinh thì được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Công đức vô lượng vô biên. Cho nên nên làm vậy. Mặc dù chưa có ban thờ Phật hay gì đó thì vẫn tụng được. Đối trước ban thờ gia tiên tụng được, không sao. Những ngày ăn chay Phật tử muốn tụng được, mà không chỉ ngày ăn chay mà ngày nào tụng cũng được nếu có thời gian. Ngày nào bận thì thôi. Công việc đặc biệt chúng ta thôi không được, không sao. Phật không bắt tội chúng ta, Bồ Tát cũng không trách lỗi chúng ta đâu. Phật tử hỏi câu nữa: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy. Thầy hoan hỉ cho con hỏi, con có căn số không ạ? Ôi làm sao thầy biết Phật tử có căn số hay không? Mệt lắm đi thôi. Thầy có phải là ông thầy bói đâu, ông thầy đồng bóng bói toán, ông thầy phù thủy đó mà hỏi thầy câu đấy thật là ngớ ngẩn vậy. Con đã quy Tam Bảo và thờ Phật tại gia 2 năm. Quy Tam Bảo thờ Phật tại gia 2 năm mà còn hỏi thầy là thầy cho con hỏi con có căn số hay không. Đúng là mê tín dị đoan. Đúng là quy Tam Bảo 2 năm rồi, thờ Phật tại nhà 2 năm rồi mà còn hỏi thầy câu đấy, quả là đúng là không hiểu biết một cái gì. Không chịu học mà. Đây gọi là không chịu học, không chịu nghe Pháp. Cho nên mới gọi là dốt toàn tập như thế đấy. Thầy mắng cho một chút như vậy để cho gì, cho sáng ra. Chứ không phải thầy ghét thầy mắng đâu. Mắng cho để mà sáng ra. À, gọi là dốt toàn tập. Quy Tam Bảo thờ Phật 2 năm mà còn hỏi thầy là con có căn số hay không. Căn số tức là theo ở bên đồng bóng á. Nó mới hỏi cái câu đấy, mới nói câu đấy. Thế bây giờ còn muốn làm đồng bóng hay sao? Khổ bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ gặp được Phật Pháp chẳng lo tu tâm dưỡng tính, làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình để hướng đến cái quả về giải thoát giác ngộ hay sao mà còn muốn làm nô lệ cho quỷ thần nữa. Những người đồng bóng bói toán tức là do cái nhân duyên của họ, cái sự tu tập của họ ở đời trước, kiếp trước. Trong kinh Đức Phật nói do mong cầu thần thông cho nên đi lạc vào con đường quỷ thần. Nay họ muốn bỏ mà không bỏ được vậy. Chúng ta bây giờ lại còn muốn, tự nhiên là muốn vác thêm cái đó vào nữa. Đang tự do tự tại không muốn, lại còn vác thêm cái đó vào nữa cho nó khổ hay sao? Đi trên đoạn đường dài đã mệt rồi, bây giờ lại chẳng khác gì lại đặt cho một cái hòn đá, vác cho một cái hòn đá nặng. Tự nhiên là vác một hòn đá nặng không có cái lợi ích gì, không có giá trị gì lên trên vai mình, có phải khổ không? Đấy. Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy thờ Phật quy Tam Bảo 2 năm rồi mà còn hỏi câu đấy, tức là chả biết cái gì về Phật Pháp cả. Vị này nên nghe giảng Kinh Địa Tạng và nghe giảng An Sĩ Toàn Thư và Pháp Uyển Châu Lâm. Nghe An Sĩ Toàn Thư, nghe Kinh Địa Tạng và nghe Pháp Uyển Châu Lâm, nghe nhiều vào. Rồi tiến tới có thể nghe thêm Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nữa, để cho nó thủng ra. Nghe cho nó thủng, nó phá mê khai ngộ đi, để đừng bao giờ phải mê mờ như thế nữa. Cách đây 3 năm con chỉ thích xem Hầu Đồng hát văn và đau bụng và ôm mệt mỏi nhất vào lúc chiều tối, đặc biệt nhất vào ngày rằm và mùng 1. Có người bảo con đi mở phủ, con cũng đến một vài chỗ nhưng người ta không nhận làm được cho con. Họ bảo về xin gia tiên. Từ hồi đó cho đến nay, gần đến ngày rằm và mùng 1, trong người con hình như có người, cảm giác như có người gì điều khiển con. Con chỉ thích cãi nhau. Nhưng từ khi thờ Phật thì đỡ hơn ạ. Và đặc biệt hơn là ở làng con hoặc gia đình nhà con có ai đó sắp chết là con biết trước, và giờ con không biết như thế nào và tâm sự với ai. Thầy hoan hỉ giải thích cho con ạ. Cái trường hợp này Phật tử này nên bỏ cái đấy đi, nên dụng tâm để bỏ đi. Cái sự biết đấy không phải là Phật tử này biết đâu, mà đấy là ma gì ạ, ma sự đấy. Cho nên nếu mà vẫn cứ còn theo cái này thì trước sau gì cũng trở thành cái bà đồng bóng mà thôi, hoặc cái ông đồng bóng mà thôi. Tất nhiên thầy không phải là nói như vậy là coi thường những người đồng bóng. Những người đồng bóng cũng có người rất tốt, họ cũng giúp đỡ được rất nhiều người. Nhưng ở đây chúng ta thì chúng ta học Phật mà, chúng ta đang hướng đến cái cảnh giới của Phật Bồ Tát. Đó là gì? Hướng dẫn cho chúng ta được tự do. Chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc của đất nước chúng ta, có câu nói gì ạ? Câu nói gì không nhỉ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta nhớ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta bây giờ đang được tự do, lại không muốn, lại bây giờ tự nhiên lại đi rước một cái ông thần, ông thánh nào đó đến để nhập xác chúng ta, ốp vào thân thể chúng ta để phán này phán nọ phán kia. Chẳng phải chúng ta mất tự do hay sao? Trừ những người họ căn cao số nặng, họ không thể nào bỏ được thì họ phải chịu. Đó là do cái nhân kiếp trước họ tu vậy. Trong kinh Phật nói là nhân duyên đời trước kiếp trước họ tu, do đi vào con đường mê lầm mong cầu thần thông cho nên bị quỷ thần mượn xác để làm việc vậy. Bị các vị thánh, các vị thần mượn xác để làm việc. Thánh và thần đó, mượn xác làm việc thì còn tốt. Nhưng còn quỷ, ma quỷ, nó mượn xác nó làm việc thì nguy hại vô cùng các quý vị. Không sớm thì muộn cũng sẽ điên điên khùng khùng loạn tâm mà thôi. Nếu các vị thánh, các vị thần linh chân chính và mượn xác, các ngài cứu nhân độ thế thì còn được. À, còn được. Cái này thì có tốt. Cái này thì còn tốt. Nhưng chúng ta là người học Phật cũng không nên vậy. Người học Phật, người tu Phật thật sự là gì? Chúng ta nhớ cho tôi là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Quả thật như vậy. Đệ tử của tôi có trước đây đến xin tôi đi tu, có mấy người biết tâm linh, có thậm chí còn rất giỏi về tâm linh, thấy cả quái âm, thấy cả Phật, cả Bồ Tát, thấy cả chúng sinh, thấy cả các quỷ thần nó đến tham dự Pháp hội Trung Phong, Pháp hội ở Địa Tạng vân vân, nhưng thầy bắt phải bỏ hết. Các vị thấy không? Nếu tôi là ông thầy khác thì tôi lợi dụng vào đệ tử của tôi kiếm ra rất nhiều tiền chứ, đúng không? Bảo đệ tử tôi phán cho người này, người nọ, người kia để gì, để họ sợ, để họ mang tiền đến đây để cho thầy cúng cho họ, để họ khỏi bệnh, thầy có tiền, đúng không? Nhưng mà thầy có làm điều đó? Không làm điều đó. Mà lại bảo các Phật tử của thầy nếu muốn xuất gia ở đây thì phải tu làm sao phải bỏ hết cái đấy đi. Các vị thấy không? Người ta tu để cầu thần thông, như thầy thì bắt đệ tử tu để bỏ hết gì? Những cái thấy của mình. Vì sao? Vì cái đó không phải thần thông chân chính, mà cái đó là cái thấy của gì? Ma quỷ. Nó khai nhãn cho mình. À. Nó cho mình thấy. Lúc nào nó cho mình thấy mình được thấy. Và mình mà tưởng là đấy là mình tu hành chứng đắc, là mình sinh tâm cống cao ngã mạn đi vào đường tà là rất nguy hiểm. Cho nên nó thầy bắt các đệ tử của thầy, những người có cái tâm linh như thế là bỏ hết. Đấy, mới hôm rồi có một chú ở đây xin lên đây xuất gia với thầy, thầy cũng đồng ý cho ở tu tập, nhưng thầy biết là trường hợp này sẽ không tu được, vì người là nói thì lúc nào cũng mây mây tây tây. Thầy bảo là phải bỏ đi, tu hành cho nó tốt, chịu khó nghe pháp và tu tốt, cứ vâng vâng. Xong rồi một hôm cách đây khoảng độ 2-3 tuần, đang trong lúc thỏ trai ăn cơm đi lên thì bảo thầy cho con một tí, bảo tất cả các sư ngồi lại, chưa ai được đứng dậy, và nói với thầy là nhìn thấy thần thánh đến đã bảo phải học cái này cái nọ cái kia thế này nọ. Thầy bảo, tôi bảo thôi đừng có nói nữa, nhưng con bảo không thầy cho con nói, người ta bảo con là phải nói với thầy và nói với các sư trong chùa thế này nọ kia, bảo các sư phải ngồi lại để nghe. Tôi nghe chưa đầy một phút đó. Xong rồi tôi bảo sư cô quản chúng phụ trách phòng thông tin là ngay chiều hôm nay thì cho chú ấy về nhà, không để ở trong chùa nữa, không cho ở trong chùa thêm nữa. Vì tôi đã bảo đi bảo lại đến 3-4-5 lần rồi vẫn không thay đổi, đuổi ra khỏi chùa luôn. Chùa là nơi từ bi thật, nhưng không dung chứa những kẻ gì hành tà đạo, mê tín dị đoan, làm những cái việc bại hoại cửa Phật, khiến cho chúng sinh mê mờ lầm lạc, biến chân nó thành giả, biến giả thành chân. Chân giả chẳng biết đâu mà lần, nó khiến cho chúng sinh mê mờ loạn tâm là không được. Đó. Cho nên đuổi về ngay, không cho ở chùa nữa. Chứ đừng nói là đi tu nữa, đừng nói là nhận là đệ tử nữa nhé. Đuổi về luôn, không cho ở chùa nữa. Đấy, cho nên các vị phải biết rằng tu hành Phật Pháp chân chính chúng ta không có được đi theo cái con đường mà các tôn giáo khác cũng như tín ngưỡng tâm linh khác họ làm. Chúng ta đi theo Phật phải theo lời Phật dạy. Tất nhiên phương tiện thì có thể, nhưng mà phương tiện làm sao đó nó không tổn hại đến chúng sinh, không tổn hại đến tín tâm kiên cố của mọi người, thì đó mới là phương tiện thiện xảo. Còn phương tiện cái kiểu như Phật tử này nói kiểu này là nguy hiểm đấy, nguy hại đấy. Cho nên là sớm thì phải bỏ hết những cái tâm lăng xăng, cái tâm mong cầu. Mà thậm chí trong thời gian tới cũng nên tránh đến những cái chỗ họ hát, họ nhảy đồng hát chầu văn, nên tránh thì không có. Tâm mà còn yếu thì lại đến đó lại nghe, sớm muộn gì thì cũng chạy theo họ mà thôi. Họ phán cho vài câu nữa thì thôi thì theo họ luôn, mất tu luôn. Trong mấy năm nay có rất nhiều cựu bà đồng, cựu ông thầy đến là nhờ các thầy là giải bát hương đi cho để thờ Phật rồi. Nhiều lắm ấy. Thầy nói không sai đâu, thầy nói không sai một chút nào, nói bằng cái tâm chân thành của người tu hành đấy. Có rất nhiều những ông thầy đồng cốt thậm chí 3-40 năm rồi, nay rồi, 3-40 năm nay rồi. Thậm chí ngày xưa đã nổi tiếng cả cái mấy cái tỉnh miền Bắc này rồi. Đồng cựu đó, và đồng thầy đấy nhá. Thế mà bây giờ vẫn phải đến để xin đó, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Xin các thầy làm lễ giải điện giải phủ đi cho để quay về con đường chính đạo, để tu tập để cầu giải thoát giác ngộ các quý vị. Vì họ đã bao nhiêu năm nay họ thấy gì? Họ khổ sở. Họ muốn bỏ nhưng không thể bỏ được. Vì đã đi theo cái guồng máy đó rồi. Đã nhận các vị thánh, các vị thần đó là thầy rồi. Cho nên bây giờ không thể thoát ra được. Nhưng bây giờ một lòng một dạ ngộ ra rồi mới biết rằng con đường đó không có độc lập tự do. Cho nên bây giờ muốn một con đường độc lập tự do để đi, làm chủ chính mình đó, tức là gì? Là đệ tử của Đức Phật. Được Đức Phật gia trì cho, mười phương chư Phật Bồ Tát cũng gia trì bảo hộ cho, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần thì cũng gia trì cho, các vị thần linh đó gì. Có khi chúng ta tu hành chân chính, các vị cũng hoan hỉ cho chúng ta đi tu hành chân chính. Các vị thần vị thánh đó, thấy chúng ta tu hành chân chính các ngài cũng hoan hỉ, giúp đỡ cho chúng ta tu hành chân chính. Cho nên đó, mấy năm nay đã có rất nhiều những cựu đồng ấy, gọi là cựu thầy đồng ấy, là xin tụng kinh Địa Tạng 100 ngày xong đó giải điện giải phủ và thờ Phật và tu Phật. Có những trường hợp thì bảo không cần phải giải điện giải phủ, vẫn để điện địa phủ đó mà thắp hương, để mà cung kính, để mà cúng dường. Nhưng điều quan trọng chúng ta không đi nhảy đồng nhảy bóng nữa, không phán xét cho người khác nữa, không lấy tiền người ta nữa, vân vân. Mà bây giờ mình chờ gì? Để nguyên điện địa phủ đó để tu tập tụng kinh niệm Phật, không cần phải giảng giải, không cần phải giải đi, không cần phải phá đi. Mà Thầy còn khuyên họ như vậy, để nguyên điện phủ nhưng quan trọng thay đổi trong tâm, tu hành chân chính, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc chân chính ấy. Và chỉ trong vòng 1-2 năm nay, thậm chí có người về vài tháng thôi, cả gia đình họ được an yên. Mà không phải tốn kém gì tiền của và thời gian nữa. Có nghĩa là họ được gì? Đã lấy lại được cái sự tự do, sự độc lập và tự do của bản thân họ. Đấy là hạnh phúc còn gì nữa. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Tạ Thị Oanh, pháp danh Diệu Oanh. Gia đình con có mang hài cốt của liệt sĩ từ Quảng Trị về quê năm 2011 đến năm 2012. Gia đình con có lục đục. Con không biết có phải hài cốt liệt sĩ của gia đình con hay không, mà tự vong đó xưng danh là đúng với liệt sĩ của gia đình con. Nhưng tại sao vong liệt sĩ đó bắt con gái con ra hầu đồng để ở đền làng và cho xem bói ở nhà? Từ khi đó chồng và 3 đứa con hay chửi con, đánh đuổi con ra khỏi nhà, không cho con để tranh ảnh tôn tượng trên ban thờ gia tiên, và không cho con tụng kinh niệm Phật. Nay con phát tâm lên chùa làm công quả và tụng kinh niệm Phật cùng đại chúng cầu giải nghiệp này. Con xin thầy khai thị cho con biết con phải làm như thế nào. Đây thì có thể là trường hợp này lại lặp vào cái trường hợp mấy năm trước thầy gặp mà thầy hay kể 1-2 lần rồi đó. Không phải là đi gọi vong gọi hồn, đi là đào mộ chuyển hài cốt các cụ liệt sĩ nhà chúng ta về là được 100% đâu. Có những trường hợp là giả, là nhầm đấy. Mà quỷ thần gì nó ám nhập vào để nó phá hoại gia đình chúng ta, nó làm cho chúng ta đi sai đường lạc lối. Cái trường hợp này tôi thiên về là quỷ thần nhiều hơn. Thiên về quỷ thần nhiều hơn. Trường hợp này Phật tử nên thì nhất tâm để tụng trì chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng là 100 ngày. Để nhất tâm để cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho cái việc đó. Nếu mà nó là tà thì nó lộ rõ nguyên hình để đuổi nó đi. Mà tôi nghĩ trường hợp này là tà. Cho nên Phật tử này nên nhất tâm tụng trì chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Để nó sẽ hiện rõ nguyên hình thôi. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Dương Thị Thủy, Diệu Âm Tịnh Thủy. Con đang là Phật tử chấp tác tại chùa. Nay con muốn phát tâm bao sái các tôn tượng ở chùa, nhưng con lại nghe nói rằng chỉ có các sư mới được phép bao sái tôn tượng, còn Phật tử thì không được phép. Và con là nữ, con bạch thầy xin thầy khai thị cho con. Không sao, nữ cũng có thể bao sái tượng Phật, nhưng mà trước khi bao sái chúng ta tắm rửa cho sạch sẽ. Thầy nói như thế chúng ta tự hiểu đúng không? Phải bao sái tắm rửa cho sạch sẽ, quần áo tinh tươm, chứ không phải là lôi tha lôi thôi lếch thếch. Và những cái ngày tháng bất tịnh mà chúng ta để nguyên như thế lên bao sái tượng là không nên. Tắm rửa, quần áo sạch sẽ, thậm chí còn thắp hương, thắp mấy nén hương, bao hương để hơ cái khói quanh mình nữa thì càng tốt. Cái đó thì làm được thì càng tốt, mà không làm cũng không sao. Nhưng mà phải tắm rửa cho sạch sẽ thì đều được cả. Thế chúng ta biết cái chùa mà có cái sư ni ấy mà, thì bảo sư ni cũng là nữ mà, nếu mà bảo là nữ không được bao sái tượng thì các chùa có cái sư ni thì bỏ tượng Phật mốc meo hết à. Nam hay nữ bình đẳng như nhau hết các vị. Đức Phật không phân biệt cái chuyện là nam mới được cái trèo lên ban Phật để bao sái, còn nữ không được lên đâu. Không quan trọng, Đức Phật là bình đẳng, coi tất cả chúng sinh là bình đẳng như nhau mà. Nhưng có mỗi một cái là nữ, thì những cái ngày tháng mà ô uế của mình thì nên gì tắm rửa sạch sẽ thì mới lên bao sái vậy, mới lên quét dọn vậy, bao sái 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 vậy. Khi đang tụng kinh thì hết tuần hương, mà đang tụng đứng lên để lên hương con thấy không trang nghiêm, vậy liệu không lên hương tiếp theo thì có được không ạ? Ôi dồi ôi, tụng kinh bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu này thì quả thật là nguy rồi. Chả chịu học chịu hỏi gì rồi. Không có ai đang tụng kinh thì hết hương lại đi lên hương cả các quý vị ạ. Các vị có thấy các sư đang tụng kinh hết hương lại đi lên hương không? Không có. Chúng ta chỉ vào tụng, vào chúng ta thắp một tuần hương lúc đầu, và chúng ta tụng kinh hết hương trên cái hết lúc nào thì hết, không quan tâm cái chuyện đó. Mà bây giờ chúng ta quan tâm đến cái chuyện gì? Chúng ta đang tụng kinh, tụng kinh xong niệm Phật, lễ Phật cho hết, xong cái gì là thôi, cũng không nên, xong rồi cũng không nên thắp hương nữa là gì. Đến sáng hôm sau chúng ta tụng thời sáng thì lại lên hương. Chứ không nên, cũng không cứ là phải lúc nào cũng phải thắp hương. Bởi vì hương bây giờ, xin thưa các quý vị, phải nói rằng cái khói hương nó không tốt như ngày xưa nữa. Hương ngày xưa họ làm bằng trầm, bằng cái loại gỗ quý, gỗ thơm thật. Còn hương bây giờ người ta dùng các loại nước hoa, cái hóa chất nhiều, quá nhiều. Cho nên nếu chúng ta thắp nhiều thì có thể nó còn đem cái tác hại về sức khỏe nữa. Cho nên chỉ thắp một nén là được. Trong gia đình chúng ta 3, 4, 5 bát hương, nhưng chỉ thắp một nén ở giữa, bát hương giữa là được. Nếu thờ Phật thì thắp ở trên ban thờ Phật là được. Hoặc không có bát hương thờ Phật thì thắp một cái giữa bát hương thần linh là được. Hoặc không có bát hương thần linh thắp một cái giữa gia tiên là được, vân vân. Cho dù 4, 5, 6, 7 bát hương cũng thế, thắp một cái là được. Còn trừ những cái ngày lễ lớn, nhưng mùng 1, ngày rằm, hoặc những ngày giỗ, ngày Tết thì chúng ta mới thắp mỗi bát một nén. Còn những ngày bình thường chúng ta lên tụng kinh niệm Phật trong nhà, chúng ta chỉ cần một nén hương gọi là thành tâm là được. Hoặc là 3 nén, tối đa là 3 nén thôi, chứ đừng có thắp cả một cái bó hương. Ban Phật 3 nén, ban gia tiên 3 nén, bát tổ cô 3 nén, bát tổ cậu 3 nén. Nếu mà có bên ngoại nữa thì gia tiên bên ngoại 3 nén, rồi tổ cô tổ cậu bên ngoại 3 nén nữa thì thôi rồi. Thì trong cái phòng chúng ta thì chúng ta ngửi cái khói hương cứ ngột ngạt, mà như thế thì không tốt. Cho nên thầy nói là vẫn phải thắp hương, nhưng mà thắp một tuần hương lúc đầu vào thôi, nên thắp một nén thôi, hoặc nhiều nhất là 3 nén thôi, không nên thắp quá nhiều. Thành tâm thế thôi, để mình giữ cho cái sức khỏe của mình nữa, vừa thành tâm được cúng Phật, dùng cái hương trần này để chúng ta quán tưởng vào ngũ vị chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Thế đừng có nghe một số các quý thầy, bây giờ một vài quý thầy trẻ, không biết các vị học Phật kiểu gì bây giờ bác hết, bảo là bây giờ không nên thắp hương nữa, thắp hương điện. Cũng không cần phải thắp đèn dầu hay là đèn dầu tô, đèn dầu lạc này nữa, mà gọi thắp nến điện. Hiện đại quá, biến chúng ta thành những kẻ lười, cũng không nên. Thế hóa ra là như thế thì thôi thì bảo luôn là trên ban thờ gia đình nhà chúng ta không thắp hương nữa thì thôi làm cái bát hương giả bằng gì, bằng nhựa thôi, cái hương cũng bằng nhựa giả thôi, cái gì hoa quả bánh kẹo cũng làm bằng giả lên trên ban thờ cho đỡ phải chuột nó ăn, đỡ phải thay hoa, đỡ phải thay quả, cái gì cũng làm bằng nhựa thôi, bằng đồ giả thôi, được không? Và cuối cùng là nữa gì, các bà chúng ta thì thôi cũng chẳng phải cần phải ăn uống nữa thì tôi cũng ăn đồ giả thôi, chẳng cần phải đi làm để cho nó mệt. Ở nhà đó gì làm những cái mâm cơm thật ngon ra bằng cái đồ giả, để đấy cứ đến bữa dọn ra mà gặm mà nhấm cái đồ giả đó, có được không? Không được. Chúng ta nói hướng dẫn cho Phật tử không cần phải thắp hoa, không cần phải thắp hương, không cần phải dâng hoa, không cần phải thay nước, không cần phải thắp đèn. Mà cái gì là đèn thì bảo là thắp bằng đèn bóng điện là được rồi. Còn hương thì bảo là thắp bằng hương điện là cũng được rồi. Thế thì chẳng khác gì, chúng ta bảo thôi thì ăn làm gì, ăn đồ thật làm gì cho phải đi đại tiểu tiện cho nó mệt người, cho nó bẩn ra. Thôi cứ ăn đồ giả lấy ra mà chấm mà mút, thế là được, quán tưởng là đó là gì, là đồ ăn thật là được, cho đỡ phải đại tiểu tiện. Xin lỗi các vị, tôi nói hơi đau một chút như thế. Xuất phát từ một cái quan điểm nó sai lầm với giáo lý của Đức Phật. Dẫn chứng rằng Ấn Độ không có thắp hương. Nào Ấn Độ không thắp hương? Tôi sang Bồ Đề Đào Tràng lễ thấy vẫn có thắp hương đấy mà, đến một số các thánh tích của Đức Phật vẫn thấy thắp hương đấy mà. Mà sư Ấn Độ hẳn hoi, các sư bên đấy hẳn hoi, chứ không phải là mình chúng ta thắp đâu. Có cái là họ thắp ít, họ không thắp cả bó như chúng ta, cầm cả bó hương ra đi. Chúng ta thắp nhiều quá nó cũng không tốt. Mà còn hoa tươi phải cúng chứ. Đức Phật ở trong kinh Đức Phật nói về cái công đức á, cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, cúng nến cơ mà. Chúng ta không thể vin là bây giờ có điện rồi thì thắp điện là được. Tất nhiên có điện thắp điện nó sáng là được rồi. Nhưng mà ở trên ban thờ á, các cụ chúng ta ngày xưa thường là có đèn dầu, nhưng bây giờ thay vào cái đèn dầu chúng ta cúng bằng cái đèn dầu thơm, thì nó không hôi, đỡ hôi. Vẫn biết là ánh sáng thôi, nhưng mà chúng ta biết khi chúng ta đặt tâm vào, chúng ta lau cái bóng đèn, rót dầu vào cái chiếc đèn, và chúng ta dùng cái tâm thành kính, chúng ta dâng thắp đèn lên, chúng ta cúng Phật. Đấy là có công đức rồi các quý vị. Tất cả những cái gì chúng ta thành tâm xuất phát từ cái lòng thành của chúng ta, từ ý nghĩ nhấn đến hành động đều có công đức các quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái gì Đức Phật dạy, nếu chúng ta không làm được thì thôi, chứ đừng có nên bác là việc đấy không phù hợp nữa. Một số các Phật tử trong thời gian qua cũng hay hỏi tôi điều đó. Bảo chúng con nghe thấy một vị thầy thượng tọa tiến sĩ ở trong miền Nam, thầy giảng là không nên thắp hương nữa, phải thắp hương độc, thắp hương điện thôi, cũng không cần thắp đèn nữa, phải thắp đèn sợ cháy, sợ cháy nổ, cho nên là thắp điện thôi. Điện nó, xin thưa vì điện có khi nó chập nó còn dễ cháy nổ hơn là đèn. Cho nên chúng ta phải biết rõ cái điều, cái gì Đức Phật dạy chúng ta không làm được thì đừng có nói rằng, đừng có khuyên tuyên truyền mọi người làm cái đấy là sai. Chúng ta không làm được thì thôi, chúng ta lười, chúng ta không làm cái việc đó được nữa thì thôi. Chúng ta đừng có khuyên mọi người rằng làm cái đó là mê tín, làm cái đó là tà đạo vân vân, không phải đâu. Trong kinh điển Đức Phật đều dạy hết những cái gì đó. Kể cả kinh Nikaya ngày xưa chúng tôi học, cái nhà hàm chúng tôi học, Đức Phật cũng dạy là nên cúng đèn, nên cúng giàng, hương hoa đèn nến, những đồ vật dụng cần dùng. Đức Phật thì ví dụ như Đức Phật A Di Đà hay là mười phương chư Phật chẳng hạn, các ngài đâu có thiếu những cái đấy. Kể cả thanh bông hoa quả phẩm oản quả chuối các ngài đâu có thiếu đâu. Nhưng tại sao các ngài vẫn khuyên chúng ta cúng giàng, khuyên chúng ta đem đến Tam Bảo để cúng giàng? Vì sao ngài muốn cho chúng ta phá bỏ được cái tâm tham lam chấp chược, biết bố thí, biết cúng giàng, biết gieo vào cái ruộng phúc cái ruộng phúc đó chính là gì? Là Đức Phật. Còn chúng ta gieo cái hạt giống thiện á, cái hạt giống cái bồ đề á, bồ đề tâm á, vào trong cái ruộng phúc của Đức Phật thì chúng ta sẽ được hưởng công đức và phúc báo á, tốt lành ở đời này và đời sau thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói với các quý vị rằng đấy, khi mà thắp hương có nên hay không? Nên. Quan điểm của chúng tôi nên. Và các hòa thượng lớn ở trong giáo hội của chúng ta bây giờ vẫn gì? Vẫn bảo vẫn phải nên thắp hương. Thắp hương, thắp đèn để cúng Phật, như kinh Đức Phật dạy. Mặc dù bây giờ có bóng điện sáng như này, các vị thấy không? Thầy vẫn thắp đèn lưu ly để cúng Phật đó. Đó. Vẫn bày cái đèn ở đàn chính đó. Và có hương không? Có. Vậy thầy hương vòng, thầy thắp hương vòng. Mỗi bát hương một cái hương vòng. 3 bát hương ở trong cái nhà này ở xa nhau, cho nên thắp mỗi bàn cái hương vòng. Nhưng còn chúng ta gian, vì nhà thầy đấy nó thoáng, nó rộng, mà nhà gỗ cho nên thoáng, có những cái khe ở trên, nó gió vào gió ra, cái hương, cái khói hương ấy, nó tỏa đi ngay. Còn nhà chúng ta là nhà trần, đặc biệt là nếu ở chung cư nữa thì nó lại càng bí. Vì vậy chỉ nên thắp một nén thôi, một nén thôi là đủ rồi. Những cái đại lễ lớn thì chúng ta mới thắp 3 nén, bình thường 1 nén là được. Đấy. Nhưng ở đây Phật tử này nói là đang tụng kinh hết hương lại dậy để thắp hương, mất trang nghiêm. Ai bảo các vị làm như thế mà nói là mất trang nghiêm? Đấy, cái vị thầy nào, nếu mà vị thầy nào mà bảo vị là đang, hay là Phật tử nào bảo vị tụng kinh, đang tụng kinh thì hết hương phải dừng chuông dừng mõ lại để dậy để đi thắp hương thì mới có công đức, như vậy là sai đấy. Nếu thầy nào bảo các vị như thế là sai, Phật tử nào bảo như thế cũng không đúng. Cho nên chúng ta học phải hiểu, không có làm sai lại cứ đi lo. Từ nay trở đi nhé, Phật tử này nghe thấy thầy giảng này rồi cứ tin. Mà thầy đảm bảo cho đây là cái không phải là thầy bảo, mà các hòa thượng lớn như là Đức Pháp Chủ hay là các cụ lớn ngày xưa các thầy học theo các cụ đều bảo rồi. Mà các thầy đi tu năm nay cũng là 25, 26 năm rồi, ít nữa đâu, nửa đời người rồi. Già nửa đời người đấy. Năm nay 46 tuổi thì đi tu 26 năm rồi, tức là già nửa đời người. Đấy. Cho nên yên tâm, các vị cứ lên một tuần hương lúc đầu thôi, và tụng kinh cho đến hết. Hết xong một cái thôi, vái lễ tạ hết và vái đi ngủ, không cần phải thắp hương lên nữa cả. Bởi vì nhà chúng ta bí, không cần phải thắp nữa. Và sáng hôm sau thì lên tụng kinh mới thắp tiếp. Đấy. Mà thậm chí là cái đèn chúng ta thắp ấy, nếu mà tối hôm đó nhà chúng ta nó bí ấy, cái đèn chúng ta thắp khi mà chúng ta lễ tụng kinh xong rồi chúng ta tắt đèn đi để đi ngủ được, để phòng chống cháy nổ, cũng như là để cho cái nó đỡ tỏa ra cái nhiệt, đặc biệt mùa nóng này, cái nhiệt cũng như là khói. Sau sáng sớm sau chúng ta lên thắp hương lên đèn ấy, mới bắt đầu vào tụng kinh tiếp. Tụng kinh xong rồi lại tắt đèn đi được. Nhà nó bí thì chúng ta làm điều đó được. Ở đây phòng của thầy nó rộng, nó lớn, cho nên thầy thắp hương, thắp đèn cả ngày cả đêm là không sao. Nhưng nhà chúng ta nếu mà nhà chung cư hoặc nhà chật ấy, nó bí thì tụng kinh xong chúng ta tắt cả đèn và hết hương, không cần thắp nữa. Và hôm sau bao giờ lên tụng kinh chúng ta mới thắp tiếp. Đấy, thì cái đấy là tốt cho cả sức khỏe của chúng ta, mà lại thành tựu cả cái pháp cúng giảng của chúng ta nữa, thành tâm cúng giảng của chúng ta nữa. Ý thứ 3, Phật tử này hỏi: con có mua chuông mõ nhưng con sử dụng không quen, vậy con tụng kinh không dùng chuông mõ có được không ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Được, không sao. Chúng ta chuông mõ được thì càng tốt, vì chuông mõ tức là hiệu lệnh. Chúng ta có chuông có mõ và là hiệu lệnh thì là tốt nhất. Nếu mà chúng ta thì không quen đó, thì chúng ta nên học. Trừ trong trường hợp trong gia đình nhà chúng ta dậy sớm tụng kinh từ lúc 4-5 giờ sáng, hoặc là đến chiều đến tối mà 4-5 giờ chiều, hoặc là 8-9 giờ đêm mà chúng ta cũng tụng kinh gõ mõ cốc cốc, mà vợ chồng hoặc là con cái cháu chắt ở trong gia đình nhà nó không học được, hoặc là nó không hoan hỉ thì thôi chúng ta đọc không cũng được. Còn nếu ở trong nhà chúng ta hoan hỉ mà chúng ta có phòng thờ riêng ở trên cao, tức là trên tầng thượng, gần trên tầng thượng á, phòng thờ riêng á, chúng ta không ảnh hưởng gì đến người nhà chúng ta, thì chúng ta nên học cả chuông cả mõ. Thì tụng cả chuông cả mõ nó mới đúng với cái quy củ, cái lề lối của người tụng kinh. Còn bình thường là chúng ta gọi là đọc kinh thôi. Nếu chúng ta không có chuông có mõ, chúng ta chỉ đọc như đọc sách và đọc kinh thôi. Còn tụng kinh có chuông có mõ, nó có nhịp điệu, có âm vận, có trầm bổng du dương ấy. Thì thậm chí là chúng ta tụng kinh còn để cho chư thiên, hộ pháp thiện thần các ngài đến để hộ pháp các ngài nghe còn hoan hỉ nữa cơ mà. Thậm chí là quái âm, thần linh thổ địa, ông bà tổ tiên nội ngoại chúng ta nếu mà chưa được siêu thoát, các cụ về để nghe kinh hoặc là để tu cùng chúng ta, các cụ nghe thấy cái lời tụng kinh niệm Phật chúng ta du dương trầm bổng mà hay thì dễ đưa vào lòng người. Đó, dễ đưa vào lòng người. Cho nên cái cách tán tụng, tụng kinh niệm Phật cũng là một cách để một cái phương tiện để giáo hóa mọi người đó. Chúng ta tụng kinh mà giọng không hay, mà nó ngang như ngang phè phè, ngang như cua bò ngang thì mọi người nghe thì rất khó để phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà ai mà có cái giọng hay mà tụng kinh Phật tử ưa nghe, mọi người ưa nghe thì rất dễ cảm tình được họ. Và họ thì khuyên bảo họ đều tụng kinh niệm Phật với chúng ta, họ rất hoan hỉ. Cho nên ở đây nếu mà gia đình Phật tử này có chuông có mõ thỉnh rồi nhưng mà còn không quen, cho nên không dùng chuông mõ có được không mà cũng được. Nhưng mà nếu mà gia đình mà các Phật tử nào mà cả gia đình hoan hỉ, mà có phòng thờ riêng, không ảnh hưởng đến hàng xóm, không ảnh hưởng đến người thân của chúng ta, gia đình hoan hỉ thì chúng ta nên học chuông học mõ. Chuông mõ tức là hiệu lệnh, rất tốt. Rất tốt chứ không phải là tốt mà rất tốt. Nếu chúng ta tụng kinh có cả chuông cả mõ, rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy cho con hỏi, con thấy bây giờ ngoài xã hội biết bao người cho vay nặng lãi, đòi nợ, đâm thuê, chém mướn, làm bao cảnh gia đình tan nát. Nhưng những người đó lại lấy tiền đó để đi làm từ thiện một phần. Thầy cho con hỏi nghiệp báo về những việc đó ra sao ạ? Vì con tụng kinh Địa Tạng, trong kinh đã dạy bố thí, cúng giàng, xây dựng chùa tháp thì tội diệt phúc sinh. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem, nếu mà cái người mà ở đây những Phật tử này nói là những người làm nghề cho vay nặng lãi, đâm thuê, chém mướn, xong rồi gây biết bao nhiêu cái sự đau đớn, lo lắng cho những gia đình người đi vay nợ. Nói rõ là như thế cho nó dễ hiểu đi, khiến cho biết bao hoàn cảnh gia đình tan nát. Sau khi họ đòi được tiền rồi, đòi được nợ rồi, họ lại trích một cái phần lãi đó ra để họ đi làm từ thiện, thậm chí là mang đến chùa để cúng giàng, xây dựng tam bảo vân vân. Thì hỏi rằng Phật tử, ý của Phật tử này hỏi rằng những cái việc đó nghiệp báo ra sao? Những việc đó ra sao? Đầu tiên chúng ta phải nói rằng, phải khẳng định với nhau rằng tất cả những người mà làm nghề cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật. Phải khẳng định với nhau như vậy. Tất cả những người cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật nhà nước. Mà sai với quy định pháp luật nhà nước thì chúng ta có thể người đó sẽ bị pháp luật sẽ sờ gáy và đến bắt và xử theo luật pháp bất cứ lúc nào. Cho nên ở đây nếu mà Phật tử nào mà chúng ta có người thân hoặc là chính chúng ta đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, thì đây chúng ta cũng có một cái nghề, nhưng mà chúng ta nên giảm bớt xuống. Giảm bớt xuống xuống nhất mà chúng ta có thể. Chúng ta coi như đây vẫn là một cái công ăn việc làm để chúng ta kiếm ăn, nhưng mà nó vừa phải thôi. Có thể nó chỉnh nhỉnh hơn là ngân hàng một chút xíu thôi. Như vậy là vẫn vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà còn có thể khả dĩ mà ngân hàng họ không đáp ứng hết được cho cái nhu cầu vay vốn của người dân, thì còn có thể nhà nước còn có thể, đây tôi nói đây là theo cái thiện nghĩ của tôi, ví dụ ngân hàng là 10 phẩy, ngân hàng là 1 phẩy chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho 1,2 hoặc 1,3 gì đó nó lên một chút xíu thôi, gọi là đi lấy công làm lãi thôi, giúp đỡ mọi người lấy chính thì được. Nhưng còn ngân hàng cho 1 phẩy mà chúng ta chỉ cho đến 4 phẩy, 5 phẩy, gấp 4 gấp 5 ngân hàng như thế, thế là sai với quy định pháp luật của nhà nước. Sớm muộn gì có thể cũng bị gì, bị pháp luật họ trừng trị thôi, chưa nói đến cái quả báo về lâu về dài, cái quả báo xấu về lâu về dài. Cho nên nếu Phật tử chúng ta mà có ai còn đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, chúng ta có thể gì, nếu chúng ta đã xin giấy phép kinh doanh được cái việc này thì chúng ta vẫn cứ làm, nhưng mà nhớ là đừng có thu nặng lãi quá. Mà đến khi mà cái gia đình mà họ vay mượn, mà họ đến cái lúc mà họ làm ăn nó thất bát chẳng hạn, đặc biệt trong cái dạo chống dịch này chẳng hạn, chúng ta biết 2-3 tháng nay là tất cả đều các doanh nghiệp gần như là đều trở về con số 0, không làm ăn được cái gì cả. Thậm chí các vị biết ở chùa đây là còn phải đóng cửa cơ mà. Chùa Khai Nguyên chúng ta là một cái nơi nó điểm đến cho rất đông tín đồ Phật tử, chúng ta phải đóng cửa. Mới có mở cửa từ hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 đây. Khi nhà nước chính phủ cho mở cửa dần dần thì chúng ta mới mở dần. Cho đến 2-3 hôm nay mới mở toáng ra, còn những hôm trước là mở nhưng không phải ai cũng được vào đâu. Đấy. Mở nhưng mà có lựa chọn cho một số những Phật tử thân quen vào dần để áng để nghe xem như thế nào đó. Thế bây giờ nhà nước hết giãn cách rồi á, cho học sinh, sinh viên đi học đại đa số rồi, các ngành nghề cũng được đi làm đại đa số rồi, chính phủ khuyến khích cho tất cả những người dân bắt đầu làm kinh tế để phát triển, để ổn định kinh tế đất nước rồi, thì khi đó chúng ta mới, chùa chiền mới mở cửa trở lại như bây giờ. Cho nên suốt cả 2 tháng, hơn 2 tháng trời như vậy, kinh tế họ làm ăn được đâu, họ thuê nhà thuê cửa phải trả tiền lãi hàng tháng, mà thậm chí nhiều doanh nghiệp có thể phải phá sản trong thời gian tới nếu như mà dịch bệnh mà nó không dừng sớm. Nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản. Thì những cái trường hợp mà không may, cái người mà họ vay mượn của chúng ta, mà chúng ta thì trong cái lúc họ khó khăn vất vả thôi, nên họ đến họ nhẹ nhàng, họ tha thiết thành khẩn, họ xin lỗi và họ nói với chúng ta những cái lời chân thật để cho họ khất lại một vài tháng hoặc là thậm chí là một vài quý gì đó, thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho họ vậy. Đừng nên dồn họ vào cái thế bí mà thuê đầu gấu rồi đâm thuê chém mướn đến để hù dọa và để đòi đánh đòi giết họ, như vậy là sai với pháp luật. Thậm chí có khi chúng ta lại chưa giết được họ mà chúng ta lại phải đi tù rồi. Để mấy năm trước tôi không biết một cái băng nhóm này, cái vị này ngày xưa cũng hay sang chùa đó, đấy cũng đi đòi nợ thuê, đến để cho 40-50 anh em xăm sổ đầy mình đến để canh nhà canh cửa, làm cho chủ nhà người ta không làm ăn được cái gì. Cuối cùng nhốt cái ông bà chủ đó mấy ngày ở trên tầng lầu đó để ép phải đưa tiền. Cuối cùng người ta báo công an đến cho cả một mẻ đi. Thế cuối cùng là nợ trả đòi được mà tất cả mấy chục người đều phải tù tội, đến cái chú đấy cũng phải gì, cũng phải đi tù mất một thời gian. Cho nên chúng ta ở đây thì mới thấy rằng nên sống nên có tình người. Cái lúc mà mọi người khó khăn thì chúng ta cần phải hỗ trợ giúp đỡ cho họ. Cái lúc mà họ làm ăn được thì họ trả nợ cho chúng ta, trả cả gốc cả lãi đầy đủ theo như hợp đồng, thì đấy là gì, họ nuôi chúng ta rồi. Thì bây giờ họ không may gặp cái lúc khó khăn đó thì chúng ta cũng phải cho họ thư một thời gian. Đừng có nên thuê đầu bò đầu biếu rồi đầu gấu đâm thuê chém mướn khiến cho khủng bố tinh thần của họ. Họ sợ sệt, thậm chí mà họ mất cái bình tĩnh, họ đi đến cái chỗ quyên sinh tự tử hoặc là họ báo công an, như thế là phức tạp rồi. Chúng ta nên thì hai bên nên ngồi lại với nhau, cho họ cơ hội để họ làm ăn. Đấy là cái việc thầy khuyên như thế. Còn nếu đây Phật tử hỏi rằng những cái người cho vay nặng lãi như đâm thuê chém mướn như vậy, họ khiến cho làm bao gia đình tan nát, thì nhưng họ lại gì, lấy cái đồng tiền đó để đi làm từ thiện và nhẫn đến này, đi cúng giảng tam bảo, thì họ có phúc hay không? Tôi nói với các quý vị gì, cũng có. Tôi nói họ có phúc. Còn hơn là những người cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn, gây ra bao những cái điều tội lỗi mà gì, họ toàn dùng đồng tiền đó để ăn chơi trác táng. Đằng này họ còn biết bỏ một cái phần nhỏ ra để đi bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người cô đơn không nơi nương tựa, những người nghèo cùng khốn khổ, ti tiện, bần cùng. Nhân đến là họ biết đến cửa Phật đấy để cúng dường gieo duyên, thì họ cũng còn gì, còn có một chút lương tâm. Con người này còn có một chút lương tâm. Trong cái chỗ tối tăm cực độ ấy vẫn còn có một cái ánh sáng le lói vậy. Trong cái đống tro tàn kia vẫn bới thật sâu vào, vẫn còn một chút than hồng vậy. Từ một chút than hồng đó, nếu mà biết khéo biết nhen nhúm thì nó có thể là tiếp tục thành một cái lò lửa cháy bừng lên vậy. Đó. Cho nên ở đây cái người mà như Phật tử này nói là cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, làm cho bao cảnh gia đình tan nát, nhưng người đó lại để trích một khoản tiền đó, cho vay nặng lãi đó để đi giúp đỡ người nghèo, rồi làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân đó. Phải có công đức không? Có, tôi khẳng định là có. Nhưng mà cái tội với cái phúc tùy theo. Nếu họ cho vay nặng lãi, họ giúp làm cho bao nhiêu gia đình tan nát thì cái tội đó nhiều hơn, thì họ sẽ vẫn phải bị cái quả báo xấu hơn. Cái quả báo xấu đó sẽ đến với họ, hoặc kiếp này hoặc kiếp sau. Nếu mà kiếp này á, người ta ăn hết phúc, lộ liễu quá, thì sẽ bị pháp luật trừng trị ngay kiếp này. Có khi đi vào bóc lịch, đi ngồi tù đó. Đấy. Mà không, nếu kiếp này họ chưa bị thì kiếp sau họ sẽ bị. Nhân quả mà. Nhưng khi mà họ bị trả hết cái báo ác ấy, thì cái nhân thiện mà họ bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện á, ngày hôm nay đó, sau này họ cũng sẽ có. Cho nên giống như là nhìn trong cái lò lửa, chúng ta tưởng như nó không còn nữa, nhưng mà bới sâu trong cái đống tro đó còn một chút xíu thôi, là cái viên than hồng, tức là than còn đỏ, than còn cháy. Cho dù nó nhỏ chút xíu thôi, bằng hạt ngô, hạt bắp thôi, nhưng chúng ta thì nếu dùng cái bùi nhùi, dùng lá khô, cỏ khô, chúng ta rơm khô, chúng ta thổi, để cho vào đó chúng ta thổi thì một chút nó vẫn có thể bùng lên thành cả một ngọn lửa lớn vậy. Đó. Cho nên người làm việc xấu mà biết gieo một chút nhân thiện, có công đức không? Vẫn có, vẫn có. Cho nên các vị biết là vì vậy, vì sao mà thầy hay nói với các Phật tử này, ngôi chùa của Khai Nguyên chúng ta là giáo hóa được cho rất nhiều tầng lớp nhân dân. Không chỉ các cụ già, không chỉ những người biết đến Phật Pháp thuần thành đâu, mà giáo hóa được cho cả những các bạn tuổi trẻ. Không chỉ các bạn tuổi trẻ là sinh viên, học sinh có tâm mộ đạo, biết đến Phật Pháp thì đương nhiên là đã đành rồi. Còn cả những cái tầng lớp gọi là xã hội, gọi là đầu bò, đầu biếu, xăm sổ đầy mình ấy, tóc thì nửa vàng, nửa đỏ, nửa xanh, nửa trắng, nửa tím, nửa hồng ấy. Trên đầu có khi mấy màu tóc ấy. Đấy là chỉ cho dân anh chị ăn chơi rất là ngầu ở ngoài xã hội, đúng không? Nói theo cái từ hiện đại bây giờ, ăn chơi rất ngầu ngoài xã hội. Nhưng các vị biết không, vào cái lễ hội Hoa Hồng tháng 7, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu, chủ đề là gì? Là hướng về cha mẹ mà, hướng về tổ tiên mà. Trang trí một chút để cho mọi tầng lớp nhân dân, ngoài đến chùa lễ Phật ra, họ còn có một cái nơi để họ tham quan, vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Và trong những cái khu tham quan, vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm ấy, có những cái bài kinh Pháp Cú ngắn của Đức Phật, hoặc những cái lời câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta, của cha ông chúng ta, dạy cho con người ta thức tỉnh, biết nhớ về cái công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Cho nên các vị biết, mấy năm nay những cái mùa Vu Lan Báo Hiếu đến của chùa chúng ta tổ chức cái lễ hội Hoa Hồng. Hoa Hồng là tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu ở đây có nhiều thứ tình yêu, không phải tình yêu nam nữ không các quý vị, mà tình yêu đây này của đứa con, những đứa con hiếu thảo dành cho cha mẹ, dành cho ông bà, dành cho tổ tiên của chúng ta. Cái tình yêu này là tình yêu có thể nói là cái tình yêu rất là vĩ đại của người con, hướng về với cha mẹ, hướng về với ông bà, hướng về với tổ tiên. Cho nên các bạn trẻ đi lễ rất là nhiều. Trong vòng có tuần hơn tuần thôi mà mỗi một ngày có không biết là mấy chục ngàn người, thậm chí đến có khi có ngày phải đến hàng vạn người, và nếu vào ngày Chủ nhật phải đến hàng vạn người đi về lễ Phật. Trong đó có rất nhiều những bạn này xăm sổ đầy mình, mặc mỗi cái quần sót và cái áo may ô thôi. Có người nói với tôi là thầy ấy, sao lại chùa lại cho cả những cái người mặc quần sót và áo may ô đi vào chùa như thế? Tôi bảo không sao, họ mặc quần sót áo may ô đi vào chùa, họ đứng, họ không vào trong Tam Bảo là được, họ đứng ở ngoài họ vái vái được rồi, cũng được, không sao. Năm nay họ đến chùa họ không biết, họ mặc quần sót áo may ô, họ đến chùa chúng ta khẽ khàng nhắc nhở họ, và lần sau các chú đi chùa nên mặc quần trùng áo dài cho nó trang nghiêm, nơi cửa Phật rất trang nghiêm. Nhẹ nhàng bảo họ như vậy thì họ gì, họ liền là chắp tay và A Di Đà Phật, là thưa thầy là con không biết, con xin lỗi, lần sau chúng con sẽ nhớ. Thế mấy năm trước tôi đã dặn mấy trường hợp như thế, mà bảo họ rất nhẹ nhàng và họ gì, họ xin lỗi ngay, họ chắp tay là họ xin lỗi, con xin lỗi thầy vì chúng con thì không biết. Họ xưng là con luôn chứ không mày tao chí tớ gì đâu nhé. Ở ngoài xã hội sẵn sàng cầm dao cầm kiếm mày tao chí tớ ngay, nhưng vào tới chùa mà ông sư chẳng có quyền lực gì cả, chẳng có so với họ chẳng có cái vị thế gì cả, đúng không? Ông sư ở trong chùa cốc cốc gõ mõ có vị thế gì đâu so với họ. Thế mà ông sư đi qua nói rằng các chú lần sau đi vào chùa thì mặc quần trùng áo dài cho trang nghiêm. Thế người ta A Di Đà Phật, thế con xin lỗi thầy, đây chúng con gì không biết, thế lần sau chúng con sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta thấy không? Mình nói với họ một câu chân thành thì họ cũng gì đáp lại mình một cái câu á rất là thật lòng, rất là thật thà. Họ bảo họ không biết, họ xin lỗi. Thế thì chúng còn chửi họ gì nữa, mà cấm họ gì, chẳng lẽ chúng ta lại đuổi họ sành sạch ra? Chú đi ra ngoài, biến ra ngoài chùa của tôi à? Không được, khi nó nổi máu nó cầm hòn gạch nó choảng cho sư, nó choảng cho chết. Rồi bảo vệ nó sợ gì đâu. Nhưng chúng ta nhẹ nhàng với họ, khiến cho họ gì thấy là hoan hỉ. Và chúng ta biết có những năm mà tôi thấy là mười mấy anh chị xăm sổ đầy mình vào lễ Phật rất thành tâm, lễ Phật rất thành tâm. Vậy nếu cửa chùa mà chỉ độ cho các cụ các Phật tử biết cái Phật pháp có niềm tin ấy, thế thì đâu gọi là cửa Phật tận độ chúng sinh nữa. Thế đâu có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ nữa, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nữa các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Chúng sinh thì có vô lượng vô biên gì? Các loại chúng sinh. Mỗi một loại chúng sinh cũng có gì? Cũng có rất nhiều những cái căn tính hành nghiệp khác nhau, những cái tập khí thói quen khác nhau, những cái sự tham lam chấp chược và sân hận khác nhau. Tôi nói ngay loài người chúng ta thôi còn có rất nhiều gì? Tập tính nhiều, thói quen, ý nghĩ, lời nói, hành động của con người khác nhau. Cho nên chúng ta không dùng các phương tiện thiện xảo khéo léo để mà độ họ thì làm sao mà tận độ chúng sinh được. Cho nên ở đây quan điểm của thầy để trả lời Phật tử này nói rằng là cái trường hợp mà họ đâm thuê chém mướn cho vay nặng lãi, họ biết làm việc thiện, đi đình đi chùa đó thì cũng giảng Tam Bảo có tốt không? Tốt. Việc nào đi việc đấy. Việc họ làm ác, việc họ làm xấu họ chịu quả báo xấu. Việc họ làm thiện làm tốt họ sẽ gì? Sẽ được phúc báo công đức lành, công đức thiện, sẽ được phúc báo tốt. Còn hơn là những người họ không biết làm thiện làm phúc một tí nào cả. Đó. Cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi rằng con vì con tụng kinh Địa Tạng cho nên việc bố thí xây dựng chùa tháp thì thấy tội diệt phúc sinh, cho nên mới hỏi rằng những người làm những việc đó họ có được tội diệt phúc sinh không? Có được, có được công đức, có được phúc báo. Nhưng còn tội có diệt hết hay không thì còn phải xem nếu mà họ phải dừng cái việc ác kia lại và họ tu tập các việc thiện thì cái việc ác kia mới bị diệt hết. Và còn cả việc ác việc thiện họ đều làm thì cái nhân nào mà trội hơn thì cái quả nó sẽ nở trước. Tức là thiện mà ít hơn á, ác nhiều hơn á, thì cái quả báo ác nó sẽ nở trước. Mà còn ác á, tụt xuống và thiện tăng lên á, thì cái quả báo thiện của họ thì sẽ đến với họ trước vậy, không xa nữa đâu vậy. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: con kính bạch thầy cùng các chư tăng chùa Khai Nguyên, nay con muốn nghe thầy giảng cho con được hiểu biết về một sự việc như sau. Khi mẹ con còn sống, mẹ con đã quy cho con tại chùa Quán Sứ, và con cũng ăn chay được 4 ngày, đó là 30, mùng 1, 14, 15 hàng tháng. Nay cha mẹ con đã mất, và con nghe các chị bảo nên tụng kinh Địa Tạng trước ngày giỗ của cha mẹ một tuần, và con cũng làm theo. Nhưng con còn băn khoăn một chút là vì nhà con không có bàn thờ Phật, nên khi con tụng kinh, con ngồi quay lên bàn thờ gia tiên, như thế có được không? Con mong muốn tụng kinh Địa Tạng vào các ngày ăn chay, thế có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Được. Thầy khẳng định với Phật tử này là được. Cho dù nhà chưa có bàn thờ Phật, chưa có bát hương thờ Phật, chưa có tranh ảnh Phật, chưa có bát hương Phật vân vân, không sao. Nên tụng kinh Địa Tạng vào những ngày ăn chay, hoặc kinh gì cũng được. Nên tụng kinh và niệm Phật vào những ngày ăn chay này, hoặc ngày nào cũng tụng được thì càng tốt. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà tụng cũng để càng tốt. Nếu có cái ảnh nhỏ nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng treo lên ở giữa ban thờ nhà mình, thần linh gia tiên nhà mình trên cao nữa thì càng tốt, để chiêm ngưỡng, để lễ bái và để cúng dường Bồ Tát thì khiến cho thần linh gia tiên nhà chúng ta cũng hoan hỉ, và chính chúng ta tu hành gì cũng được tinh tiến và sinh ra vô lượng công đức vậy. Vì trong kinh Địa Tạng nói là nếu ai nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát mà cung kính cúng dường, đỉnh lễ, tán dương khen ngợi, chỉ niệm danh hiệu của Ngài, thọ trì đọc tụng kinh điển của Ngài thì công đức vô lượng. Tụng một bộ kinh thì được 100 lần sinh lên cõi trời Đau Lợi. Công đức vô lượng vô biên. Cho nên nên làm vậy. Mặc dù chưa có ban thờ Phật hay gì gì đó thì vẫn tụng được. Đối trước ban thờ gia tiên tụng được, không sao. Những ngày ăn chay Phật tử muốn tụng được, mà không chỉ ngày ăn chay mà ngày nào tụng cũng được nếu có thời gian. Ngày nào bận thì thôi. Công việc đặc biệt chúng ta thôi không được, không sao. Phật không bắt tội chúng ta, Bồ Tát cũng không trách lỗi chúng ta đâu. Phật tử hỏi câu nữa: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, thầy hoan hỉ cho con hỏi. Con có căn số không ạ? Ôi, làm sao thầy biết Phật tử có căn số hay không? Mệt lắm đi thôi. Thầy có phải là ông thầy bói đâu, ông thầy đồng bóng bói toán và thầy phù thủy đó mà hỏi thầy câu đấy, thật là ngớ ngẩn vậy. Con đã quy Tam Bảo và thờ Phật tại gia 2 năm. Quy Tam Bảo thờ Phật tại gia 2 năm mà còn hỏi thầy là thầy cho con hỏi con có căn số hay không? Đúng là mê tín dị đoan. Đúng là quy Tam Bảo 2 năm rồi, thờ Phật tại nhà 2 năm rồi mà còn hỏi thầy câu đấy, quả là đúng là không hiểu biết một cái gì. Không chịu học mà. Đây gọi là không chịu học, không chịu nghe Pháp. Cho nên mới gọi là dốt toàn tập như thế đấy. Thầy mắng cho một chút như vậy để cho gì? Cho sáng ra. Chứ không phải thầy ghét thầy mắng đâu. Mắng cho để mà sáng ra. Gọi là dốt toàn tập. Quy Tam Bảo thờ Phật 2 năm mà còn hỏi thầy là con có căn số hay không? Căn số tức là theo ở bên đồng bóng á. Nó mới hỏi cái câu đấy, mới nói câu đấy. Thế bây giờ còn muốn làm đồng bóng hay sao? Khổ bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ gặp được Phật Pháp chẳng lo tu tâm dưỡng tính, làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình để hướng đến cái quả về giải thoát giác ngộ hay sao mà còn muốn làm nô lệ cho quỷ thần nữa. Những người đồng bóng bói toán tức là do cái nhân duyên của họ, cái sự tu tập của họ ở đời trước, kiếp trước. Trong kinh Đức Phật nói do mong cầu thần thông cho nên đi lạc vào con đường quỷ thần. Nay họ muốn bỏ mà không bỏ được vậy. Chúng ta bây giờ lại còn muốn, tự nhiên là muốn vác thêm cái đó vào nữa. Đang tự do tự tại không muốn, lại còn vác thêm cái đó vào nữa cho nó khổ hay sao? Đi trên đoạn đường dài đã mệt rồi, bây giờ lại chẳng khác gì lại đặt cho một cái hòn đá, vác cho một cái hòn đá nặng. Tự nhiên là vác một hòn đá nặng không có cái lợi ích gì, không có giá trị gì lên trên vai mình, có phải khổ không? Đấy. Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy thờ Phật quy Tam Bảo 2 năm rồi mà còn hỏi câu đấy, tức là chả biết cái gì về Phật Pháp cả. Vị này nên nghe giảng Kinh Địa Tạng và nghe giảng An Sĩ Toàn Thư và Pháp Quyển Châu Lâm đi. Nghe An Sĩ Toàn Thư, nghe Kinh Địa Tạng và nghe Pháp Quyển Châu Lâm, nghe nhiều vào. Rồi tiến tới có thể nghe thêm Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nữa, để cho nó thủng nghe cho nó thủng, nó phá mê khai ngộ đi, để đừng bao giờ phải mê mờ như thế nữa. Cách đây 3 năm con chỉ thích xem Hầu Đồng hát văn và đau bụng và ôm mệt mỏi nhất vào lúc chiều tối, đặc biệt nhất vào ngày rằm và mùng 1. Có người bảo con đi mở phủ, con cũng đến một vài chỗ nhưng người ta không nhận làm được cho con. Họ bảo về xin gia tiên. Từ hồi đó cho đến nay, gần đến ngày rằm và mùng 1, trong người con hình như có người, cảm giác như có người gì điều khiển con. Con chỉ thích cãi nhau. Nhưng từ khi thờ Phật thì đỡ hơn ạ. Và đặc biệt hơn là ở làng con hoặc gia đình nhà con có ai đó sắp chết là con biết trước, và giờ con không biết như thế nào và tâm sự với ai. Thầy hoan hỉ giải thích cho con ạ. Cái trường hợp này Phật tử này nên bỏ cái đấy đi, nên dụng tâm để bỏ đi. Cái sự biết đấy không phải là Phật tử này biết đâu, mà đấy là ma gì ạ, ma sự đấy. Cho nên nếu mà vẫn cứ còn theo cái này á, thì trước sau gì cũng trở thành cái bà đồng bóng mà thôi, hoặc cái ông đồng bóng mà thôi. Tất nhiên thầy không phải là nói như vậy là coi thường những người đồng bóng. Những người đồng bóng cũng có người rất tốt, họ cũng giúp đỡ được rất nhiều người. Nhưng ở đây chúng ta thì chúng ta học Phật mà, chúng ta đang hướng đến cái cảnh giới của Phật Bồ Tát. Đó là gì? Hướng dẫn cho chúng ta được tự do. Chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc của đất nước chúng ta, có câu nói gì ạ? Câu nói gì không nhỉ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta nhớ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta bây giờ đang được tự do, lại không muốn, lại bây giờ tự nhiên lại đi rước một cái ông thần, ông thánh nào đó đến để nhập xác chúng ta, ốp vào thân thể chúng ta để phán này phán nọ phán kia. Chẳng phải chúng ta mất tự do hay sao? Trừ những người họ căn cao số nặng, họ không thể nào bỏ được thì họ phải chịu. Đó là do cái nhân kiếp trước họ tu vậy. Trong kinh Phật nói là nhân duyên đời trước kiếp trước họ tu, do đi vào con đường mê lầm, mong cầu thần thông, cho nên bị quỷ thần mượn xác để làm việc vậy. Bị các vị thánh, các vị thần mượn xác để làm việc. Để thánh và thần mượn xác làm việc thì còn tốt. Nhưng còn quỷ, ma quỷ nó mượn xác nó làm việc thì nguy hại vô cùng các vị. Không sớm thì muộn cũng sẽ điên điên khùng khùng loạn tâm mà thôi. Nếu các vị thánh, các vị thần linh chân chính mà mượn xác, các ngài cứu nhân độ thế thì còn được. Còn được. Cái này thì có tốt. Cái này thì còn tốt. Nhưng chúng ta là người học Phật cũng không nên vậy. Người học Phật, người tu Phật thật sự là gì? Chúng ta nhớ cho tôi là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Quả thật như vậy. Đệ tử của tôi có, trước đây đến xin tôi đi tu, có mấy người biết tâm linh, có thậm chí còn rất giỏi về tâm linh, thấy cả quái âm, thấy cả Phật, cả Bồ Tát, thấy cả chúng sinh, thấy cả các quỷ thần đến tham dự Pháp hội Trung Phong, Pháp hội Địa Tạng vân vân. Nhưng thầy bắt phải bỏ hết. Các vị thấy không? Nếu tôi là ông thầy khác thì tôi lợi dụng vào đệ tử của tôi kiếm ra rất nhiều tiền chứ, đúng không? Bảo đệ tử tôi phán cho người này, người nọ, người kia để gì, để họ sợ, để họ mang tiền đến đây để cho thầy cúng cho họ, để họ khỏi bệnh, thầy có tiền, đúng không? Nhưng mà thầy có làm điều đó? Không làm điều đó. Mà lại bảo các Phật tử của thầy nếu muốn xuất gia ở đây thì phải tu làm sao phải bỏ hết cái đấy đi. Các vị thấy không? Người ta tu để cầu thần thông, như thầy thì bắt đệ tử tu để bỏ hết những cái thấy của mình. Vì sao? Vì cái đó không phải thần thông chân chính, mà cái đó là cái thấy của gì? Ma quỷ, nó khai nhãn cho mình. Nó cho mình thấy. Lúc nào nó cho mình thấy mình được thấy. Và mình mà tưởng là đấy là mình tu hành chứng đắc là mình sinh tâm cống cao ngã mạn đi vào đường tà là rất nguy hiểm. Cho nên nó thầy bắt các đệ tử của thầy, những người có cái tâm linh như thế là bỏ hết. Đấy, mới hôm rồi có một chú ở đây xin lên đây xuất gia với thầy, thầy cũng đồng ý cho ở tu tập, nhưng thầy biết là trường hợp này sẽ không tu được. Vì người là nói thì lúc nào cũng mây mây tây tây. Thầy bảo là phải bỏ đi, tu hành cho nó tốt, chịu khó nghe pháp và tu tốt, cứ vâng vâng. Xong rồi một hôm cách đây khoảng độ 2-3 tuần đó, đang trong lúc thỏ trai ăn cơm, đi lên thì bảo thầy cho con một tí, bảo tất cả các sư ngồi lại, chưa ai được đứng dậy. Và nói với thầy là nhìn thấy thần thánh đến bảo phải học cái này cái nọ cái kia, thế này nọ. Thầy bảo, tôi bảo thôi đừng có nói nữa. Nhưng con bảo không, thầy cho con nói. Người ta bảo con là phải nói với thầy và nói với các sư trong chùa thế này nọ kia, bảo các sư phải ngồi lại để nghe. Tôi nghe chưa đầy một phút đó. Xong rồi tôi bảo sư cô quản chúng phụ trách phòng thông tin là ngay chiều hôm nay thì cho chú ấy về nhà, không để ở trong chùa nữa, không cho ở trong chùa thêm nữa. Vì tôi đã bảo đi bảo lại đến 3-4-5 lần rồi vẫn không thay đổi, đuổi ra khỏi chùa luôn. Chùa là nơi từ bi thật, nhưng không dung chứa những kẻ gì hành tà đạo, mê tín dị đoan, làm những cái việc bại hoại cửa Phật, khiến cho chúng sinh mê mờ lầm lạc, biến chân nó thành giả, biến giả thành chân. Chân giả chẳng biết đâu mà lần, khiến cho chúng sinh mê mờ loạn tâm là không được. Đó. Cho nên đuổi về ngay, không cho ở chùa nữa. Chứ đừng nói là đi tu nữa, đừng nói là nhận là đệ tử nữa nhé. Đuổi về luôn, không cho ở chùa nữa. Đấy, cho nên các vị phải biết rằng tu hành Phật Pháp chân chính chúng ta không có được đi theo cái con đường mà các tôn giáo khác cũng như tín ngưỡng tâm linh khác họ làm. Chúng ta đi theo Phật phải theo lời Phật dạy. Tất nhiên phương tiện thì có thể, nhưng mà phương tiện làm sao đó nó không tổn hại đến chúng sinh, không tổn hại đến tín tâm kiên cố của mọi người, thì đó mới là phương tiện thiện xảo. Còn phương tiện cái kiểu như Phật tử này nói kiểu này là nguy hiểm đấy, nguy hại đấy. Cho nên là sớm thì phải bỏ hết những cái tâm lăng xăng, cái tâm mong cầu. Mà thậm chí trong thời gian tới cũng nên tránh đến những cái chỗ họ hát, họ nhảy đồng hát chầu văn đó. Nên tránh thì không có, tâm mà còn yếu thì lại đến đó lại nghe, sớm muộn gì thì cũng chạy họ mà thôi. Họ phán cho vài câu nữa thì thôi thì theo họ luôn, mất tu luôn. Trong mấy năm nay có rất nhiều cựu bà đồng, cựu ông thầy đến là nhờ các thầy là giải bát hương đi cho để thờ Phật rồi. Nhiều lắm á. Thầy nói không sai đâu, thầy nói không sai một chút nào. Nói bằng cái tâm chân thành của người tu hành đấy. Có rất nhiều những ông thầy đồng cốt thậm chí 3-40 năm rồi, nay rồi, 3-40 năm nay rồi. Thậm chí ngày xưa nó nổi tiếng cả cái mấy cái tỉnh miền Bắc này rồi. Đồng cựu đó, và đồng thầy đấy nhá. Thế mà bây giờ vẫn phải đến để xin tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Xin các thầy làm lễ giải điện giải phủ đi cho để quay về con đường chính đạo, để tu tập để cầu giải thoát giác ngộ các quý vị. Vì họ đã bao nhiêu năm nay họ thấy gì, họ khổ sở, họ muốn bỏ nhưng không thể bỏ được, vì đã đi theo cái guồng máy đó rồi. Đã nhận các vị thánh, các vị thần đó là thầy rồi, cho nên bây giờ không thể thoát ra được. Nhưng bây giờ một lòng một dạ ngộ ra rồi mới biết rằng con đường đó không có độc lập tự do. Cho nên bây giờ muốn một con đường độc lập tự do để đi, làm chủ chính mình đó, tức là gì? Là đệ tử của Đức Phật. Được Đức Phật gia trì cho, mười phương chư Phật Bồ Tát cũng gia trì bảo hộ cho, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần thì cũng gia trì cho, các vị thần linh đó gì. Có khi chúng ta tu hành chân chính, các vị cũng hoan hỉ cho chúng ta đi tu hành chân chính. Các vị thần vị thánh đó, thấy chúng ta tu hành chân chính các ngài cũng hoan hỉ, giúp đỡ cho chúng ta tu hành chân chính. Cho nên đó, mấy năm nay đã có rất nhiều những cựu đồng ấy, gọi là cựu thầy đồng ấy, là xin tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, xong đó giải điện giải phủ và thờ Phật và tu Phật. Có những trường hợp thì bảo không cần phải giải điện giải phủ, vẫn để điện địa phủ đó mà thắp hương để mà cung kính, để mà cúng dường. Nhưng điều quan trọng chúng ta không đi nhảy đồng nhảy bóng nữa, không phán xét cho người khác nữa, không lấy tiền người ta nữa, vân vân. Mà bây giờ mình chờ gì để nguyên điện để phủ đó để tu tập tụng kinh niệm Phật, không cần phải giảng giải, không cần phải giải đi, không cần phải phá đi. Mà Thầy còn khuyên họ như vậy, để nguyên điện phủ nhưng quan trọng thay đổi trong tâm. Tu hành chân chính, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc chân chính ấy. Và chỉ trong vòng 1-2 năm nay, thậm chí có người với vài tháng thôi, cả gia đình họ được an yên. Mà không phải tốn kém gì tiền của và thời gian nữa. Có nghĩa là họ được gì? Đã lấy lại được cái sự tự do, sự độc lập và tự do của bản thân họ. Đấy là hạnh phúc còn gì nữa. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con là Tạ Thị Oanh, pháp danh Diệu Oanh. Gia đình con có mang hài cốt của liệt sĩ từ Quảng Trị về quê năm 2011 đến năm 2012. Gia đình con có lục đục. Con không biết có phải hài cốt liệt sĩ của gia đình con hay không, mà tự vong đó xưng danh là đúng với liệt sĩ của gia đình con. Nhưng tại sao vong liệt sĩ đó bắt con gái con ra hầu đồng để ở đền làng và cho xem bói ở nhà? Từ khi đó chồng và 3 đứa con hay chửi con, đánh đuổi con ra khỏi nhà, không cho con để tranh ảnh tôn tượng trên ban thờ gia tiên, và không cho con tụng kinh niệm Phật. Nay con phát tâm lên chùa làm công quả và tụng kinh niệm Phật cùng đại chúng cầu giải nghiệp này. Con xin Thầy khai thị cho con biết con phải làm như thế nào. Đây thì có thể là trường hợp này lại lặp vào cái trường hợp mấy năm trước Thầy gặp mà Thầy hay kể 1-2 lần rồi đó. Không phải là đi gọi vong gọi hồn, đi là đào mộ chuyển hài cốt các cụ liệt sĩ nhà chúng ta về là được 100% đâu. Có những trường hợp là giả, là nhầm đấy. Mà quỷ thần gì nó ám nhập vào để nó phá hoại gia đình chúng ta, nó làm cho chúng ta đi sai đường lạc lối. Cái trường hợp này tôi thiên về là quỷ thần nhiều hơn, thiên về quỷ thần nhiều hơn. Trường hợp này Phật tử nên thì nhất tâm để tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng là 100 ngày, để nhất tâm để cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho cái việc đó. Nếu mà nó là tà thì nó lộ rõ nguyên hình để đuổi nó đi. Mà tôi nghĩ trường hợp này là tà, cho nên Phật tử này nên nhất tâm tụng trì chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, để nó sẽ hiện rõ nguyên hình thôi. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, tên con là Dương Thị Thủy, Diệu Âm Tịnh Thủy. Con đang là Phật tử chấp tác tại chùa. Nay con muốn phát tâm bao sái các tôn tượng ở chùa, nhưng con lại nghe nói rằng chỉ có các sư mới được phép bao sái tôn tượng, còn Phật tử thì không được phép. Và con là nữ, con bạch Thầy xin Thầy khai thị cho con. Không sao, nữ cũng có thể bao sái tượng Phật, nhưng mà trước khi bao sái chúng ta tắm rửa cho sạch sẽ. Thầy nói như thế chúng ta tự hiểu đúng không? Phải bao sái tắm rửa cho sạch sẽ, quần áo tinh tươm, chứ không phải là lôi tha lôi thôi lếch thếch. Và những cái ngày tháng bất tịnh mà chúng ta để nguyên như thế lên bao sái tượng là không nên. Tắm rửa, quần áo sạch sẽ, thậm chí còn thắp hương, thắp mấy nén hương, bao hương để hơ cái khói quanh mình nữa thì càng tốt. Cái đó thì làm được thì càng tốt, mà không làm cũng không sao. Nhưng mà phải tắm rửa cho sạch sẽ thì đều được cả. Thế chúng ta biết cái chùa mà có cái sư ni ấy mà, thì bảo sư ni cũng là nữ mà. Nếu mà bảo là nữ không được bao sái tượng thì các chùa có cái sư ni thì bỏ tượng Phật mốc meo hết à. Nam hay nữ bình đẳng như nhau hết các vị. Đức Phật không phân biệt cái chuyện là nam mới được cái trèo lên ban Phật để bao sái, còn nữ không được lên đâu. Không quan trọng, Đức Phật là bình đẳng, coi tất cả chúng sinh là bình đẳng như nhau mà. Nhưng có mỗi một cái là nữ, thì những cái ngày tháng mà ô uế của mình thì nên gì? Tắm rửa sạch sẽ thì mới lên bao sái vậy, mới lên quét dọn vậy, bao sái 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 vậy. Khi đang tụng kinh thì hết tuần hương mà đang tụng đứng lên để lên hương, con thấy không trang nghiêm, vậy liệu không lên hương tiếp theo thì có được không ạ? Ôi dồi ôi, tụng kinh bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu này thì quả thật là nguy rồi. Chả chịu học chịu hỏi gì rồi. Không có ai đang tụng kinh thì hết hương lại đi lên hương cả các quý vị ạ. Các vị có thấy các sư đang tụng kinh hết hương lại đi lên hương không? Không có. Chúng ta chỉ vào tụng, vào chúng ta thắp một tuần hương lúc đầu và chúng ta tụng kinh hết hương trên cái hết lúc nào thì hết, không quan tâm cái chuyện đó. Mà bây giờ chúng ta quan tâm đến cái chuyện gì? Chúng ta đang tụng kinh, tụng kinh xong niệm Phật, lễ Phật cho hết, xong cái gì là thôi, cũng không nên đó. Xong rồi cũng không nên thắp hương nữa là gì? Đến sáng hôm sau chúng ta tụng thời sáng thì lại lên hương. Chứ không nên, cũng không cứ là phải lúc nào cũng phải thắp hương. Bởi vì hương bây giờ, xin thưa các quý vị, phải nói rằng cái khói hương nó không tốt như ngày xưa nữa. Hương ngày xưa họ làm bằng trầm, bằng cái loại gỗ quý, gỗ thơm thật. Còn hương bây giờ người ta dùng các loại nước hoa, cái hóa chất nhiều, quá nhiều. Cho nên nếu chúng ta thắp nhiều thì có thể nó còn đem cái tác hại về sức khỏe nữa. Cho nên chỉ thắp một nén là được. Trong gia đình chúng ta 3, 4, 5 bát hương nhưng cũng chỉ thắp một nén ở giữa, bát hương giữa là được. Nếu thờ Phật thì thắp ở trên ban thờ Phật là được. Hoặc không có bát hương thờ Phật thì thắp một cái giữa bát hương thần linh là được. Hoặc không có bát hương thần linh thắp một cái giữa gia tiên là được, vân vân. Cho dù 4, 5, 6, 7 bát hương cũng thế, thắp một cái là được. Còn trừ những cái ngày lễ lớn, nhưng mùng 1 ngày rằm hoặc những ngày giỗ, ngày Tết thì chúng ta mới thắp mỗi bát một nén. Còn những ngày bình thường chúng ta lên tụng kinh niệm Phật trong nhà, chúng ta chỉ cần một nén hương gọi là thành tâm là được. Hoặc là 3 nén, tối đa là 3 nén thôi. Chứ đừng có thắp cả một cái bó hương. Ban Phật 3 nén, ban gia tiên 3 nén, bát tổ cô 3 nén, bát tổ cậu 3 nén. Nếu mà có bên ngoại nữa thì gia tiên bên ngoại 3 nén, rồi tổ cô tổ cậu bên ngoại 3 nén nữa thì thôi rồi. Thì trong cái phòng chúng ta thì chúng ta ngửi cái khói hương cứ ngột ngạt. Mà như thế thì không tốt. Cho nên thầy nói là vẫn phải thắp hương, nhưng mà thắp một tuần hương lúc đầu vào thôi. Nên thắp một nén thôi, hoặc nhiều nhất là 3 nén thôi. Không nên thắp quá nhiều. Thành tâm thế thôi, để mình giữ cho cái sức khỏe của mình nữa. Vừa thành tâm được cúng Phật, dùng cái hương trần này để chúng ta quán tưởng vào ngũ vị chân hương. Đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Thế đừng có nghe một số các quý thầy, bây giờ một vài quý thầy trẻ, không biết các vị học Phật kiểu gì, bây giờ bác hết, bảo là bây giờ không nên thắp hương nữa, thắp hương điện. Cũng không cần phải thắp đèn dầu hay là đèn dầu tô, đèn dầu lạc này nữa, mà gọi thắp nến điện. Hiện đại quá, biến chúng ta thành những kẻ lười, cũng không nên. Thế hóa ra như thế thì thôi thì bảo luôn là trên ban thờ gia đình nhà chúng ta không thắp hương nữa thì thôi, làm cái bát hương giả bằng gì, bằng nhựa thôi, cái hương cũng bằng nhựa giả thôi, cái gì hoa quả bánh kẹo cũng làm bằng giả lên trên ban thờ cho đỡ phải chuột nó ăn, đỡ phải thay hoa, đỡ phải thay quả, cái gì cũng làm bằng nhựa thôi, bằng đồ giả thôi, được không? Và cuối cùng là nữa gì? Các bà chúng ta thì thôi, cũng chẳng phải cần phải ăn uống nữa thì tôi cũng ăn đồ giả thôi. Chẳng cần phải đi làm để cho nó mệt. Ở nhà đó gì? Làm những cái mâm cơm thật ngon ra bằng cái đồ giả. Để đấy cứ đến bữa dọn ra mà gặm mà nhấm cái đồ giả đó, có được không? Không được. Chúng ta nói hướng dẫn cho Phật tử không cần phải thắp hoa, không cần phải thắp hương, không cần phải dâng hoa, không cần phải thay nước, không cần phải thắp đèn. Mà cái gì là đèn thì bảo là thắp bằng đèn bóng điện là được rồi. Còn hương thì bảo là thắp bằng hương điện là cũng được rồi. Thế thì chẳng khác gì. Chúng ta bảo thôi thì ăn làm gì, ăn đồ thật làm gì cho phải đi đại tiểu tiện cho nó mệt người, cho nó bẩn ra. Thôi cứ ăn đồ giả lấy ra mà chấm mà mút, thế là được. Quán tưởng là đó là gì, là đồ ăn thật là được, cho đỡ phải đại tiểu tiện. Xin lỗi các vị, tôi nói hơi đau một chút như thế. Xuất phát từ một cái quan điểm nó sai lầm với giáo lý của Đức Phật. Dẫn chứng rằng Ấn Độ không có thắp hương. Nào Ấn Độ không thắp hương? Tôi sang Bồ Đề Đào Tràng lễ thấy vẫn có thắp hương đấy mà. Đến một số các thánh tích của Đức Phật vẫn thấy thắp hương đấy mà. Mà sư Ấn Độ hẳn hoi, các sư bên đấy hẳn hoi, chứ không phải là mình chúng ta thắp đâu. Có cái là họ thắp ít, họ không thắp cả bó như chúng ta. Cầm cả bó hương ra đi, chúng ta thắp nhiều quá nó cũng không tốt. Mà còn hoa tươi phải cúng chứ. Đức Phật ở trong kinh Đức Phật nói về cái công đức á, cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, cúng nến cơ mà. Chúng ta không thể vin là bây giờ có điện rồi thì thắp điện là được. Tất nhiên có điện thắp điện nó sáng là được rồi. Nhưng mà ở trên ban thờ á, các cụ chúng ta ngày xưa thường là có đèn dầu. Nhưng bây giờ thay vào cái đèn dầu chúng ta cúng bằng cái đèn dầu thơm. Thì nó không hôi, đỡ hôi. Vẫn biết là ánh sáng thôi, nhưng mà chúng ta biết khi chúng ta đặt tâm vào, chúng ta lau cái bóng đèn, rót dầu vào cái chiếc đèn, và chúng ta dùng cái tâm thành kính, chúng ta dâng thắp đèn lên, chúng ta cúng Phật. Đấy là có công đức rồi các quý vị. Tất cả những cái gì chúng ta thành tâm xuất phát từ cái lòng thành của chúng ta, từ ý nghĩ nhẫn đến hành động đều có công đức các quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái gì Đức Phật dạy, nếu chúng ta không làm được thì thôi, chứ đừng có nên bác là việc đấy thì không phù hợp nữa. Một số các Phật tử trong thời gian qua cũng hay hỏi tôi điều đó. Bảo chúng con nghe thấy một vị thầy thượng tọa tiến sĩ ở trong miền Nam, thầy giảng là không nên thắp hương nữa, phải thắp hương độc, thắp hương điện thôi, cũng không cần thắp đèn nữa, phải thắp đèn sợ cháy, sợ cháy nổ, cho nên là thắp điện thôi. Điện nó, xin thưa vì điện có khi nó chập, nó còn dễ cháy nổ hơn là đèn. Cho nên chúng ta phải biết rõ cái điều, cái gì Đức Phật dạy chúng ta không làm được thì đừng có nói rằng, đừng có khuyên tuyên truyền mọi người làm cái đấy là sai. Chúng ta không làm được thì thôi, chúng ta lười, chúng ta không làm cái việc đó được nữa thì thôi. Chúng ta đừng có khuyên mọi người rằng làm cái đó là mê tín, làm cái đó là tà đạo, vân vân, không phải đâu. Trong kinh điển Đức Phật đều dạy hết những cái gì đó. Kể cả kinh Nikaya ngày xưa chúng tôi học, cái nhà hàm chúng tôi học, Đức Phật cũng dạy là nên cúng đèn, nên cúng giàng, hương hoa đèn nến, những đồ vật dụng cần dùng. Đức Phật thì ví dụ như Đức Phật A Di Đà hay là 10 phương chư Phật chẳng hạn, các ngài đâu có thiếu những cái đấy. Kể cả thanh bông hoa quả phẩm oản quả chuối các ngài đâu có thiếu đâu. Nhưng tại sao các ngài vẫn khuyên chúng ta cúng giàng, khuyên chúng ta đem đến Tam Bảo để cúng giàng? Vì sao ngài muốn cho chúng ta phá bỏ được cái tâm tham lam chấp chược, biết bố thí, biết cúng giàng, biết gieo vào cái ruộng phúc. Cái ruộng phúc đó chính là gì? Là Đức Phật. Còn chúng ta gieo cái hạt giống thiện, cái hạt giống cái Bồ Đề tâm vào trong cái ruộng phúc của Đức Phật thì chúng ta sẽ được hưởng công đức và phúc báo tốt lành ở đời này và đời sau thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói với các quý vị rằng đấy, khi mà thắp hương có nên hay không? Nên. Quan điểm của chúng tôi nên. Và các hòa thượng lớn ở trong giáo hội của chúng ta bây giờ vẫn gì? Vẫn bảo vẫn phải nên thắp hương. Thắp hương, thắp đèn để cúng Phật như kinh Đức Phật dạy. Mặc dù bây giờ có bóng điện sáng như này các vị thấy không, thầy vẫn thắp đèn lưu ly để cúng Phật đó. Vẫn bày cái đèn ở đàn chính đó. Và có hương không? Có. Vậy thầy hương vòng, thầy thắp hương vòng, mỗi bát hương một cái hương vòng. 3 bát hương ở trong cái nhà này ở xa nhau, cho nên thắp mỗi bát mỗi bàn cái hương vòng. Nhưng còn chúng ta gian vì nhà thầy đấy nó thoáng, nó rộng, mà nhà gỗ cho nên thoáng, có những cái khe ở trên, nó gió vào gió ra, cái hương cái khói hương ấy, nó tỏa đi ngay. Còn nhà chúng ta là nhà trần, đặc biệt là nếu ở chung cư nữa thì nó lại càng bí. Vì vậy chỉ nên thắp một nén thôi, một nén thôi là đủ rồi. Những cái đại lễ lớn thì chúng ta mới thắp 3 nén, bình thường 1 nén là được. Đấy. Nhưng ở đây Phật tử này hỏi nói là đang tụng kinh hết hương lại dậy để thắp hương, mất trang nghiêm. Ai bảo các vị làm như thế mà nói là mất trang nghiêm? Cái vị thầy nào, nếu mà vị thầy nào mà bảo vị là đang, hay là Phật tử nào bảo vị tụng kinh, đang tụng kinh thì hết hương phải dừng chuông dừng mõ lại để dạy để đi thắp hương thì mới có công đức, như vậy là sai đấy. Nếu thầy nào bảo vị như thế là sai, Phật tử nào bảo như thế cũng không đúng. Cho nên chúng ta học phải hiểu, không có làm sai lại cứ đi lo. Từ nay trở đi nhé, Phật tử này nghe thấy thầy giảng này rồi cứ tin, mà thầy đảm bảo cho đây là cái không phải là thầy bảo mà các hòa thượng lớn như là Đức Pháp Chủ hay là các cụ lớn ngày xưa các thầy học theo các cụ đều bảo rồi. Mà các thầy nó đi tu năm nay cũng là 25, 26 năm rồi, ít nữa đâu, nửa đời người rồi, già nửa đời người rồi. Năm nay 46 tuổi thì đi tu 26 năm rồi, tức là già nửa đời người rồi. Đấy. Cho nên yên tâm, các vị cứ lên một tuần hương lúc đầu thôi và tụng kinh cho đến hết. Hết xong một cái thôi, vái lễ tạ hết và vái đi ngủ, không cần phải thắp hương lên nữa cả. Bởi vì nhà chúng ta bí không cần phải thắp nữa. Và sáng hôm sau thì lên tụng kinh mới thắp tiếp. Đấy. Mà thậm chí là cái đèn chúng ta thắp ấy, nếu mà tối hôm đó nhà chúng ta nó bí, cái đèn chúng ta thắp khi mà chúng ta lễ tụng kinh xong rồi chúng ta tắt đèn đi để đi ngủ được, để phòng chống cháy nổ, cũng như là để cho cái nó đỡ tỏa ra cái nhiệt, đặc biệt mùa nóng này, cái nhiệt cũng như là khói. Sau sáng sớm sau chúng ta lên thắp hương lên đèn đó, mới bắt đầu vào tụng kinh tiếp. Tụng kinh xong rồi lại tắt đèn đi được. Nhà nó bí thì chúng ta làm điều đó được. Ở đây phòng của thầy nó rộng nó lớn, cho nên thầy thắp hương thắp đèn cả ngày cả đêm là không sao. Nhưng nhà chúng ta nếu mà nhà chung cư hoặc nhà chật ấy, nó bí thì tụng kinh xong chúng ta tắt cả đèn và hết hương, không cần thắp nữa. Và hôm sau bao giờ lên tụng kinh chúng ta mới thắp tiếp. Đấy, thì cái đấy là tốt cho cả sức khỏe của chúng ta, mà lại thành tựu cả cái pháp cúng giảng của chúng ta nữa, thành tâm cúng giảng của chúng ta nữa. Ý thứ ba Phật tử này hỏi: con có mua chuông mõ nhưng con sử dụng không quen, vậy con tụng kinh không dùng chuông mõ có được không ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Được, không sao. Chúng ta chuông mõ được thì càng tốt, vì chuông mõ tức là hiệu lệnh. Chúng ta có chuông có mõ và là hiệu lệnh thì là tốt nhất. Nếu mà chúng ta thì không quen đó, thì chúng ta nên học. Trừ trong trường hợp trong gia đình nhà chúng ta dậy sớm tụng kinh từ lúc 4-5 giờ sáng, hoặc là đến chiều đến tối mà 4-5 giờ chiều, hoặc là 8-9 giờ đêm mà chúng ta cũng tụng kinh gõ mõ cốc cốc, mà vợ chồng hoặc là con cái cháu chắt ở trong gia đình nhà nó không học được, hoặc là nó không hoan hỉ thì thôi chúng ta đọc không cũng được. Còn nếu ở trong nhà chúng ta hoan hỉ mà chúng ta có phòng thờ riêng ở trên cao, tức là trên tầng thượng, gần trên tầng thượng á, phòng thờ riêng á, chúng ta không ảnh hưởng gì đến người nhà chúng ta, thì chúng ta thì nên học cả chuông cả mõ. Thì tụng cả chuông cả mõ nó mới đúng với cái quy củ, cái lề lối của người tụng kinh. Còn bình thường là chúng ta gọi là đọc kinh thôi. Nếu chúng ta không có chuông có mõ, chúng ta chỉ đọc như đọc sách, gọi là đọc kinh thôi. Còn tụng kinh có chuông có mõ, nó có nhịp điệu, có âm vận, có trầm bổng du dương ấy. Thì thậm chí là chúng ta tụng kinh còn để cho chư thiên hộ pháp thiện thần các ngài đến để hộ pháp các ngài nghe còn hoan hỉ nữa cơ mà. Thậm chí là quái âm, thần linh thổ địa, ông bà tổ tiên nội ngoại chúng ta nếu mà chưa được siêu thoát, các cụ về để nghe kinh hoặc là để tu cùng chúng ta, các cụ nghe thấy cái lời tụng kinh niệm Phật chúng ta du dương trầm bổng mà hay thì dễ đưa vào lòng người. Đó. Dễ đưa vào lòng người. Cho nên cái cách tán tụng, tụng kinh niệm Phật cũng là một cách để một cái phương tiện để giáo hóa mọi người đó. Chúng ta tụng kinh mà giọng không hay, mà nó ngang như ngang phè phè, ngang như cua bò ngang thì mọi người nghe thì rất khó để phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà ai mà có cái giọng hay mà tụng kinh Phật tử ưa nghe, mọi người ưa nghe thì rất dễ cảm tình được họ. Và họ thì khuyên bảo họ đều tụng kinh niệm Phật với chúng ta, họ rất hoan hỉ. Cho nên ở đây nếu mà gia đình Phật tử này có chuông có mõ thỉnh rồi nhưng mà còn không quen, cho nên không dùng chuông mõ có được không mà cũng được. Nhưng mà nếu mà gia đình mà các Phật tử nào mà cả gia đình hoan hỉ, mà có phòng thờ riêng, không ảnh hưởng đến hàng xóm, không ảnh hưởng đến người thân của chúng ta, gia đình hoan hỉ thì chúng ta nên học chuông học mõ. Chuông mõ tức là hiệu lệnh, rất tốt. Rất tốt chứ không phải là tốt mà rất tốt. Nếu chúng ta tụng kinh có cả chuông cả mõ, rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy cho con hỏi, con thấy bây giờ ngoài xã hội biết bao người cho vay nặng lãi, đòi nợ, đâm thuê, chém mướn, làm bao cảnh gia đình tan nát. Nhưng những người đó lại lấy tiền đó để đi làm từ thiện một phần. Thầy cho con hỏi nghiệp báo về những việc đó ra sao ạ? Vì con tụng kinh Địa Tạng, trong kinh đã dạy bố thí, cúng giàng, xây dựng chùa tháp thì tội diệt phúc sinh. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem, nếu mà cái người mà ở đây những Phật tử này nói là những người làm nghề cho vay nặng lãi, đâm thuê, chém mướn, xong rồi gây biết bao nhiêu cái sự đau đớn, lo lắng cho những gia đình người đi vay nợ. Nói rõ là như thế cho nó dễ hiểu đi, khiến cho biết bao hoàn cảnh gia đình tan nát. Sau khi họ đòi được tiền rồi, đòi được nợ rồi, họ lại trích một cái phần lãi đó ra để họ đi làm từ thiện, thậm chí là mang đến chùa để cúng giàng, xây dựng tam bảo vân vân. Thì hỏi rằng Phật tử, ý của Phật tử này hỏi rằng những cái việc đó nghiệp báo ra sao? Những việc đó ra sao? Đầu tiên chúng ta phải nói rằng, phải khẳng định với nhau rằng tất cả những người mà làm nghề cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật. Phải khẳng định với nhau như vậy. Tất cả những người cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật nhà nước. Mà sai với quy định pháp luật nhà nước thì chúng ta có thể người đó sẽ bị pháp luật sẽ sờ gáy và đến bắt và xử theo luật pháp bất cứ lúc nào. Cho nên ở đây nếu mà Phật tử nào mà chúng ta có người thân hoặc là chính chúng ta đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, thì đây chúng ta cũng có một cái nghề, nhưng mà chúng ta nên giảm bớt xuống. Giảm bớt xuống nhất mà chúng ta có thể. Chúng ta coi như đây vẫn là một cái công ăn việc làm để chúng ta kiếm ăn, nhưng mà nó vừa phải thôi. Có thể nó chỉnh nhỉnh hơn là ngân hàng một chút xíu thôi. Như vậy là vẫn vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà còn có thể khả dĩ mà ngân hàng họ không đáp ứng hết được cho cái nhu cầu vay vốn của người dân, thì còn có thể nhà nước còn có thể, đây tôi nói đây là theo cái thiện nghĩ của tôi, ví dụ ngân hàng là 10 phẩy, ngân hàng là 1 phẩy chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho 1,2 hoặc 1,3 gì đó nó lên một chút xíu thôi, gọi là đi lấy công làm lãi thôi, giúp đỡ mọi người lấy chính thì được. Nhưng còn ngân hàng cho 1 phẩy mà chúng ta chỉ cho đến 4 phẩy, 5 phẩy, gấp 4, gấp 5 ngân hàng như thế thì là sai với quy định pháp luật của nhà nước. Sớm muộn gì có thể cũng bị pháp luật họ trừng trị thôi. Chưa nói đến cái quả báo về lâu về dài. Cái quả báo xấu về lâu về dài. Cho nên nếu Phật tử chúng ta mà có ai còn đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, chúng ta có thể nếu chúng ta đã xin giấy phép kinh doanh được cái việc này thì chúng ta vẫn cứ làm. Nhưng mà nhớ là đừng có thu nặng lãi quá. Mà đến khi mà cái gia đình mà họ vay mượn, mà họ đến cái lúc mà họ làm ăn nó thất bát chẳng hạn, đặc biệt trong cái dạo chống dịch này chẳng hạn. Chúng ta biết 2-3 tháng nay là tất cả đều các doanh nghiệp gần như là đều trở về con số 0. Không làm ăn được cái gì cả. Thậm chí các vị biết ở chùa đây là còn phải đóng cửa cơ mà. Chùa Khai Nguyên chúng ta là một cái nơi nó điểm đến cho rất đông tín đồ Phật tử, chúng ta phải đóng cửa. Mới có mở cửa từ hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 đây. Khi nhà nước chính phủ cho mở cửa dần dần thì chúng ta mới mở dần. Cho đến 2-3 hôm nay mới mở toáng ra, còn những hôm trước là mở nhưng không phải ai cũng được vào đâu. Đấy. Mở nhưng mà có lựa chọn cho một số những Phật tử thân quen vào dần để áng để nghe xem như thế nào đó. Thế bây giờ nhà nước hết giãn cách rồi cho học sinh, sinh viên đi học đại đa số rồi. Các ngành nghề cũng được đi làm đại đa số rồi. Chính phủ khuyến khích cho tất cả những người dân đó, bắt đầu làm kinh tế để phát triển, để ổn định kinh tế đất nước rồi. Thì khi đó chúng ta mới, chùa chiền mới mở cửa trở lại như bây giờ. Cho nên suốt cả hơn 2 tháng trời như vậy, kinh tế họ làm ăn được đâu. Họ thuê nhà, thuê cửa, phải trả tiền lãi hàng tháng. Mà thậm chí nhiều doanh nghiệp có thể phải phá sản trong thời gian tới, nếu như mà dịch bệnh mà nó không dừng sớm. Nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản. Thì những cái trường hợp mà không may, cái người mà họ vay mượn của chúng ta, mà chúng ta thì trong cái lúc họ khó khăn vất vả thôi, nên họ đến, họ nhẹ nhàng, họ tha thiết thành khẩn, họ xin lỗi và họ nói với chúng ta những cái lời chân thật để cho họ khất lại một vài tháng hoặc là thậm chí là một vài quý gì đó, thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho họ vậy. Đừng nên dồn họ vào cái thế bí mà thuê đầu gấu rồi đâm thuê chém mướn đến để hù dọa và để đòi đánh đòi giết họ, như vậy là sai với pháp luật. Thậm chí có khi chúng ta lại chưa giết được họ mà chúng ta lại bị đi tù rồi. Để mấy năm trước tôi không biết một cái băng nhóm này, cái vị này ngày xưa cũng hay sang chùa đó, đấy cũng đi đòi nợ thuê. Đến để cho 40-50 anh em xăm sổ đầy mình đến để canh nhà canh cửa, làm cho chủ nhà người ta không làm ăn được cái gì. Cuối cùng nhốt cái ông bà chủ đó mấy ngày ở trên tầng lầu đó để ép phải đưa tiền. Cuối cùng người ta báo công an đến cho cả một mẻ đi. Thế cuối cùng là nợ trả đòi được mà tất cả mấy chục người đều phải tù tội. Đến cái chú đấy cũng phải đi tù mất một thời gian. Thế nên chúng ta ở đây thì mới thấy rằng nên sống nên có tình người. Cái lúc mà mọi người khó khăn thì chúng ta cần phải hỗ trợ giúp đỡ cho họ. Cái lúc mà họ làm ăn được thì họ trả nợ cho chúng ta, trả cả gốc cả lãi đầy đủ theo như hợp đồng, thì đấy là gì, họ nuôi chúng ta rồi. Thì bây giờ họ không may gặp cái lúc khó khăn đó thì chúng ta cũng phải cho họ thư một thời gian. Đừng có nên thuê đầu bò đầu biếu rồi đầu gấu đâm thuê chém mướn khiến cho khủng bố tinh thần của họ. Họ sợ sệt, thậm chí mà họ mất cái bình tĩnh, họ đi đến cái chỗ quyên sinh tự tử hoặc là họ báo công an, như thế là phức tạp rồi. Chúng ta nên thì hai bên nên ngồi lại với nhau, cho họ cơ hội để họ làm ăn. Đấy là cái việc thầy khuyên như thế. Còn nếu đây Phật tử hỏi rằng những cái người cho vay nặng lãi như đâm thuê chém mướn như vậy, họ khiến cho làm bao gia đình tan nát. Thì nhưng họ lại gì, lấy cái đồng tiền đó để đi làm từ thiện và nhẫn đến này, đi cúng giảng tam bảo, thì họ có phúc hay không? Tôi nói với các quý vị gì, cũng có. Tôi nói họ có phúc. Còn hơn là những người cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn, gây ra bao những cái điều tội lỗi mà gì, họ toàn dùng đồng tiền đó để ăn chơi trác táng. Đằng này họ còn biết bỏ một cái phần nhỏ ra để đi bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người cô đơn không nơi nương tựa, những người nghèo cùng khốn khổ, ti tiện, bần cùng. Nhân đến là họ biết đến cửa Phật đấy để cúng giàng gieo duyên, thì họ cũng còn gì, còn có một chút lương tâm. Con người này còn có một chút lương tâm. Trong cái chỗ tối tăm cực độ ấy vẫn còn có một cái ánh sáng le lói vậy. Trong cái đống tro tàn kia vẫn bới thật sâu vào, vẫn còn một chút than hồng vậy. Từ một chút than hồng đó, nếu mà biết gì, khéo biết nhen nhúm thì nó có thể gì, lại tiếp tục thành một cái lò lửa cháy bừng lên vậy đó. Cho nên ở đây cái người mà gì, như Phật tử này nói là cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn làm cho bao cảnh gia đình tan nát, nhưng người đó lại trích một khoản tiền đó, cho vay nặng lãi đó để đi giúp đỡ người nghèo, rồi làm từ thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng giảng vân vân đó. Hỏi có công đức không? Có. Tôi khẳng định là có. Nhưng mà cái tội với cái phúc tùy theo. Nếu họ cho vay nặng lãi, họ giúp làm cho bao nhiêu gia đình tan nát thì cái tội đó nhiều hơn, thì họ sẽ vẫn phải bị cái quả báo xấu hơn. Cái quả báo xấu đó gì sẽ đến với họ, hoặc kiếp này hoặc kiếp sau. Nếu mà kiếp này á, mà người ta ăn hết phúc, lộ liễu quá, thì sẽ bị pháp luật trừng trị ngay kiếp này, có khi phải đi vào bóc lịch, đi ngồi tù đó. Đấy. Mà không, nếu kiếp này họ chưa bị thì kiếp sau họ sẽ bị. Nhân quả mà. Nhưng khi mà họ bị trả hết cái báo ác ấy, thì cái nhân thiện mà họ bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện đó, ngày hôm nay đó, sau này họ cũng sẽ có. Cho nên giống như là nhìn trong cái lò lửa, chúng ta tưởng như nó không còn nữa, nhưng mà bới sâu trong cái đống tro đó còn một chút xíu thôi là cái viên than hồng, tức là than còn đỏ, than còn cháy. Cho dù nó nhỏ chút xíu thôi, bằng hạt ngô, hạt bắp thôi, nhưng chúng ta thì nếu dùng cái bùi nhùi, dùng lá khô, cỏ khô, chúng ta rơm khô, chúng ta thổi để cho vào đấy, chúng ta thổi thì một chút nó vẫn có thể bùng lên thành cả một ngọn lửa lớn vậy đó. Cho nên người làm việc xấu mà biết gieo một chút nhân thiện, có công đức không? Vẫn có, vẫn có. Cho nên các vị biết là vì vậy, vì sao mà thầy hay nói với các Phật tử này, ngôi chùa của Khai Nguyên chúng ta là giáo hóa được cho rất nhiều tầng lớp nhân dân. Không chỉ các cụ già, không chỉ những người biết đến Phật Pháp thuần thành đâu, mà giáo hóa được cho cả những gì các bạn tuổi trẻ. Không chỉ các bạn tuổi trẻ là sinh viên, học sinh có tâm mộ đạo, biết đến Phật Pháp thì đương nhiên là đã đành rồi. Còn cả những cái tầng lớp gọi là xã hội, gọi là đầu bò, đầu biếu, xăm sổ đầy mình ấy, tóc thì nửa vàng, nửa đỏ, nửa xanh, nửa trắng, nửa tím, nửa hồng ấy. Trên đầu có khi mấy màu tóc ấy. Đấy là chỉ cho gì? Dân anh chị ăn chơi rất là ngầu ở ngoài xã hội, đúng không? Nói theo cái từ hiện đại bây giờ, ăn chơi rất ngầu ngoài xã hội. Nhưng các vị biết không? Vào cái lễ hội Hoa Hồng tháng 7, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu đó, chủ đề là gì? Là hướng về cha mẹ mà, hướng về tổ tiên mà. Trang trí một chút để cho mọi tầng lớp nhân dân, ngoài đến chùa lễ Phật ra, họ còn có một cái nơi để họ tham quan vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Và trong những cái khu tham quan vãng cảnh, chụp ảnh lưu niệm ấy, có những cái bài kinh Pháp Cú ngắn của Đức Phật, hoặc những cái lời câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta, của cha ông chúng ta, dạy cho gì? Con người ta thức tỉnh, biết nhớ về cái công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Cho nên các vị biết, mấy năm nay những cái mùa Vu Lan Báo Hiếu đến của chùa chúng ta tổ chức cái lễ hội Hoa Hồng. Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Tình yêu ở đây có nhiều thứ tình yêu, không phải tình yêu nam nữ không các quý vị, mà tình yêu đây này của đứa con, những đứa con hiếu thảo dành cho cha mẹ, dành cho ông bà, dành cho tổ tiên của chúng ta. Cái tình yêu này là tình yêu có thể nói là cái tình yêu rất là vĩ đại của người con, hướng về với cha mẹ, hướng về với ông bà, hướng về với tổ tiên. Cho nên các bạn trẻ đi lễ rất là nhiều. Trong vòng có tuần hơn tuần thôi mà mỗi một ngày có không biết là mấy chục ngàn người, thậm chí đến có khi có ngày phải đến hàng vạn người, và nếu vào ngày Chủ nhật phải đến hàng vạn người đi về lễ Phật. Trong đó có rất nhiều những bạn này, xăm sổ đầy mình, mặc mỗi cái quần sót của cao mai ô thôi. Có người nói với tôi là thầy ấy, sao lại chùa lại cho cả những cái người mặc quần sót và áo me ô đi vào chùa như thế? Tôi bảo không sao, họ mặc quần sót áo me ô đi vào chùa, họ đứng, họ không vào trong Tam Bảo là được, họ đứng ở ngoài họ vái vái được rồi, cũng được, không sao. Năm nay họ đến chùa họ không biết, họ mặc quần sót áo me ô, họ đến chùa chúng ta khẽ khàng nhắc nhở họ, và lần sau các chú đi chùa nên mặc quần trùng áo dài cho nó trang nghiêm, nơi cửa Phật rất trang nghiêm. Nhẹ nhàng bảo họ như vậy thì họ liền là chắp tay và A Di Đà Phật, là thưa thầy là con không biết, con xin lỗi, lần sau chúng con sẽ nhớ. Thế mấy năm trước tôi đã dặn mấy trường hợp như thế, mà bảo họ rất nhẹ nhàng và họ xin lỗi ngay, họ chắp tay là họ xin lỗi, con xin lỗi thầy vì chúng con thì không biết. Họ xưng là con luôn chứ không mày tao chí tớ gì đâu nhé. Ở ngoài xã hội sẵn sàng cầm dao cầm kiếm mày tao chí tớ ngay, nhưng vào tới chùa mà ông sư chẳng có quyền lực gì cả, chẳng có so với họ chẳng có cái vị thế gì cả, đúng không? Ông sư ở trong chùa cốc cốc gõ mõ có vị thế gì đâu so với họ. Thế mà ông sư đi qua nói rằng các chú lần sau đi vào chùa thì mặc quần trùng áo dài cho trang nghiêm. Thế người ta A Di Đà Phật, thế con xin lỗi thầy, đây chúng con gì không biết, thế lần sau chúng con sẽ rút kinh nghiệm. Chúng ta thấy không? Mình nói với họ một câu chân thành thì họ cũng gì đáp lại mình một cái câu á rất là thật, là thật lòng, rất là thật thà. Họ bảo họ không biết, họ xin lỗi. Thế thì nó còn chửi họ gì nữa, mà cấm họ gì, chẳng lẽ chúng ta lại đuổi họ sành sạch ra? Chú đi ra ngoài, biến ra ngoài chùa của tôi à? Không được. Khi nó nổi máu, nó cầm hòn gạch, nó choảng cho sư, nó choảng cho chết. Rồi bảo vệ nó sợ gì đâu. Nhưng chúng ta nhẹ nhàng với họ, khiến cho họ gì thấy là hoan hỉ. Và chúng ta biết có những năm mà tôi thấy là mười mấy anh chị xăm sổ đầy mình vào lễ Phật rất thành tâm. Lễ Phật rất thành tâm. Vậy nếu cửa chùa mà chỉ độ cho các cụ, các Phật tử biết cái Phật Pháp có niềm tin á, thế thì đâu gọi là cửa Phật tận độ chúng sinh nữa. Thế đâu có thể gọi là chúng sinh vô biên thể nguyện độ nữa. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nữa các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu thế nào là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Chúng sinh thì có vô lượng vô biên đấy. Các loại chúng sinh. Mỗi một loại chúng sinh cũng có gì? Cũng có rất nhiều những cái căn tính hành nghiệp khác nhau. Những cái tập khí thói quen khác nhau. Những cái sự tham lam, chấp chược và sân hận khác nhau. Tôi nói ngay loài người chúng ta thôi còn có rất nhiều gì tập tính, nhiều thói quen, ý nghĩ, lời nói, hành động của con người khác nhau. Cho nên chúng ta không dùng các phương tiện thiện xảo khéo léo để mà độ họ thì làm sao mà tận độ chúng sinh được. Cho nên ở đây quan điểm của thầy thì trả lời Phật tử này nói rằng là cái trường hợp mà họ đâm thuê chém mướn cho vay nặng lãi, họ biết làm việc thiện, đi đình đi chùa đó thì cũng giảng tam bảo có tốt không? Tốt. Việc nào đi việc đấy. Việc họ làm ác, việc họ làm xấu họ chịu quả báo xấu. Việc họ làm thiện làm tốt họ sẽ gì? Sẽ được phúc báo công đức lành, công đức thiện, sẽ được phúc báo tốt. Còn hơn là những người họ không biết làm thiện làm phúc một tí nào cả. Đó. Cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi rằng con vì con tụng kinh Địa Tạng cho nên việc bố thí xây dựng chùa tháp thì thấy tội diệt phúc sinh, cho nên mới hỏi rằng những người làm những việc đó họ có được tội diệt phúc sinh không? Có được, có được công đức, có được phúc báo. Nhưng còn tội có diệt hết hay không thì còn phải xem nếu mà họ phải dừng cái việc ác kia lại và họ tu tập các việc thiện thì cái việc ác kia mới diệt hết. Và còn cả việc ác, việc thiện họ đều làm thì cái nhân nào mà trội hơn thì cái quả nó sẽ nở trước. Tức là thiện mà ít hơn, ác nhiều hơn thì cái quả báo ác nó sẽ nở trước. Mà còn ác tụt xuống và thiện tăng lên thì cái quả báo thiện của họ thì sẽ đến với họ trước vậy, không xa nữa đâu vậy. Một câu hỏi nữa Phật tử hỏi: con kính bạch thầy cùng các chư tăng chùa Khai Nguyên, nay con muốn nghe thầy giảng cho con được hiểu biết về một sự việc như sau. Khi mẹ con còn sống, mẹ con đã quy cho con tại chùa Quán Sứ và con cũng ăn chay được 4 ngày, đó là 30, mùng 1, 14, 15 hàng tháng. Nay cha mẹ con đã mất. Và con nghe các chị bảo nên tụng kinh Địa Tạng trước ngày giỗ của cha mẹ một tuần. Và con cũng làm theo. Nhưng con còn băn khoăn một chút là vì nhà con không có bàn thờ Phật. Nên khi con tụng kinh, con ngồi quay lên bàn thờ gia tiên. Như thế có được không? Con mong muốn tụng kinh Địa Tạng vào các ngày ăn chay. Thế có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Được. Thầy khẳng định với Phật tử này là được. Cho dù nhà chưa có ban thờ Phật, chưa có bát hương thờ Phật, chưa có tranh ảnh Phật, chưa có bát hương Phật vân vân, không sao. Nên tụng kinh Địa Tạng vào những ngày ăn chay hoặc kinh gì cũng được. Nên tụng kinh và niệm Phật vào những ngày ăn chay này, hoặc ngày nào cũng tụng được thì càng tốt. Đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà tụng cũng để càng tốt. Có cái ảnh nhỏ nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng treo lên ở giữa ban thờ nhà mình, thần linh gia tiên về trên cao nữa thì càng tốt, để chiêm ngưỡng, để lễ bái và để cúng dường Bồ Tát thì khiến cho thần linh gia tiên nhà chúng ta cũng hoan hỉ, và chính chúng ta tu hành gì cũng được tinh tiến và sinh ra vô lượng công đức vậy. Vì trong kinh Địa Tạng nói là nếu ai nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát mà cung kính cúng dường, đỉnh lễ, tán dương khen ngợi, chỉ niệm danh hiệu của Ngài, thọ trì đọc tụng kinh điển của Ngài thì công đức vô lượng. Tụng một bộ kinh thì được 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi, công đức vô lượng vô biên. Cho nên nên làm vậy. Mặc dù chưa có ban thờ Phật hay gì gì đó thì vẫn tụng được. Đối trước ban thờ gia tiên tụng được không sao. Những ngày ăn chay Phật tử muốn tụng được, mà không chỉ ngày ăn chay mà ngày nào tụng cũng được nếu có thời gian. Ngày nào bận thì thôi. Công việc đặc biệt chúng ta thôi không được, không sao, Phật không bắt tội chúng ta, Bồ Tát cũng không trách lỗi chúng ta đâu. Phật tử hỏi câu nữa: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy, thầy hoan hỉ cho con hỏi. Con có căn số không ạ? Ôi làm sao thầy biết Phật tử có căn số hay không? Mệt lắm đi thôi. Thầy có phải là ông thầy bói đâu, ông thầy đồng bóng bói toán và thầy phù thủy đó mà hỏi thầy câu đấy, thật là ngớ ngẩn vậy. Con đã quy Tam Bảo và thờ Phật tại gia 2 năm. Quy Tam Bảo thờ Phật tại gia 2 năm mà còn hỏi thầy là thầy cho con hỏi con có căn số hay không? Đúng là mê tín dị đoan. Đúng là quy Tam Bảo 2 năm rồi, thờ Phật tại nhà 2 năm rồi mà còn hỏi thầy câu đấy, quả là đúng là không hiểu biết một cái gì. Không chịu học mà. Đây gọi là không chịu học, không chịu nghe Pháp. Cho nên mới gọi là dốt toàn tập như thế đấy. Thầy mắng cho một chút như vậy để cho gì? Cho sáng ra. Chứ không phải thầy ghét thầy mắng đâu. Mắng cho để mà sáng ra. Gọi là dốt toàn tập. Quy Tam Bảo thờ Phật 2 năm mà còn hỏi thầy là con có căn số hay không? Căn số tức là theo ở bên đồng bóng á. Nó mới hỏi cái câu đấy, mới nói câu đấy. Thế bây giờ còn muốn làm đồng bóng hay sao? Khổ bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ gặp được Phật Pháp chẳng lo tu tâm dưỡng tính, làm chủ bản thân mình, làm chủ tâm mình để hướng đến cái quả về giải thoát giác ngộ hay sao mà còn muốn làm nô lệ cho quỷ thần nữa. Những người đồng bóng bói toán tức là do cái nhân duyên của họ, cái sự tu tập của họ ở đời trước, kiếp trước. Trong kinh Đức Phật nói do mong cầu thần thông cho nên đi lạc vào con đường quỷ thần. Nay họ muốn bỏ mà không bỏ được vậy. Chúng ta bây giờ lại còn muốn, tự nhiên là muốn vác thêm cái đó vào nữa. Đang tự do tự tại không muốn, lại còn vác thêm cái đó vào nữa cho nó khổ hay sao? Đi trên đoạn đường dài đã mệt rồi, bây giờ lại chẳng khác gì lại đặt cho một cái hòn đá, vác cho một cái hòn đá nặng. Tự nhiên là vác một hòn đá nặng không có cái lợi ích gì, không có giá trị gì lên trên vai mình, có phải khổ không? Đấy. Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy thờ Phật quy Tam Bảo 2 năm rồi mà còn hỏi câu đấy, tức là chả biết cái gì về Phật Pháp cả. Vị này nên nghe giảng kinh Địa Tạng và nghe giảng An Sĩ Toàn Thư và Pháp Uyển Châu Lâm. Nghe An Sĩ Toàn Thư, nghe kinh Địa Tạng và nghe Pháp Uyển Châu Lâm, nghe nhiều vào. Rồi tiến tới có thể nghe thêm Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nữa, để cho nó thủng. Nghe cho nó thủng, nó phá mê khai ngộ đi, để đừng bao giờ phải mê mờ như thế nữa. Cách đây 3 năm con chỉ thích xem Hầu Đồng hát văn và đau bụng và ôm mệt mỏi nhất vào lúc chiều tối, đặc biệt nhất vào ngày rằm và mùng 1. Có người bảo con đi mở phủ, con cũng đến một vài chỗ nhưng người ta không nhận làm được cho con. Họ bảo về xin gia tiên. Từ hồi đó cho đến nay, gần đến ngày rằm và mùng 1, trong người con hình như có người, cảm giác như có người gì điều khiển con. Con chỉ thích cãi nhau. Nhưng từ khi thờ Phật thì đỡ hơn ạ. Và đặc biệt hơn là ở làng con hoặc gia đình nhà con có ai đó sắp chết là con biết trước, và giờ con không biết như thế nào. và tâm sự với ai, thầy hoan hỉ giải thích cho con ạ. Ở cái trường hợp này Phật tử này nên bỏ cái đấy đi, nên dụng tâm để bỏ đi. Cái sự biết đấy không phải là Phật tử này biết đâu, mà đấy là ma gì ạ, ma sự đấy. Cho nên nếu mà vẫn cứ còn theo cái này ạ, thì trước sau gì cũng trở thành cái bà đồng bóng mà thôi, hoặc cái ông đồng bóng mà thôi. Tất nhiên thầy không phải là nói như vậy là coi thường những người đồng bóng. Những người đồng bóng cũng có người rất tốt, họ cũng giúp đỡ được rất nhiều người. Nhưng ở đây chúng ta thì chúng ta học Phật mà, chúng ta đang hướng đến cái cảnh giới của Phật Bồ Tát. Đó là gì? Hướng dẫn cho chúng ta được tự do. Chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc của đất nước chúng ta có câu nói gì ạ? Câu nói gì không nhỉ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta nhớ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng ta bây giờ đang được tự do, lại không muốn, lại bây giờ tự nhiên lại đi rước một cái ông thần, ông thánh nào đó đến để nhập xác chúng ta, ốp vào thân thể chúng ta để phán này phán nọ phán kia. Chẳng phải chúng ta mất tự do hay sao? Trừ những người họ căn cao số nặng, họ không thể nào bỏ được thì họ phải chịu. Đó là do cái nhân kiếp trước họ tu vậy. Trong kinh Phật nói là nhân duyên đời trước, kiếp trước họ tu, do đi vào con đường mê lầm, mong cầu thần thông, cho nên bị quỷ thần mượn xác để làm việc vậy. Bị các vị thánh, các vị thần mượn xác để làm việc. Thánh và thần mượn xác làm việc thì còn tốt, nhưng còn quỷ, ma quỷ nó mượn xác nó làm việc thì nguy hại vô cùng các quý vị. Không sớm thì muộn cũng sẽ điên điên khùng khùng loạn tâm mà thôi. Nếu các vị thánh, các vị thần linh chân chính và mượn xác, các ngài cứu nhân độ thế thì còn được. Còn được. Cái này thì có tốt. Cái này thì còn tốt. Nhưng chúng ta là người học Phật cũng không nên vậy. Người học Phật, người tu Phật thật sự là gì? Chúng ta nhớ cho tôi là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói không có gì quý hơn độc lập tự do. Quả thật như vậy. Đệ tử của tôi có trước đây đến xin tôi đi tu, có mấy người biết tâm linh, có thậm chí còn rất giỏi về tâm linh, thấy cả quái âm, thấy cả Phật, cả Bồ Tát, thấy cả chúng sinh, thấy cả các quỷ thần nó đến tham dự pháp hội Trung Phong, pháp hội Địa Tạng vân vân. Nhưng thầy bắt phải bỏ hết. Các vị thấy không? Nếu tôi là ông thầy khác thì tôi lợi dụng vào đệ tử của tôi kiếm ra rất nhiều tiền chứ, đúng không? Bảo đệ tử tôi phán cho người này, người nọ, người kia để họ sợ, để họ mang tiền đến đây để cho thầy cúng cho họ, để họ khỏi bệnh, thầy có tiền, đúng không? Nhưng mà thầy có làm điều đó? Không làm điều đó. Mà lại bảo các Phật tử của thầy nếu muốn xuất gia ở đây thì phải tu làm sao phải bỏ hết cái đấy đi. Các vị thấy không? Người ta tu để cầu thần thông, như thầy thì bắt đệ tử tu để bỏ hết những cái thấy của mình. Vì sao? Vì cái đó không phải thần thông chân chính, mà cái đó là cái thấy của gì? Ma quỷ. Nó khai nhãn cho mình. Nó cho mình thấy. Lúc nào nó cho mình thấy, mình được thấy. Và mình mà tưởng là đấy là mình tu hành chứng đắc, là mình sinh tâm cống cao ngã mạn đi vào đường tà là rất nguy hiểm. Cho nên nó thầy bắt các đệ tử của thầy, những người có cái tâm linh như thế là bỏ hết. Đấy, mới hôm rồi có một chú ở đây xin lên đây xuất gia với thầy cũng đồng ý cho ở tu tập, nhưng thầy biết là trường hợp này sẽ không tu được, vì người là nói thì lúc nào cũng mây mây tây tây. Thầy bảo là phải bỏ đi, tu hành cho nó tốt, chịu khó nghe pháp và tu tốt, cứ vâng. Xong rồi một hôm cách đây khoảng độ 2-3 tuần đó, đang trong lúc thỏ chai ăn cơm, đi lên thì bảo thầy cho con một tí, bảo tất cả các sư ngồi lại, chứ ai được đứng dậy. Và nói với thầy là nhìn thấy thần thánh đến đã bảo phải học cái này cái nọ cái kia, thế này nọ. Thầy bảo, tôi bảo thôi đừng có nói nữa. Nhưng con bảo không, thầy cho con nói. Người ta bảo con là phải nói với thầy, phải nói với các sư trong chùa thế này nọ kia, bảo các sư phải ngồi lại để nghe. Tôi nghe chưa đầy một phút đó. Xong rồi tôi bảo sư cô quản chúng phụ trách phòng thông tin là ngay chiều hôm nay thì cho chú ấy về nhà, không để ở trong chùa nữa, không cho ở trong chùa thêm nữa. Vì tôi đã bảo đi bảo lại đến 3-4-5 lần rồi, vẫn không thay đổi, đuổi ra khỏi chùa luôn. Chùa là nơi từ bi thật, nhưng không dung chứa những kẻ gì hành tà đạo, mê tín dị đoan, làm những cái việc bại hoại cửa Phật, khiến cho chúng sinh mê mờ lầm lạc, biến chân nó thành giả, biến giả thành chân. Chân giả chẳng biết đâu mà lần, khiến cho chúng sinh mê mờ loạn tâm là không được. Cho nên là đuổi về ngay, không cho ở chùa nữa. Chứ đừng nói là đi tu nữa, đừng nói là nhận là đệ tử nữa nhé. Đuổi về luôn, không cho ở chùa nữa. Đấy, cho nên các vị phải biết rằng tu hành Phật Pháp chân chính chúng ta không có được đi theo cái con đường mà các tôn giáo khác cũng như tín ngưỡng tâm linh khác họ làm. Chúng ta đi theo Phật phải theo lời Phật dạy. Tất nhiên phương tiện thì có thể, nhưng mà phương tiện làm sao đó nó không tổn hại đến chúng sinh, không tổn hại đến tín tâm kiên cố của mọi người, thì đó mới là phương tiện thiện xảo. Còn phương tiện cái kiểu như Phật tử này nói kiểu này là nguy hiểm đấy, nguy hại đấy. Cho nên là sớm thì phải bỏ hết những cái tâm lăng xăng, cái tâm mong cầu. Mà thậm chí trong thời gian tới cũng nên tránh đến những cái chỗ họ hát, họ nhảy đồng hát chầu văn đó. Nên tránh thì không có gì. Tâm mà còn yếu thì lại đến đó lại nghe, sớm muộn gì thì cũng chạy họ mà thôi. Họ phán cho vài câu nữa thì thôi thì theo họ luôn, mất tu luôn. Trong mấy năm nay có rất nhiều cựu bà đồng, cựu ông thầy đến là nhờ các thầy là giải bát hương đi cho để thờ Phật rồi. Nhiều lắm á. Thầy nói không sai đâu, thầy nói không sai một chút nào. Nói bằng cái tâm chân thành của người tu hành đấy. Có rất nhiều những ông thầy đồng cốt thậm chí 3-40 năm rồi, nay rồi, 3-40 năm nay rồi. Thậm chí ngày xưa nó nổi tiếng cả cái mấy cái tỉnh miền Bắc này rồi. Đồng cựu đó, đồng thầy đấy nhá. Thế mà bây giờ vẫn phải đến để xin tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Xin các thầy làm lễ giải điện giải phủ đi cho để quay về con đường chính đạo, để tu tập để cầu giải thoát giác ngộ các quý vị. Vì họ đã bao nhiêu năm nay họ thấy gì? Họ khổ sở, họ muốn bỏ nhưng không thể bỏ được, vì đã đi theo cái guồng máy đó rồi. Đã nhận các vị thánh, các vị thần đó là thầy rồi, cho nên bây giờ không thể thoát ra được. Nhưng bây giờ một lòng một dạ ngộ ra rồi mới biết rằng con đường đó không có độc lập tự do. Cho nên bây giờ muốn một con đường độc lập tự do để đi, làm chủ chính mình đó, tức là gì? Là đệ tử của Đức Phật, được Đức Phật gia trì cho, mười phương chư Phật Bồ Tát cũng gia trì bảo hộ cho, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần thì cũng gia trì cho, các vị thần linh đó gì. Có khi chúng ta tu hành chân chính, các vị cũng hoan hỉ cho chúng ta đi tu hành chân chính. Các vị thần vị thánh đó thấy chúng ta tu hành chân chính, các ngài cũng hoan hỉ giúp đỡ cho chúng ta tu hành chân chính. Cho nên đó, mấy năm nay đã có rất nhiều những cựu đồng ấy, gọi là cựu thầy đồng ấy, là xin tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, xong đó giải điện giải phủ và thờ Phật và tu Phật. Có những trường hợp thì bảo không cần phải giải điện giải phủ, vẫn để điện để phủ đó mà thắp hương, để mà cung kính, để mà cúng dường. Nhưng điều quan trọng chúng ta không đi nhảy đồng nhảy bóng nữa, không phán xét cho người khác nữa, không lấy tiền người ta nữa, vân vân. Mà bây giờ mình chờ gì? Để nguyên điện để phủ đó để tu tập tụng kinh niệm Phật, không cần phải giảng giải, không cần phải giải đi, không cần phải phá đi. Mà thầy còn khuyên họ như vậy, để nguyên điện phủ nhưng quan trọng thay đổi trong tâm, tu hành chân chính, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc chân chính ấy. Và chỉ trong vòng 1-2 năm nay, thậm chí có người với vài tháng thôi, cả gia đình họ được an yên. Mà không phải tốn kém gì tiền của và thời gian nữa. Có nghĩa là họ được gì? Đã lấy lại được cái sự tự do, sự độc lập và tự do của bản thân họ. Đấy là hạnh phúc còn gì nữa. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Tạ Thị Oanh, pháp danh Diệu Oanh. Gia đình con có mang hài cốt của liệt sĩ từ Quảng Trị về quê năm 2011 đến năm 2012. Gia đình con có lục đục. Con không biết có phải hài cốt liệt sĩ của gia đình con hay không, mà tự vong đó xưng danh là đúng với liệt sĩ của gia đình con. Nhưng tại sao vong liệt sĩ đó bắt con gái con ra hầu đồng để ở đền làng và cho xem bói ở nhà? Từ khi đó chồng và 3 đứa con hay chửi con, đánh đuổi con ra khỏi nhà, không cho con để tranh ảnh tôn tượng trên ban thờ gia tiên và không cho con tụng kinh niệm Phật. Nay con phát tâm lên chùa làm công quả và tụng kinh niệm Phật cùng đại chúng cầu giải nghiệp này. Con xin Thầy khai thị cho con biết con phải làm như thế nào. Đây thì có thể là trường hợp này lại lặp vào cái trường hợp mấy năm trước Thầy gặp mà Thầy hay kể một hai lần rồi đó. Không phải là đi gọi vong gọi hồn, đi là đào mộ chuyển hài cốt các cụ liệt sĩ nhà chúng ta về là được 100% đâu. Có những trường hợp là giả, là nhầm đấy. Mà quỷ thần gì nó ám nhập vào để nó phá hoại gia đình chúng ta, nó làm cho chúng ta đi sai đường lạc lối. Cái trường hợp này tôi thiên về là quỷ thần nhiều hơn, thiên về quỷ thần nhiều hơn. Trường hợp này Phật tử nên thì nhất tâm để tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng là 100 ngày, để nhất tâm để cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho cái việc đó. Nếu mà nó là tà thì nó lộ rõ nguyên hình để đuổi nó đi. Mà tôi nghĩ trường hợp này là tà, cho nên Phật tử này nên nhất tâm tụng chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, để nó sẽ hiện rõ nguyên hình thôi. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, tên con là Dương Thị Thủy, Diệu Âm Tịnh Thủy. Con đang là Phật tử chấp tác tại chùa. Nay con muốn phát tâm bao sái các tôn tượng ở chùa, nhưng con lại nghe nói rằng chỉ có các sư mới được phép bao sái tôn tượng, còn Phật tử thì không được phép. Và con là nữ, con bạch Thầy, xin Thầy khai thị cho con. Không sao, nữ cũng có thể bao sái tượng Phật, nhưng mà trước khi bao sái chúng ta tắm rửa cho sạch sẽ. Thầy nói như thế chúng ta tự hiểu đúng không? Phải bao sái tắm rửa cho sạch sẽ, quần áo tinh tươm, chứ không phải là lôi tha lôi thôi lếch thếch. Và những cái ngày tháng bất tịnh mà chúng ta để nguyên như thế lên bao sái tượng là không nên. Tắm rửa, quần áo sạch sẽ, thậm chí còn thắp hương, thắp mấy nén hương bao hương để hơ cái khói quanh mình nữa thì càng tốt. Cái đó thì làm được thì càng tốt, mà không làm cũng không sao. Nhưng mà phải tắm rửa cho sạch sẽ thì đều được cả. Thế chúng ta biết cái chùa mà có cái sư ni ấy mà, thì bảo sư ni cũng là nữ mà. Nếu mà bảo là nữ không được bao sái tượng thì các chùa có sư ni thì bỏ tượng Phật mốc meo hết à. Nam hay nữ bình đẳng như nhau hết các vị. Đức Phật không phân biệt cái chuyện là nam mới được cái trèo lên ban Phật để bao sái, còn nữ không được lên đâu. Không quan trọng, Đức Phật là bình đẳng, coi tất cả chúng sinh là bình đẳng như nhau mà. Nhưng có mỗi một cái là nữ, thì những cái ngày tháng mà ô uế của mình thì nên gì tắm rửa sạch sẽ thì mới lên bao sái vậy, mới lên quét dọn vậy, bao sái 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 vậy. Khi đang tụng kinh thì hết tuần hương, mà đang tụng đứng lên để lên hương con thấy không trang nghiêm, vậy liệu không lên hương tiếp theo thì có được không ạ? Ôi dồi ôi, tụng kinh bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu này thì quả thật là nguy rồi. Chả chịu học chịu hỏi gì rồi. Không có ai đang tụng kinh thì hết hương lại đi lên hương cả các quý vị ạ. Các vị có thấy các sư đang tụng kinh hết hương lại đi lên hương không? Không có. Chúng ta chỉ vào tụng vào, chúng ta thắp một tuần hương lúc đầu và chúng ta tụng kinh hết hương trên cái hết lúc nào thì hết, không quan tâm cái chuyện đó. Mà bây giờ chúng ta quan tâm đến cái chuyện gì? Chúng ta đang tụng kinh, tụng kinh xong niệm Phật, lễ Phật cho hết, xong cái gì là thôi, cũng không nên, xong rồi cũng không nên thắp hương nữa là gì. Đến sáng hôm sau chúng ta tụng thời sáng thì lại lên hương, chứ không nên, cũng không cứ là phải lúc nào cũng phải thắp hương. Bởi vì hương bây giờ, xin thưa các quý vị, phải nói rằng cái khói hương nó không tốt như ngày xưa nữa. Hương ngày xưa họ làm bằng trầm, bằng cái loại gỗ quý, gỗ thơm thật. Còn hương bây giờ người ta dùng các loại nước hoa, cái hóa chất nhiều, quá nhiều. Cho nên nếu chúng ta thắp nhiều thì có thể nó còn đem cái tác hại về sức khỏe nữa. Cho nên chỉ thắp một nén là được. Trong gia đình chúng ta 3, 4, 5 bát hương, nhưng cũng chỉ thắp một nén ở giữa, bát hương giữa là được. Nếu thờ Phật thì thắp một trên ban thờ Phật là được. Hoặc không có bát hương thờ Phật thì thắp một cái giữa bát hương thần linh là được. Hoặc không có bát hương thần linh thắp một cái giữa gia tiên là được, vân vân. Cho dù 4, 5, 6, 7 bát hương cũng thế, thắp một cái là được. Còn trừ những cái ngày lễ lớn, nhưng mùng 1 ngày rằm hoặc những ngày giỗ, ngày Tết thì chúng ta mới thắp mỗi bát một nén. Còn những ngày bình thường chúng ta lên tụng kinh niệm Phật trong nhà, chúng ta chỉ cần một nén hương gọi là thành tâm là được. Hoặc là 3 nén, tối đa là 3 nén thôi, chứ đừng có thắp cả một cái bó hương. Ban Phật 3 nén, ban gia tiên 3 nén, bát tổ cô 3 nén, bát tổ cậu 3 nén. Nếu mà có bên ngoại nữa thì gia tiên bên ngoại 3 nén, rồi tổ cô tổ cậu bên ngoại 3 nén nữa thì thôi rồi. Thì trong cái phòng chúng ta thì chúng ta ngửi cái khói hương nó ngột ngạt, mà như thế thì không tốt. Cho nên thầy nói là vẫn phải thắp hương, nhưng mà thắp một tuần hương lúc đầu vào thôi, nên thắp 1 nén thôi, hoặc nhiều nhất là 3 nén thôi, không nên thắp quá nhiều. Thành tâm thế thôi, để mình giữ cho cái sức khỏe của mình nữa, vừa thành tâm được cúng Phật, dùng cái hương trần này để chúng ta quán tưởng vào ngũ vị chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Thế đừng có nghe một số các quý thầy bây giờ, một vài quý thầy trẻ không biết các vị học Phật kiểu gì, bây giờ bác hết, bảo là bây giờ không nên thắp hương nữa, thắp hương điện, cũng không cần phải thắp đèn dầu hay là đèn dầu tô, đèn dầu lạc này nữa, mà gọi thắp nến điện. Hiện đại quá, biến chúng ta thành những kẻ lười, cũng không nên. Thế hóa ra là như thế thì thôi thì bảo luôn là trên ban thờ gia đình nhà chúng ta không thắp hương nữa thì thôi, làm cái bát hương giả bằng gì, bằng nhựa thôi, cái hương cũng bằng nhựa giả thôi, cái gì hoa quả bánh kẹo cũng làm bằng giả lên trên ban thờ cho đỡ phải chuột nó ăn, đỡ phải thay hoa, đỡ phải thay quả, cái gì cũng làm bằng nhựa thôi, bằng đồ giả thôi, được không? Và cuối cùng là nữa gì, các bà chúng ta thì thôi cũng chẳng phải cần phải ăn uống nữa, thì tôi cũng ăn đồ giả thôi, chẳng cần phải đi làm để cho nó mệt. Ở nhà đó gì làm những cái mâm cơm thật ngon ra bằng cái đồ giả, để đấy cứ đến bữa dọn ra mà gặm mà nhấm cái đồ giả đó, có được không? Không được. Chúng ta nói hướng dẫn cho Phật tử không cần phải thắp hoa, không cần phải thắp hương, không cần phải dâng hoa, không cần phải thay nước, không cần phải thắp đèn. Mà cái gì đèn thì bảo là thắp bằng đèn bóng điện là được rồi, còn hương thì bảo là thắp bằng hương điện là cũng được rồi. Thế thì chẳng khác gì, chúng ta bảo thôi thì ăn làm gì, ăn đồ thật làm gì cho phải đi đại tiểu tiện cho nó mệt người, cho nó bẩn ra. Thôi cứ ăn đồ giả lấy ra mà chấm mà mút, thế là được, quán tưởng là đó là gì, là đồ ăn thật là được, cho đỡ phải đại tiểu tiện. Xin lỗi các vị, tôi nói hơi đau một chút như thế. Xuất phát từ một cái quan điểm nó sai lầm với giáo lý của Đức Phật. Dẫn chứng rằng Ấn Độ không có thắp hương. Nào Ấn Độ không thắp hương? Tôi sang Bồ Đề Đào Tràng lễ thấy thế vẫn có thắp hương đấy mà, đến một số các thánh tích của Đức Phật vẫn thấy thắp hương đấy mà. Mà sư Ấn Độ hẳn hoi, các sư bên đấy hẳn hoi, chứ không phải là mình chúng ta thắp đâu. Có cái là họ thắp ít, họ không thắp cả bó như chúng ta, cầm cả bó hương ra đi, chúng ta thắp nhiều quá nó cũng không tốt. Mà còn hoa tươi phải cúng chứ. Đức Phật ở trong kinh Đức Phật nói về cái công đức á, cúng hương, cúng hoa, cúng đèn, cúng nến cơ mà. Chúng ta không thể vin là bây giờ có điện rồi thì thắp điện là được. Tất nhiên có điện thắp điện nó sáng là được rồi. Nhưng mà ở trên ban thờ á, các cụ chúng ta ngày xưa thường là có đèn dầu, nhưng bây giờ thay vào cái đèn dầu chúng ta cúng bằng cái đèn dầu thơm, thì nó không hôi, đỡ hôi. Vẫn biết là ánh sáng thôi, nhưng mà chúng ta biết khi chúng ta đặt tâm vào, chúng ta lau cái bóng đèn, rót dầu vào cái chiếc đèn, và chúng ta dùng cái tâm thành kính, chúng ta dâng thắp đèn lên, chúng ta cúng Phật. Đấy là có công đức rồi các quý vị. Tất cả những cái gì chúng ta thành tâm xuất phát từ cái lòng thành của chúng ta, từ ý nghĩ nhấn đến hành động đều có công đức các quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái gì Đức Phật dạy, Nếu chúng ta không làm được thì thôi, chứ đừng có nên bác là việc đấy thì không phù hợp nữa. Một số các Phật tử trong thời gian qua cũng hay hỏi tôi điều đó. Bảo chúng con nghe thấy một vị thầy thượng tọa tiến sĩ ở trong miền Nam, thầy giảng là không nên thắp hương nữa, phải thắp hương độc, thắp hương điện thôi, cũng không cần thắp đèn nữa, phải thắp đèn sợ cháy, sợ cháy nổ, cho nên là thắp điện thôi. Điện nó, xin thưa vì điện có khi nó chập nó còn dễ cháy nổ hơn là đèn. Cho nên chúng ta phải biết rõ cái điều, cái gì Đức Phật dạy chúng ta không làm được thì đừng có nói rằng, đừng có khuyên tuyên truyền mọi người làm cái đấy là sai. Chúng ta không làm được thì thôi, chúng ta lười, chúng ta không làm cái việc đó được nữa thì thôi. Chúng ta đừng có khuyên mọi người rằng làm cái đó là mê tín, làm cái đó là tà đạo, vân vân, không phải đâu. Trong kinh điển Đức Phật đều dạy hết những cái gì đó. Kể cả kinh Nikaya ngày xưa chúng tôi học, cái nhà hàm chúng tôi học, Đức Phật cũng dạy là nên cúng đèn gì, nên cúng giàng hương hoa đèn nến, những đồ vật dụng cần dùng. Đức Phật thì ví dụ như Đức Phật A Di Đà hay là 10 phương chư Phật chẳng hạn, các ngài đâu có thiếu những cái đấy. Kể cả thanh bông hoa quả phẩm oản quả chuối các ngài đâu có thiếu đâu. Nhưng tại sao các ngài vẫn khuyên chúng ta cúng giàng, khuyên chúng ta đem đến Tam Bảo để cúng giàng? Vì sao ngài muốn cho chúng ta phá bỏ được cái tâm tham lam chấp chược, biết bố thí, biết cúng giàng, biết gieo vào cái ruộng phúc. Cái ruộng phúc đó chính là gì? Là Đức Phật. Còn chúng ta gieo cái hạt giống thiện, cái hạt giống cái bồ đề, bồ đề tâm vào trong cái ruộng phúc của Đức Phật thì chúng ta sẽ được hưởng công đức và phúc báo tốt lành ở đời này và đời sau thôi. Đấy, cho nên ở đây mới nói với các quý vị rằng đấy, khi mà thắp hương có nên hay không? Nên. Quan điểm của chúng tôi nên. Và các hòa thượng lớn ở trong giáo hội của chúng ta bây giờ vẫn gì? Vẫn bảo vẫn phải nên thắp hương, thắp hương thắp đèn để cúng Phật như kinh Đức Phật dạy. Mặc dù bây giờ có bóng điện sáng như này, các vị thấy không, thầy vẫn thắp đèn lưu ly để cúng Phật đó. Đó, vẫn bày cái đèn ở đàn chính đó. Và có hương không? Có, vậy thầy hương vòng, thầy thắp hương vòng, mỗi bát hương một cái hương vòng, 3 bát hương ở trong cái nhà này ở xa nhau, cho nên thắp mỗi bát mỗi bàn cái hương vòng. Nhưng còn chúng ta gian vì nhà thầy đấy nó thoáng, nó rộng, mà nhà gỗ cho nên thoáng, có những cái khe ở trên nó gió vào gió ra, cái hương cái khói hương ấy, nó tỏa đi ngay. Còn nhà chúng ta là nhà trần, đặc biệt là nếu ở chung cư nữa thì nó lại càng bí. Vì vậy chỉ nên thắp một nén thôi, một nén thôi là đủ rồi. Những cái đại lễ lớn thì chúng ta mới thắp 3 nén, bình thường một nén là được. Đó. Nhưng ở đây Phật tử này hỏi nói là đang tụng kinh hết hương lại dậy để thắp hương, mất trang nghiêm. Ai bảo các vị làm như thế mà nói là mất trang nghiêm? Cái vị thầy nào, nếu mà vị thầy nào mà bảo vị là đang, hay là Phật tử nào bảo vị tụng kinh, đang tụng kinh thì hết hương phải dừng chuông dừng mõ lại để dậy để đi thắp hương thì mới có công đức, như vậy là sai đấy. Nếu thầy nào bảo các vị như thế là sai, Phật tử nào bảo như thế cũng không đúng. Cho nên chúng ta học phải hiểu, không có làm sai lại cứ đi lo. Từ nay trở đi nhé, Phật tử này nghe thấy thầy giảng này rồi cứ tin. Mà thầy đảm bảo cho đây là cái không phải là thầy bảo, mà các hòa thượng lớn như là Đức Pháp Chủ hay là các cụ lớn ngày xưa các thầy học theo các cụ đều bảo rồi. Mà các thầy nó đi tu năm nay cũng là 25, 26 năm rồi, ít nữa đâu, nửa đời người rồi, già nửa đời người rồi. Năm nay 46 tuổi thì đi tu 26 năm rồi, tức là già nửa đời người rồi. Đấy. Cho nên yên tâm, các vị cứ lên một tuần hương lúc đầu thôi và tụng kinh cho đến hết. Hết xong một cái thôi, vái lễ tạ hết và vái đi ngủ, cũng không cần phải thắp hương lên nữa cả. Bởi vì nhà chúng ta bí, không cần phải thắp nữa. Và sáng hôm sau thì lên tụng kinh mới thắp tiếp. Đấy. Mà thậm chí là cái đèn chúng ta thắp ấy, nếu mà tối hôm đó nhà chúng ta nó bí, cái đèn chúng ta thắp khi mà chúng ta lễ tụng kinh xong rồi chúng ta tắt đèn đi để đi ngủ được, để phòng chống cháy nổ, cũng như là để cho cái nó đỡ tỏa ra cái nhiệt, đặc biệt mùa nóng này, cái nhiệt cũng như là khói. Sau sáng sớm sau chúng ta lên thắp hương lên đèn mới bắt đầu vào tụng kinh tiếp. Tụng kinh xong rồi lại tắt đèn đi được. Nhà nó bí thì chúng ta làm điều đó được. Ở đây phòng của thầy nó rộng, nó lớn, cho nên thầy thắp hương, thắp đèn cả ngày cả đêm là không sao. Nhưng nhà chúng ta nếu mà nhà chung cư hoặc nhà chật ấy, nó bí ấy, thì tụng kinh xong chúng ta tắt cả đèn và hết hương, không cần thắp nữa. Và hôm sau bao giờ lên tụng kinh chúng ta mới thắp tiếp. Đấy, thì cái đấy là tốt cho cả sức khỏe của chúng ta, mà lại thành tựu cả cái pháp cúng giảng của chúng ta nữa, thành tâm cúng giảng của chúng ta nữa. Ý thứ ba, Phật tử này hỏi: con có mua chuông mõ nhưng con sử dụng không quen, vậy con tụng kinh không dùng chuông mõ có được không ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Được, không sao. Chúng ta chuông mõ được thì càng tốt, vì chuông mõ tức là hiệu lệnh. Chúng ta có chuông có mõ và là hiệu lệnh thì là tốt nhất. Nếu mà chúng ta thì không quen đó, thì chúng ta nên học. Trừ trong trường hợp trong gia đình nhà chúng ta dậy sớm tụng kinh từ lúc 4-5 giờ sáng, hoặc là đến chiều đến tối mà 4-5 giờ chiều, hoặc là 8-9 giờ đêm mà chúng ta cũng tụng kinh gõ mõ cốc cốc, mà vợ chồng hoặc là con cái cháu chắt ở trong gia đình nó không học được, hoặc là nó không hoan hỉ thì thôi chúng ta đọc không cũng được. Còn nếu ở trong nhà chúng ta hoan hỉ mà chúng ta có phòng thờ riêng ở trên cao, tức là trên tầng thượng, gần trên tầng thượng á, phòng thờ riêng á, chúng ta không ảnh hưởng gì đến người nhà chúng ta, thì chúng ta nên học cả chuông cả mõ. Thì tụng cả chuông cả mõ nó mới đúng với cái quy củ, cái lề lối của người tụng kinh. Còn bình thường là chúng ta gọi là đọc kinh thôi. Nếu chúng ta không có chuông có mõ, chúng ta chỉ đọc như đọc sách, gọi là đọc kinh thôi. Còn tụng kinh có chuông có mõ, nó có nhịp điệu, có âm vận, có trầm bổng du dương ấy. Thì thậm chí là chúng ta tụng kinh còn để cho chư thiên hộ pháp thiện thần các ngài đến để hộ pháp các ngài nghe còn hoan hỉ nữa cơ mà. Thậm chí là quái âm, thần linh thổ địa, ông bà tổ tiên nội ngoại chúng ta nếu mà chưa được siêu thoát, các cụ về để nghe kinh hoặc là để tu cùng chúng ta, các cụ nghe thấy cái lời tụng kinh niệm Phật chúng ta du dương trầm bổng mà hay thì dễ đưa vào lòng người. Đó. Dễ đưa vào lòng người. Cho nên cái cách tán tụng, tụng kinh niệm Phật cũng là một cách để một cái phương tiện để giáo hóa mọi người đó. Chúng ta tụng kinh mà giọng không hay mà nó ngang phè phè, ngang như cua bò ngang thì mọi người nghe thì rất khó để phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà ai mà có cái giọng hay mà tụng kinh Phật tử ưa nghe, mọi người ưa nghe thì rất dễ cảm tình được họ. Và họ thì khuyên bảo họ đều tụng kinh niệm Phật với chúng ta, họ rất hoan hỉ. Cho nên ở đây nếu mà gia đình Phật tử này có chuông có mõ thỉnh rồi nhưng mà còn không quen, cho nên không dùng chuông mõ có được không mà cũng được. Nhưng mà nếu mà gia đình mà các Phật tử nào mà cả gia đình hoan hỉ, mà có phòng thờ riêng, không ảnh hưởng đến hàng xóm, không ảnh hưởng đến người thân của chúng ta, gia đình hoan hỉ thì chúng ta nên học chuông học mõ. Chuông mõ tức là hiệu lệnh. Rất tốt. Rất tốt chứ không phải là tốt mà rất tốt. Nếu chúng ta tụng kinh có cả chuông cả mõ, rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy cho con hỏi, con thấy bây giờ ngoài xã hội biết bao người cho vay nặng lãi, đòi nợ đâm thuê chém mướn, làm bao cảnh gia đình tan nát. Nhưng những người đó lại lấy tiền đó để đi làm từ thiện một phần. Thầy cho con hỏi nghiệp báo về những việc đó ra sao ạ? Vì con tùng kinh Địa Tạng, trong kinh đã dạy bố thí cúng giàng, xây dựng chùa tháp thì tội diệt phúc sinh. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem, nếu mà cái người mà ở đây những Phật tử này nói là những người làm nghề cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, xong rồi gây biết bao nhiêu cái sự đau đớn, lo lắng cho những gia đình người đi vay nợ. Nói rõ là như thế cho nó dễ hiểu đi, khiến cho biết bao hoàn cảnh gia đình tan nát. Sau khi họ đòi được tiền rồi, đòi được nợ rồi, họ lại trích một cái phần lãi đó ra để họ đi làm từ thiện, thậm chí là mang đến chùa để cúng giảng. xây dựng tam bảo vân vân. Thì hỏi rằng Phật tử, ý của Phật tử này hỏi rằng những cái việc đó nghiệp báo ra sao? Những việc đó ra sao? Đầu tiên chúng ta phải nói rằng, phải khẳng định với nhau rằng tất cả những người mà làm nghề cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật. Phải khẳng định với nhau như vậy. Tất cả những người cho vay nặng lãi đều sai với quy định của pháp luật nhà nước. Mà sai với quy định pháp luật nhà nước thì chúng ta có thể người đó sẽ bị pháp luật sẽ sờ gáy và đến bắt và xử theo luật pháp bất cứ lúc nào. Cho nên ở đây nếu mà Phật tử nào mà chúng ta có người thân hoặc là chính chúng ta đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, thì đây chúng ta cũng có một cái nghề, nhưng mà chúng ta nên giảm bớt xuống. Giảm bớt xuống nhất mà chúng ta có thể. Chúng ta coi như đây vẫn là một cái công ăn việc làm để chúng ta kiếm ăn, nhưng mà nó vừa phải thôi. Có thể nói chỉnh nhỉnh hơn là ngân hàng một chút xíu thôi. Như vậy là vẫn vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà còn có thể khả dĩ mà ngân hàng họ không đáp ứng hết được cho cái nhu cầu vay vốn của người dân, thì còn có thể nhà nước còn có thể, đây tôi nói đây là theo cái thiện nghĩ của tôi, ví dụ ngân hàng là 10 phẩy ngân hàng là 1 phẩy chẳng hạn, thì chúng ta có thể cho 1,2 hoặc 1,3 gì đó nó lên một chút xíu thôi, gọi là đi lấy công làm lãi thôi, giúp đỡ mọi người lấy chính thì được. Nhưng còn ngân hàng cho 1 phẩy mà chúng ta chỉ cho đến 4 phẩy, 5 phẩy, gấp 4 gấp 5 ngân hàng như thế thì là sai với quy định pháp luật của nhà nước. Sớm muộn gì có thể cũng bị pháp luật họ trừng trị thôi. Chưa nói đến cái quả báo về lâu về dài. Cái quả báo xấu về lâu về dài. Cho nên nếu Phật tử chúng ta mà có ai còn đang làm cái nghề cho vay nặng lãi này, chúng ta có thể nếu chúng ta đã xin giấy phép kinh doanh được cái việc này thì chúng ta vẫn cứ làm. Nhưng mà nhớ là đừng có thu nặng lãi quá. Mà đến khi mà cái gia đình mà họ vay mượn, mà họ đến cái lúc mà họ làm ăn nó thất bát chẳng hạn, đặc biệt trong cái dạo chống dịch này chẳng hạn, chúng ta biết 2-3 tháng nay là tất cả đều các doanh nghiệp gần như là đều trở về con số 0, không làm ăn được cái gì cả. Thậm chí các vị biết ở chùa đây là còn phải đóng cửa cơ mà. Chùa Khai Nguyên chúng ta là một cái nơi nó điểm đến cho rất đông tín đồ Phật tử, chúng ta phải đóng cửa. Mới có mở cửa từ hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 đây. Khi nhà nước chính phủ cho mở cửa dần dần thì chúng ta mới mở dần. Cho đến 2-3 hôm nay mới mở toáng ra, còn những hôm trước là mở nhưng không phải ai cũng được vào đâu. Đấy. Mở nhưng mà có lựa chọn cho một số những Phật tử thân quen vào dần để áng để nghe xem như thế nào đó. Thì bây giờ nhà nước hết giãn cách rồi cho học sinh, sinh viên đi học đại đa số rồi. Các ngành nghề cũng được đi làm đại đa số rồi. Chính phủ khuyến khích cho tất cả những người dân bắt đầu làm kinh tế để phát triển, để ổn định kinh tế đất nước rồi. Thì khi đó chúng ta mới, chùa chiền mới mở cửa trở lại như bây giờ. Cho nên suốt cả 2 tháng, hơn 2 tháng trời như vậy, kinh tế họ làm ăn được đâu. Họ thuê nhà, thuê cửa, phải trả tiền lãi hàng tháng. Mà thậm chí nhiều doanh nghiệp có thể phải phá sản trong thời gian tới, nếu như mà dịch bệnh mà nó không dừng sớm. Nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản. Thì những cái trường hợp mà không may, cái người mà họ vay mượn của chúng ta, mà chúng ta thì trong cái lúc họ khó khăn vất vả thôi, nên họ đến họ nhẹ nhàng, họ tha thiết thành khẩn, họ xin lỗi và họ nói với chúng ta những cái lời chân thật để cho họ khất lại một vài tháng hoặc là thậm chí là một vài quý gì đó, thì chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho họ vậy. Đừng nên dồn họ vào cái thế bí mà thuê đầu gấu rồi đâm thuê chém mướn đến để hù dọa và để đòi đánh đòi giết họ, như vậy là sai với pháp luật. Thậm chí có khi chúng ta lại chưa giết được họ mà chúng ta lại phải đi tù rồi. Để mấy năm trước tôi không biết một cái băng